Em mượn rượu tỏ tình đấy thì sao nào? Đánh son đỏ đi hồng ghê á. Đâu son đỏ mà vẫn là son đỏ mà nhỉ? Đâu ra? Làm gì đã có tiền mua son hồng đâu? Ui móc đâu ra tiền mua son hồng giờ đây, món đỏ chót. Ôi ôi, mẹ mày rách lại tốp được thịt mày ăn cắp rồi. Số ơi, sao sao tốt điện vậy? Xin lỗi, xin lỗi Thùy Ngân nhá, Thùy Ngân xe giúp anh Thùy Ngân ơi. Rồi, xe đồng nghiệp với Thùy Ngân. Không nhờ. Anh mượn rượu tỏ tình đấy thì sao nào? Anh yêu em đấy. Ok, nghiêm túc, nghiêm túc, nghiêm túc, nghiêm túc, nghiêm túc. Trận sau em... Cái gì à? Em hoa lăng là gì? Ok. Mọi người có thể share hoặc là có thể tăng bạn bè vô đây để mình tám vì hôm nay chủ nhật mà chắc chẳng còn ít người bận đúng không? Nhạc sản á, anh không bật bật nhạc sản, anh bật nhạc non tốt nghe đã thích rồi. Nếu mà được bật thì đã thích rồi, anh không được bật. Thay vào việc mà trời lạnh như này em xe thì... rồi á, em xe em để cho nó công khai cho em. Thay vào cái việc mà trời Hà Nội hôm nay rất là lạnh như thế này thì các bạn ngồi đắp chăn ở nhà và để chém gió thì sướng hơn là các bạn đi ra ngoài đúng không? Đúng rồi. Về đỡ phải giặt đồ. Lạnh lắm. Nhạc sàn lên đi anh. Nhạc sàn mấy hôm trước bật nhạc sàn rồi bị sao nhỉ? Bị bản quyền đó. Mà Facebook bị bản quyền bóc tương tác ghê lắm luôn ấy. Tức là khi mà mình clip mà mọi người có thể ấn chuông thông báo rồi mà vẫn không được nhận thông báo luôn á. Mẹ đừng ngủ lạ với cáp. Mặt cười mày cười. Đấy. Anh mượn gì? Đúng rồi. Chơi không Hương? Hương chơi không? Xin chào anh Hương nhá. Hello bạn Tony. Ok, 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 ok. Ok. Ui. Lê Quốc Cường đâu? Chủ nhật bạn em đi chơi với gái hết rồi. Còn mỗi em chỉ đen thôi. Chắc ai bây giờ em chắc mình thôi. Hôm nay chủ nhật lạnh như này mà bạn gái nào mà chịu đi chơi thì cũng giỏi ha. Không sao, ngoài kia bao la thế giới nhá, vẫn còn có chị em ạ. Mình nghĩ là bộ dưỡng ok nhá. Cứ gần hết chân các bạn cứ comment in game. Bạn nào comment in game thì sẽ mời các bạn. Các bạn thông cảm như này này, bây giờ các bạn comment in game ấy, xuống luôn lát nữa mọi người comment nhiều nó bị trôi đi, bọn mình không tìm lại được ấy. Đấy nên là các bạn cứ gần hết trận các bạn comment thì ai nhìn thấy của ai thì copy của đấy mời thôi. Chứ không phải là phân biệt hay gì đâu. Em ở Hồ Chí Minh mà chị. Ôi, ước một lần được vào Hồ Chí Minh. Mình mới đi đến đâu nhỉ? Đi tới Nha Trang thôi. Chưa được vào Hồ Chí Minh. Ồ. Nhưng mà ở ngoài Hà Nội mọi người lại muốn nắng mà không được cái này. Thời tiết như này đang muốn nắng mà không được nè. Ok, sao phải nói nhỉ? Ok, cho các bạn một chút là sáng nay Katy cái lúc mà gần sáng gần trưa mà đi ra mua đồ để về nấu ăn ấy thì vừa rồi clip tự nhiên là bị sập xuống ấy. Thế có kể với mình là sáng nay đi ra đường thì dõng ngay phải bãi ấy chó. Đúng rồi, dõng ngay bãi ấy chó. Thế mình bảo là tại sao dõng vào bãi ấy chó không còn like làm gì và sao lúc ấy người không lên được, mắt không lên nổi mà mọi người share rất là nhiệt tình như vậy. Thế là sau khi suy nghĩ lại là sau khi sập thì suy nghĩ lại là không biết có nên clip lại không khi mà mọi người ủng hộ nhiệt tình như thế, xe nhiệt tình như vậy mà không clip mà hôm nay lại còn chủ nhật nữa, nhiều chuyện để nói, quyết định xe lại clip lại cho các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã luôn luôn ủng hộ nha. Má nó áp cao rồi. Bạn Mi chị ở Hà Nội đúng chờ. Rồi hiện tại bọn mình đang. Ui, vậy xin chó chuẩn luôn ấy. Má cay à. Hello nhá, hello mọi người, được lại được chào mọi người tiếp này. Mẹ rồi đang lên view thì anh em này thì mẹ đang xem trận chin đam mà tự nhiên này chết tôi không ơi. Anh BD này cũng xinh gái nhỉ. Anh BD. Nữ. Ôi. Lên Yadi thì Vũ Dũng lên mắt rồi, cố lên anh em, đúng rồi. Má đèn thật. Thôi anh em mình comment in game mà chơi luôn đi. Thôi em có một in game mà anh em có một in game nào. Ủa sao đã ấy rồi? Nó ở hàng mẹ rồi. Nào, anh em có một in game nhỉ? In game nào mọi người ơi. In game. Nói tóm gọn là in game. Không nói nhiều tuyển người yêu nhá. Không nói nhiều tuyển người yêu anh em ơi, tuyển người yêu nào. Chán quá.
Rồi anh em ơi, hôm qua anh em có hôm qua là mình nhớ là có anh em là cứ bảo Ui. như bóng Long Xuyên nhỉ. Mà thật sự là hôm qua mình bê mét cái gút cờ mình đã biết con bóng Long Xuyên là con nào luôn đấy. Hôm nay hỏi anh em xem là như nào đây. Trời, em ấy u dế là ok thế xin lỗi anh em nhá. Đánh trước này. Em sao sao? Và mọi người đợi game sau nhá, tại vì À, xin em đừng đi à. Thì xin in em game mình tưởng là bảo mình là xin em đừng đi cơ. Má nó. Ok, trước game sau nhé em. Game sau nhé em. Đấy, mỗi game một bạn đánh luôn sao không đôi. đánh danh động đi, Đâu à? Đọc danh đi. động ngay cho vui. Tốt Không được đi. chế độ được. Thế thì em. Chọn lên, chọn lên, chọn lên, chọn lên nào, chọn lên nào. Nguyễn Thanh Tùng game cái L. Bạn mà nói vậy là bạn đang chửi cả một cộng đồng liên minh lành mạnh nha bạn nha. Ok, chào Văn Hoàng ơi, chia sẻ giúp mình nhá, game sau chơi với anh em nhá. Đang định đánh trận RF rồi đánh với chị. Đời mà không như mơ đúng không? Vũ Dũng. Lê Quốc Cường xin em đừng đi rồi. Trần Văn Hoàng cho Hoàng game sau nhé. Sói đôn chè em đánh với sói ơi, chia sẻ xong à gần hết trận thì mình comment in game nha. Phạm Tommy giọng như khá bảnh. Giọng như khá bảnh. Ui thôi mình sẽ đú bên khá bảnh được. Bẻ khóa công mà. Ok. Giọng như khá bảnh nhá. Ui khá bảnh giọng khác mà. Ủa sao em đi top? Đâu. Thôi thầy đi top. Anh em cho chị đi top game. Chị đang đang đánh dở anh em. Tự nhiên đùng một cái ngày chết không. Mà thật sự luôn buồn vậy lìn. Thế rồi. Chắc chưa, còn từ từ. Sao em đi top nhanh vậy? Đó. Hiếu Phạm. Đó, nhìn thấy Hiếu Phạm nè. Đâu, cái bạn nào? Mà hack được Facebook rồi sao? Thầy em comment, thấy em comment Có không nha, thấy nha Hiếu có Phạm nha. nha. Ok Văn Mùi nhá, xin chào Văn Được. Mùi nhá, xin chào Sáu Đôn Chè nhá. Chặn sau anh URF nhé. Thật sự là mình không thích đánh URF lắm anh em ạ. Tại Đánh vì hết trận URF nó này không thì nó mới không đánh nó không biểu ok. diễn được tài năng của mình. Ok vẫn tiếp tục vào chiến đám nha anh em. Súc sinh. À, anh em mà sẽ ủng hộ nhá. Theo giáo án Italia của thầy phế phê hay là phế nhỉ, phế Thế rồi là mắt. mà Ui ôi, có biết đánh con đấy đâu. Hiếu Phạm thành công rồi, em hack thành công hơn, thế hôm nào chỉ cho thầy nha. Ok nhá, xin chào Văn Mùi nhá, xin chào Sáu Đôn Chè, xin chào ở đây Lý Tố Uyên, xin chào nhá. Ok, mấy anh em mình tag bạn bè mà nói chuyện mình nhá, ủng hộ mình bằng cách tag bạn bè nhá. Ok anh em ta bạn bè vào để nói chuyện mình cho vui nhá. Hôm nay anh em rất cần sự cổ vũ của anh em. Hôm nay hơi ít view, hôm nay không lên được 5 600 hơi buồn. Đấy, chỉ nhờ anh em tăng bạn bè vào thôi. Anh em mình ai có lòng thì tăng mấy thằng bạn vào. Phạm tôi đi cay tí, không phải cay Z khổ quá trời anh em ơi. Anh mượn rượu tỏ tình đấy thì sao nào? Em yêu anh đấy thì sao? Không biết đi xuống xuống lên máy không? Không đi đi ra đến đầu chân. Cuộc sống đâu lường trước điều gì, tình yêu có thể đến rồi đi, bàn tay dẫu đang nắm thật chặt mà vẫn lạc nhau. Còn nhớ trong ngày nắng nhạt nhòa, mình quay lưng về phía người kia. Hello, oh yeah, come on nhá. Hello, thích kêu cái tì. Fan con cuốn vào xem đây, cảm ơn Nam nhá. Đúng hình Đức, hello hình Đức nhá. Hello Hằng Nguyễn, gái xinh hát mượn rượu tỏ tình nhá. Anh mượn rượu tỏ tình đấy thì sao nào? Hello khỏi võ nhá. Em yêu anh đấy thì sao nào? Ok anh em thích
anh em thích hát bài gì thì anh em cho comment nhá, mình chơi vui thôi, kiểu gì cũng chơi được. Tôi nói gió ăn chín đan cho anh em, không nói nhiều. Ok. Fan Quang Cuốn này, ok Ngô Tuấn nhá, nếu mà fan bạn Quang Cuốn thì chia sẻ giúp mình nhá. Nếu mà fan bé Quang thì bây giờ tiếp chia sẻ cho tiếp bé Cai nhá anh em. Đấy, nếu mà fan bé Quang thì chia sẻ tiếp cho bé Cai nhá. Mượn rượu tỏ tình nhá. Ủa cái bản này hát được mỗi là điệp khúc của u. Bạn ấy không biết hát. Đùa thế thôi, biết được mỗi đoạn này mà. Đâu nhở. Ui, Harry. Một bạn, 4, 5 pet. Như gió với mây là bài gì? Cô ơi, như gió với mây là bài của ai hát hả bạn? Bạn có thể chỉ cho mình được không? Tommy là fan KRT. Cacti. Ồ, vậy cứt ông. Mình là Cacti, mình kia là Cacti. Ôi trời ơi, đã giết biết chơi rồi, nó mang bảo là biết chơi rồi. Anh mượn rượu tự tin đấy thì sao nào? Em yêu anh đấy thì sao nào? Của Đinh Đại Vũ á. Cái bài như với mày mà Đinh Đại Vũ thì rất là mình chưa nghe rồi, buồn quá. Mình sẽ hát lần khác. Mai đi. Bài gì nhờ? Bài gì nhờ? Bài gì? Như gió với mây. Hai phép ý chắc phải là anh trai hả? Anh trai nước suối. Anh là trai nước suối em nhé. Anh là trai nước suối. Bài gì nhờ? Bài gì nó hay hay mà nó nổi nổi một tí thì còn biết một đoạn mà hát chứ mà mấy cái bài bài gì ta đi vào bất hủ vậy khó à? không chơi được không biết chơi. Hello Huy Văn nhá, hello Cuo nhá, mọi người ơi nhớ tặng cho cây team một xe các bạn nha. Đấy, mọi người nhớ tặng mình một xe nhá, nhận chửi thuê, nhận ship gà xuyên màn đêm đây anh em. Đấy, ưu tiên những anh em nào ở trên Điện Biên là sẽ ship lên đấy ta, anh em không xe là sẵn nha. Đấy, chuẩn luôn Trần Huy, ok anh em rồi. Em vẫn chưa về, chế ơi á. Em vẫn chưa về là bài gì ta? Ui thề, ông này, ông toàn chơi cái bài kiểu dạng mẹ thề. Nhạc độc à? Nếu nghe bao giờ rồi đấy. Đúng người, đúng thời điểm. À, bài đấy đang top 1 đúng không? Nhưng mà mình chỉ nghe thôi. Nhưng mà mình nhận hack Facebook không anh á? Ui, hack cái gì? Trời ơi, bây giờ ông bỏ ông Facebook, ông cho con phát cái nhẹ đi. Em anh vẫn ok, Zuzuka nhá, mọi người chia sẻ giúp mình mọi người nhá. Ok. Ok, mình đứng lên mình chờ thôi. Rồi, hello Phạm Tony nhá. Thế mà bài gì nhỉ? Từ anh bảo một giờ like nhá. À, vừa nãy là bị sập like rồi anh ai lại em ạ. Mới sáng đang bay cướp chó. Có những điều ngày chọn bờ vai. Có những lần mình hẹn ngày mai. Không nhớ, thực sự mình nhớ mình hay hát karaoke. Hello Quang Cuốn nhá, ui rồi. Khiếp, giật mình quá. Ở đây hả? Hẹn yêu mai, hẹn chung lối đi. Có những lần đã chẳng có những lần kìa, hứa kìa. Chẳng lại nữa. Con gái. Thế nhưng rồi em vẫn phải lại. Ok anh em, hello anh em nhá. Bao nhiêu người mong nhớ. Không lấy chim thì biết làm gì đây. Còn lại anh còn bao yêu thương. Nơi góc phố bóng ai xa dần. Uầy Ariad. Ông làm gì? Đĩ được chán thật. Sao chán hả Nam Vi ơi. Kể cả là đĩ thật đi ra nữa thì làm gì có sơ muối được gì đâu mà chán với chẳng không chán. Buồn ngủ quá. Sao buồn ngủ à Phạm Gia Phong ơi? Chưa không có ngủ à? Trời đụ. Hát ít thôi không thì vỡ giọng. Anh là gái Sơn Thái, anh là gái hay trai vậy? Đoán xem Sơn Thái ơi. Bấm vào chuông theo dõi thì sẽ biết được là gái hay trai nha.
Chân đi ô mai chuối. Ông mày biết chơi đấy, ông mày biết chơi đấy, ông mày biết chơi đấy. Hay. Ôi ông ơi, trong ông lớn like rồi. Xem nào, bạn ơi, hay quá thế. Ông lớn rồi thì mẹ mày ông chơi đàng hoàng đi, ông chơi thì mẹ cục cằn vãi lồn vậy, con gái con đứa. Người ta con gái mà thì mẹ ông đánh căng vãi lồn thật sự luôn. Ui, đi đâu gì đây? Chết chứ biết làm sao. Khề với ông này, mẹ bắt nạt quá, sự luôn ấy. Chém chết nó bạn. Oh yeah, khơ môn. Ủa, đánh lên nước. Nước gì chán thì quá chán, chai chẳng ra chai mà tàu chẳng ra tàu. Ui. Sao lại thế? Trời ơi đấy, mấy ông thích xem gái, mấy ông mất cắp con gái, mấy ông coi, mấy ông kêu gái, ông ra gái, trai, em ra trai. Mất bao nhiêu công mình make up cho con bạn đi. Con đàn bà này xinh quá, cảm ơn Đức Minh Đức nha. Yêu anh. Không ngủ chưa à, anh cay đi có mà ăn ăn uống ngủ chị trong. Chị nhá, không phải anh nó chị 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 chị. Trời ơi. Anh Tuấn Thinh dễ thương quá nè, nào dễ thương cho bạn nghe nào. Chỗ Đức Minh con đàn bà này xinh quá, Trần Duy lên gò. Lên gò nó. Bạn Gia Phong Việt Nam chuẩn bị cái gì? Ra rồi là sao? Em nên gọi là anh hay em nên gọi là chị đây? Em gọi là cái gì cũng được. Gọi là em yêu vậy. Sunny thì Linh, tóc thật hay tóc giả vậy anh? Tóc giả nha bạn. Chơi không? Chơi không? Gõ phát nữa. Chơi không? Mày chơi không? Mày chơi không? Mày chơi trụy không? Này làm quả pen. Mày chơi trụy không? Thằng Ly xin lên đây. Nếu có thể. Thằng Ly xin mày lên đây. Lên đây mày trụy nhá. Mọi người ơi, một xe một ha ha cho Katy nha. À, một xe là dành cho Katy, một ha ha là dành cho mình nếu như mình make up xinh. Nga. Nếu bạn thấy Katy xinh do mình make up thì các bạn có thể tặng mình một ha ha nha. Còn một xe thì tặng cho Katy. Gậy chưa, gậy chưa. Ở mấy con trai đang nhìn đáng yêu quá cái luôn hay nó sợ. Cảm ơn Thùy Linh nhá. Bắn tim. Nam Duy xấu mặt ban đại diện, bỏ mặt nạ xuống cho đáng mặt đàn ông. Đéo. Ôi trời ơi. Đéo. Lại một bạn cắt cắt rồi. Nam Duy ơi, thứ nhất là cái việc mà bạn ấy make up như này là mất rất nhiều công của mình ấy. Make up thành công như này mà các bạn cho một lời khen thì có mất gì đâu. Còn cái thứ hai nữa là đàn ông thì có ai đánh giá vẻ bề ngoài như nào đâu. Đúng bạn rồi. Chảnh toàn sao khỏe thế á. Ui nó có nội tại mà bạn, nó có nội nội độ này. Tụi mình chỉ mất make up trong vòng 4 tiếng livestream để phục làm vụ. Cho các bạn gọi là phục vui vụ thôi. Đấy gọi là phục vụ đấy. Chứ còn ra ngoài thì vẫn là một con người bình thường mà sao đâu có việc make up mà có thể thay đổi giới tính của người ta được đúng không các bạn. Chảnh toàn Nguyễn sao khỏe thế. Anh Tuấn Trinh style khiến các anh dụng bị đó nè, dụng bi đó nè. Cái chương nó nằm ở đâu ta? Nằm ở gần cái chữ đang theo dõi có cái chuông á. Ôi, gãy chưa, gãy chưa, gãy chưa. Thì cảm ơn Thùy Linh rất là nhiều nha. Thùy Linh có thể là share cho Katy nha. Và một buổi nào đó, nếu như các bạn vote tên nhiều thì mình sẽ chút bỏ cái lớp make up này ra để cho các bạn nhìn thấy gương mặt thực sự của Katy các bạn nha. Nhà lúc ấy các em đừng dụng chứng nhá. Đừng dụng chứng, đừng. Chị ơi, chu mỏ phát. Chị make up anh à, chị make up ạ. Đúng rồi, mình là người chọn cái gì nhỉ, chọn trang phục này cũng như là make up cho bạn này vì tóc tai các thứ rồi là từ cái việc đeo hoa tai các thứ. Ủa cho đồng hồ mình thế nhở. Mai Quốc Thi giả gái chi tệ anh thì thấy đẹp thì mình giả gái thôi, bởi vì các bạn như các bạn nhìn thấy thì bạn này có thể là xinh hơn rất nhiều bạn gái khác đúng không, các bạn có thấy vui không? Vui là đủ. Hello chế, chế chơi danh hở. Danh này cũng thấp thôi bạn sai ơi. Rồi, sai rồi. Sai rồi, sai rồi, sai rồi, quái sai rồi, quái sai rồi, quái sai rồi. Anh đội tóc giả, à đúng rồi, đội tóc giả nhanh nhất và lưu. Danh gì vậy chị mod á? Danh này là danh bạc thôi, danh bạc mấy không nhớ lắm. Chị mod sao ấy? Hello, hello Phạm Tony nhá, xem bạn này đánh chum 2 này là ra. Vãi này nhìn tưởng gái. Cảm ơn nhá, em rất dễ thương mà có sao đâu. Cảm ơn Thùy Linh nhá, Thùy Linh share giúp mình, Thùy Linh nhá. Anh em ai đang xem livestream của mình mà thấy mình đánh gọi là tạm ổn hoặc là thấy mình dễ thương hay cute hay con mẹ gì cũng được ấy thì một là share công khai giúp mình vào hội nhóm hoặc là trang cá nhân nhá. Thứ hai là các bạn tag mấy người bạn vào nếu bạn bè để cho bạn bè xem cùng nha anh em. Ông này BD. tùy thôi. Anh em mình chưa biết đâu. Thấy mặt chị make up, chị không được vào clip chứ nếu mà chị được vào clip là chị cũng vào rồi đó. Phạm Gia Phong cố lên làm gì. Ông này BD
Hà Văn Quý, hello anh, hello họ Hà Văn Quý nha. Mình tại vì giờ mình đang lừa. Tại vì mình đang đang đánh ấy, nên ra là chị make up sẽ bên setup mình ấy sẽ trả lời hộ mình một đoạn nha bạn các anh em ơi. Quang Cuốn gặp thằng Darius ngu vãi. Anh nhưng hai nó biết chơi đấy, nó biết chơi đấy. Anh Tuấn Trinh à? À Trịnh Anh Tuấn à? À Trịnh Anh Tuấn ơi, khi mà bạn gần hết clip ấy thì gần hết cái game này thì bạn có thể comment in game để cho KT mời bạn nha. Anh ấy giả gái thì đẹp rồi nhưng giọng như khá bảnh. Quá là giọng khá bảnh ạ. À. Ui bởi vì bản chất của bạn ấy là thẳng. Hòa đúng rồi đấy, phải tăng mặt bền như vậy đã. Không thể nào thay đổi được, còn thay đổi chỉ có thay đổi một cái lớp make up ở bên ngoài thôi. Đấy do mình stylist cho bạn ấy thôi chứ không thay đổi vấn đề gì hết các bạn nha, kể cả về tính cách. Vũ Dung chị tiếp tục câu chuyện hôm qua đi. Vũ Dũng ơi, hôm qua câu chuyện như nào thì chị quên mất rồi. Mình em chịu anh ý thôi. Cảm ơn anh ý, em biết. Biết là anh chắc đẹp trai. Thằng Tuấn Con á, ơ cảm ơn Tuấn Con nhá. Chưa chắc đâu, có khi make up lên là xinh gái nhưng mà chưa chắc bỏ mặt nạ ra đã đẹp trai đâu. Đấy các em phải share nhiều vào để biết được là mặt mình như nào nhá. Anh em đoán xem với khuôn mặt này thì liệu anh con trai có đẹp trai không, đúng không? Mọi người ơi, thấy KT dễ thương thì share KT một share và tặng cho chị make up một ha ha nào. Mấy vạch giới chế cho xem chị make up. Chủ tịch giả 3D chim LOL vào cái kết. Cái hay gì? Đấy. Hay lắm bạn ơi, hay lắm bạn ơi. Anh Tuấn Con chào chị nha, quả môi cưng quá. Quyến rũ đúng không ạ? Ui, đi đâu. Chơi luôn à, Chị Anh Tuấn dạ thế thì hay quá, để em mà slot với nha. Ok nhá, cứ gần hết. Giọng hát chắc hay lắm này á. Ui, mình hát bình thường các bạn ơi. Xấu trai, anh em vote đi. Vũ Dũng câu chuyện cây chia trăm đốt, tức là miêu tả độ dài của bạn, của mình bằng một bộ phim đúng không? Ok. Xấu trai. Minh Long game gì đấy bạn? Game LOL bạn nha. Game Minh Huyền Thoại. Minh Huyền Thoại nha bạn nha. Danh sắt à anh ơi, easy vậy. Danh bạc em ạ, danh bạc hay danh sắt thì hơi quá. Anh thì chính anh thì cũng là danh vàng thôi, nhưng mà đánh danh bạc thì vẫn lên được. Phạm Gia Phong, anh có người yêu chưa? Chưa có bạn nha. Em chưa có nhá, vẫn đang độc thân mà ạ. Game Liên Quân. Bạn tên đi game Liên Quân. Xin Facebook của em nói chuyện đi á. Ừ, anh em khôn thế nhở. Em khôn thế. Người ta tốn công anh em tiếc gì cái xe. Đúng rồi, cảm ơn Đặng Đinh rất là nhiều nha. Đấy, anh em nói chuyện hiểu chuyện đấy. Tốn công tốn tiền luôn đấy. Nói chung là make up này thì thứ nhất là bọn mình cũng phải chi phí cho việc mua đồ để make up, rồi là váy này, rồi là tóc này, rất là nhiều thứ. Nói chung là đầu tư rất nhiều thứ với cái mục đích là chỉ làm cho các anh em cảm thấy cái sự mới mẻ. Nói chung là giải trí thôi, bọn mình làm theo tiêu chí giải trí thôi, cũng không ảnh hưởng gì đến phong mỹ tục của Việt Nam mình đúng không? Mà thời buổi bây giờ con trai make up con gái bình thường mà, có phải BD make up đâu. Mấy bạn BD, mấy bạn không phải BD, gọi là giới tính thứ ba đấy, thì mấy bạn ấy đừng nói mấy bạn làm gì. Quang Cuốn, đây là game AOE. Ừ, còn mình là make up vui nó khác mà. Còn mấy bạn ấy giới tính thứ ba, các bạn bây giờ thời buổi 4.0 rồi, các bạn phải thông cảm chứ. Hình như cái game LOL này là ăn cắp ý tưởng của AOE thì phải. Cố gắng lên kim cương rồi solo với em được không anh? Kim cương bạn ấy không có nick kim cương cao thủ, có nick cao thủ các bạn nha. Nhưng mà các bạn hiểu như này, tại sao bọn mình đánh danh thấp này các bạn như này này. Thực ra là các bạn ấy xem những cái người đánh hay, ví dụ đi thi đấu các bạn xem quá nhiều rồi. Thực tế là nó như thế. Anh đẹp trai mà chưa người yêu á, ui ui, các bạn đẹp trai là có người yêu đâu em. Trời ơi, đang muốn thoát FA rồi, em có người yêu chưa? Không có thì mình lại đến với nhau này, nhẹ đấy, nói nhẹ cái vậy thôi. Cái thứ hai nữa là các bạn phải hiểu cảm giác của một người mà vừa clip này, vừa nói chuyện, vừa đọc comment của các bạn này, lại nói chuyện với các bạn nữa, nó không tập trung ấy. Các bạn xem những cái người đánh hay, người ta rất hay tập trung đánh những cái nick cao, người ta hay tập trung lắm. Nhưng mà khi mà bọn mình clip như thế này thì thực sự là nó chi phối rất là nhiều, cho nên là phải lấy cái danh thấp thấp như này đánh. Thứ nhất là để có thời gian để trò chuyện với các bạn cho vui, chứ bây giờ các bạn vào xem clip tự nhiên chả thấy tiếng gì, thấy mỗi tiếng game không tập trung đánh thì nó cũng mất vui đúng không? Đúng rồi. Chỉ khô xin quá đi, cảm ơn con béo nhá. Sơn Thái em cũng không có người yêu á. Vậy thì yêu nhau đi Sơn Thái ơi. Ok, mình yêu nhau luôn đi nè. Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi hi anh. Em hay để xin. Chắc chắn em yeah, em cứ lắng nghe tìm muốn gì để nói cho anh nghe một câu thôi. Thùy Linh, em hay xem chị Nari ý. Chị Nari ngoài đời xinh lắm và hiền, kiểu dễ tính lắm. Nói chuyện rất là hay. Ngoài là chị Thảo rất là xinh.
Anh hay gọi là chị Thảo gầy. Cái chị đọc nói nhanh quá. Tại vì bọn mọi người comment cũng rất là nhiều nên là mình muốn nhanh để có thể sợ đọc hiểu không? Bây giờ đã không hiểu không? Nghìn có mấy trăm comment anh em đọc một phát liên tục thì là phải đọc nhanh chứ. Nguyễn Bình cho em xem mặt chị makeup. Chị makeup cũng muốn ấy lắm, muốn sâu mặt ra lắm nhưng mà không được. Buồn quá à. Sơn Thái, em yêu chị makeup rồi. Ok Sơn Thái nha. Chả yêu mình có đi make yêu makeup này chết được. Nói thế thôi, cho anh cũng không cần đâu. Anh men chuẩn. Làm gì có của mà cho đâu, mà bảo cho mà cũng không cần. Làm gì có mà cho đâu hả? Em yêu chị đang nói. Yêu Lương Minh Khánh nha. Ôi, đi ra em ulti mà. What the hell. Em vừa thấy ảnh của anh xong, xinh phết. Quá xinh đúng không các bạn? Mình... cho mình một aha đi các bạn. Mình nữa quá xinh luôn. Em cứ tưởng BD. Vậy là mình chết rồi đánh ngày học ơi, học keo ơi. Ôi, bạn ở đâu vậy? Mình ở Hà Nội nhá. Mình ở Hà Nội bạn ơi, mình ở Hà Nội. Cho đánh ngày kéo ngày học ơi, đang đấy mà mải đọc comment với anh em chết mẹ rồi, làm đang rớt ông ngu mà mình thì hành thôi. Tiếc chi một xe. Anh em mình hello chị hay anh em hello cái gì cũng được mà chị thì mình em chào anh, còn đây mà anh thì ok anh chào em, đơn giản lắm, cái vấn đề này đơn giản mà không cần sao đâu. Dạ gái hoài có ngày đó. Mình đang mong mình là con gái thật tuyệt ông ạ, ông hiểu không? Là công ty nhá, là con gái bao giờ được 3 trà sữa đấy, mình cũng trà sữa bao giờ phải 3 bạn gái các thứ, là con gái rất là nhiều quyền lợi. Anh em hiểu không đấy, anh em phải thế. Sao tóc của anh màu xám vậy ạ? À? đi nhuộm đấy bạn ạ. Đây là màu bạch kim cho bạn, màu bạch kim. Hôm nào sang nhà anh xin chữ ký nhé. Ok nhá. Đó, anh là nhổ con chì nha em nhá, Mika nhá. Sáng nay anh em mình đi cà phê đơn giản. Lê Văn Mừng cú có gai à, đáng xem Lê Văn Mừng ơi. Mai bọn em đi học rồi, không xem được anh like. Vậy thì hôm nay cố tặng bạn đều ở đây nhờ chém gió nha, Phạm Gia Phong nha. Ok, hello Thiên Phú nha, có cu đứng nhìn có cu chứ. Ông nha, ông biết của tôi là cái gì không? Cây chia trăm đốt không? Đấy. Đùa. Ui. Mà stream Facebook nó chậm luôn ở ngoài chị ơi, làm sao vào kịp được ạ? À, mình sẽ để một đợi các bạn một chút rồi sẽ cho các bạn để các bạn comment mà không yên tâm nha. Chị anh ở đâu vậy? Anh ở Hà Nội em nhé, anh ở Hà Nội nhá. Ủa sao anh con trai mà tóc dài như con gái vậy? Em đoán xem anh nuôi mãi được đấy. Anh nuôi mãi được như thế đấy. Where I you? Yeah. Các bạn ơi tặng cho chị makeup một ha ha đi nào. Một ha ha hoặc là một tim cũng được nha. Đừng có like nó cũng quá rồi. Ok nào, ok nào. Bạn cho cái đi một xe nha các bạn nha. Chắc là phải lên ngay rồi. Nên là phải lên cái gương vô danh mà không mày ông tao học kẻ lắm. Thùy Linh, hôm nào anh cởi tóc giả xem thử. Ok em nhá, sẽ có một ngày, gần ngày, khoảng tầm một tuần nữa anh sẽ cởi tóc giả là tóc giả đẹp quá, thằng kết quá em ạ. Kết quá. Anh em ơi xe giúp mình là tang bạn bè mà nói chuyện đi nào. Anh em cứ chả kịp cho bạn bè vào gì cả, buồn thế nhở. Đấy, anh em cho bạn bè vào đi, tang bạn bè vào nào anh em ơi. Quang Bịp cũng khóe hàng này à. Quang gì cơ? Quang Bịp chắc là đảo. Quang cuốn á? Quang cuốn Bịp cái gì? Anh ăn khe nứt đi. Ôi chú sao biết là bạn nữ comment in game nhá. Gần hết game thì bạn comment in game, sau đó thì Katie sẽ mời bạn nha. 1k người xem là được ép bỏ tóc. Đúng rồi, 1k người xem bỏ tóc ngay trên livestream. Okay, cởi váy sâu hàng luôn cho các bạn coi. Okay, luôn nhá, ok nhá. Ok, cứ 1k người xem là mẹ bỏ tóc giả cởi váy luôn nhá. Anh em xem mạnh lắm nào, xem được 1k không. Cứ 1k là làm luôn, cởi tóc giả luôn nhá. Người xem mạnh đi. Anh để tóc dài như vậy có nóng không ạ? Ui, bây giờ mới hiểu nỗi khổ chị em luôn, thề thì mẹ. Trước kia thì mình cứ nghĩ tóc dài là bình thường thôi. Ui, thề luôn, nó vật. Lộc Nguyễn, nứng quá chị ơi. Đạt Nguyễn, ông kia như BD vậy. Như thôi chứ không phải BD nha. Chào chị Katie xinh gái.
Hello Thật là đến bây giờ mới hiểu cái nỗi khổ các chị em thì mẹ thề chơi cái game mà cái tóc giải nó ám ảnh dã man luôn ý. Nhờ thế em thì anh chị nên like vào những Những ngày ngày cuối tuần á. lúc ấy sợ lượng người vào xem sẽ nhiều hơn vào những ngày thường. Thực ra là công việc là gần như là ngày nào cũng phải live ấy bạn. Không có chọn đâu. Bạn không được chọn đâu bạn ạ. Nên là mọi người lúc nào rảnh thì có thể vào ủng hộ 10 giây, 20 giây rồi là ấn vào nút share, sau đó bận việc gì hẳn đi nhá. Chào, hello chị Nguyễn Đình Phong, hello Nguyễn Đình Phong, thằng ngốc, hello. Hello Xin thằng chào mọi ngốc. người, xin chào mọi người nhé. Mình đang tập trung đánh một xíu, tí nữa mình sẽ chào mọi người sau nha. Chị Đại sẽ chào mọi người trước nhá. Chim đang bán Đã hàng bảo rồi không? nhá, cứ 1.000 view phát là mẹ bỏ tóc, cởi váy sau hàng luôn. Không phải nói nhiều, cho anh em biết được cái bộ váy nó cầu kỳ như thế nào. Đấy Anh nhá. show hàng bù mắt người xem đấy, bỏ tóc ra là đủ rồi. Đấy thì cứ một nghìn mắt đây, anh em làm gì lên 1.000 mắt đây. Một Muốn gì bảy, cũng nó phải được. nói nhẹ 700 mắt thôi. Nếu mà 1.000 view là hơi cao, cứ 700 mắt nó bắt đầu làm luôn. Bây giờ 300 mà còn thiếu 400 người nữa, anh em mình tăng hết bạn bè lên tích 700 à. Đấy, 700 mắt cởi tóc luôn này. Mọi người xem nhớ để cái cap là 700 mắt thì show hàng nha. Đúng rồi, 700 mắt sâu Mọi hàng nhá, 700 mắt người sâu xem hàng hàng nhiều nhá. hơn. Anh mặc váy của chị đang đọc comment hả? Mình là người chọn váy cũng như là stylist, mình chỉ có một vài cái cho bạn ấy thôi, còn hầu như là phải đi mua đó. Bởi Ủa. vì mình bởi vì này, mình cao 1m67 và mình chỉ nặng có khoảng 49-50 cân thôi. Vòng eo của mình là 62, nếu như ăn no thì khoảng 62. Thì các bạn biết rồi là cái váy của mình nó thường nhà mình rất hay mặc váy body, ít khi mặc váy rộng lắm. Không thấy không, thấy không, thấy không, thấy đang khoe đang sâu quá là. Thật ra mình cao 1m67, nặng 49 cân thôi. 49, lúc nào nó no thì khoảng 50 cân. Ủa sao anh là con trai mà anh không có mụn như anh hai của em vậy ạ? Ô, tùy ui view này thấp á, view này mà ông chơi thấp á. Ê, gì á anh ơi, nói vậy thôi chứ khi làm thì khó lắm, anh dám không? Bây giờ em cứ làm cho anh lên 700 mắt, anh thề với em là anh sẽ bỏ tóc đả luôn. Anh nói là anh làm nhé, người Việt Nam nói là làm nhưng không nói nhiều, người Việt Nam nói là làm. Bạn ơi, chăm sóc da tốt, nói chung là mình là người make up cho bạn này thì mình thấy rằng da bạn này cũng khá là đẹp. Không không có mụn, đúng không có mụn thật. Chính Tại xác là gọi vì là mặt dày đấy. Gọi là mặt dày đấy. thế với các bạn luôn, make up cho bạn này mình không có lớp nền cho bạn này luôn. Mình chỉ cho bạn ấy kem chống nắng này, sau đó là lên một lớp phấn ở bên ngoài thôi. Anh đánh danh dầm Mình bạc, anh không bạc không em không ơi. phải phải đánh nền. Như con gái bình thường còn phải đánh nền cơ, nhưng bạn ấy không hề phải đánh nền luôn. Vì da bạn ấy rất là ăn phấn. 700 mắt sâu hàng hả? 350 người xem rồi, mỗi người hai mắt là 350 nhân 2 là đủ. Đúng rồi, cứ Ok, bảy tuần trăm sau đi anh đây. em, mình cứ 700 đi, tính là cứ 700 đi này. Vào bí mật cho anh em nhá, vào một tab cốc cốc, một cái tab Chrome là anh em đã được hai mắt rồi, xong rồi ấn Ctrl Shift N nữa là được ba ba là cái tab ẩn danh nhá, mỗi bên là được. Ui Phạm Gia Phong ơi, cao 1m67 còn đang ế đây này. Trời ơi, con trai thấy trung bình hầu ui như là khá là ghê quá lắm nhở, ấy. ghê quá nhở, trước khi làm gì cho ưu tí nó Nhưng mà không. đến bây giờ chị vẫn ế đấy. Anh ơi cho anh em xem chị make up đi. Đừng nói con gái thật. Ok vi phạm nhá. Đấy anh em mình bảo 700 mắt thì mình không dám cởi, có bút cho mình lên 700 mắt đâu. Đấy, phải bút lên 700 mắt thì mình mới làm chứ. Mọi người xem để cái cap là 700 mắt thì sẽ show hàng, thì chắc chắn mọi người sẽ vào xem nhiều hơn, lên 700 mắt là show hàng luôn. Lúc nào la cũng có tập tiền công á. Ui ôi, phải trả chứ, trả cả tiền make up cho em. Mình đừng nhận tiền make up thôi bạn ạ. Tại vì trong cái quá trình mà bạn ấy like như này, mà ví dụ có vấn đề gì, Nó tóc có xung bị như quanh. nào hay như nào, thì mình phải hỗ trợ bạn ấy mà, nên là mình phải ngồi đây. Thế là thực sự mình nói như này này, mình ngồi phụ bạn ấy đọc cái comment thôi mà mình cảm thấy nó khá là mệt. Thế nên là một người mà vừa like này, sau đó lại vừa đọc comment của các bạn ấy, thực sự là Khởi vật. mình thấy là cũng cũng khá vất vả đấy. Nên là mọi người thì thấy là đơn giản là chỉ có ngồi like chơi game không. Thật sự luôn, có nhiều ngày xưa mình không biết ấy, thì mình thấy là ủa ngồi live chơi game không thì đơn giản mà có gì đâu. Nhưng mà không đâu, tại vì ngồi trên đây áp lực cực kỳ luôn. Ôi, Mọi không người trả ví dụ lời anh em thì anh em phải bảo kêu, mà trả lời thì anh em có mừng khen nhanh vãi ai. mọi người khen ấy thì cảm thấy rất là vui, có rất nhiều động lực, hoặc là mắt nó cao một chút ấy thì rất là có động lực. Nhưng mà cái lúc mắt nó thấp này, cái thứ hai nữa là mọi người vào chửi nhiều ấy. Bởi vì thực ra là khi mà lên mạng thì chấp nhận cái điều đấy rồi, nhưng mà cũng là con người thôi thì đương nhiên là sẽ buồn rồi đúng không? 5.000 người xem cho xem mắt chị make Ok, nhận nhận nhận, kèo này nhận, kèo này nhận, kèo này nhận luôn. 5.000 người xem nó xem thì make up là nhận, nhận kèo, nhận kèo, nhận kèo, nhận kèo.
anh có số ít hơn chị Na. Ui dồi ôi, chị Nari là chị là lâu rồi mà, chị là tượng đài rồi, mình sao so được em. Chị Navi, chị ấy leak lâu rồi mà, còn cái team mới leak lại thôi ạ. Chị rồi. make up có tên là gì vậy ạ? À? Em rất tò mò về tên của chị đó, chị có giọng nói rất dễ nghe. Ok, Cảm bấy ba ơn trăm rất rưỡi mắt là này anh nhiều em ơi, nha. 350 mắt rồi nhá. Cố lên bút Ok. 700 anh em, 700 là cả tóc giả anh em ơi. 700 mắt cỡ tóc giả nhá anh em nhớ. Đây, ghi hộ hộ cái 700 mắt cỡ tóc giả nhá, 5.000 mắt cho xem mặt chị make up nhá. Đấy, anh em mày làm nào làm. Đấy, cứ lên đi. Lâu lắm á, cho xem đi. Ui ôi, mấy ông đề, ui, mấy ông đề ra mục tiêu. Ví dụ là ông đặt mục tiêu là tôi hôm nay sẽ chạy 100 m, nhưng mà đi mẹ ông về ông nhà ông chưa chạy, ông về ông khoe mẹ ông là mẹ ông con chạy 100 m rồi. Đấy, có phải hỏng không? Ủa. Ông phải đặt, ông đặt ra mục tiêu thì ông phải làm được mục tiêu chứ. Ông bảo là bút cho tôi một 700 mắt thì tôi sẽ cởi tóc giả. Ok, nhận 5.000 mắt là 5.000 mắt là xem chị make up thôi, đơn giản. Đề ra là tôi cũng theo mà, kèo này nhận được. Giọng chị giống người yêu em mà kỳ lạ, người yêu em đang ở đâu mà em không biết. Chị Anh Tuấn, cảm ơn chị Anh Tuấn nha. 400 mắt chị make up lộ diện. Cái này thì mình không biết được. Mình thì có thể lộ diện bất cứ lúc nào, nhưng mà còn được cho phép không thì cái đấy là phụ thuộc vào bạn KP nha. Tại vì thứ đó là bạn KP clip cũng có sự quản lý của bên Facebook với lại của bên công ty ấy. Thế cho nên là cái tiêu chuẩn nó phải ok tí thì mới được, với lại được bên công ty xét duyệt thì mới đã được, không thì mình đã vào clip của bạn lâu rồi. Thôi em có việc rồi, bye Kaiti nha, yêu anh nhiều. Kìa, thả tim cho Thủy Linh đi. Thả tim ấy. Yêu chị Linh nhờ. Ui, chết 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 chết, mẹ thả tim đi chết nhờ. Phải cứt. Chị make up có làm nghề livestream không ạ? À? Chị không nha. Chị ngày trước thì chị là một MC, sau đó thì chị làm một nghề về bất động sản, và hiện tại thì chị đang làm một bất động sản, nhưng mà dạo gần đây thì chị đang phụ cho KT. Thuê riêng ấy không ạ, đặt đặt hàng riêng ấy, hàng xách tay đấy anh ơi, anh nhất thì cảm ơn ơi, anh đây anh Trung đây, anh Trung đây. Ui 400 mắt rồi anh em ơi, 400 rồi, sắp lên 700 mà sắp được nghìn rồi nhá anh em ơi. Làm phát nào, làm phát nào, vô cực xong mấy cái gì nhỉ. Hello Phạm Văn Đức nha, chào em với. Trần Văn Trung anh ơi, đánh gắt thế, cảm ơn Niu Kazuki. Nó lên cái hồi máu này cho chắc ăn đi, để hồi máu đi. Kéo xuống như nào, sao lại mất cái ghim rồi, hình như Nhớ bỏ ghim rồi sao. Nhớ ghi lại nha, ghi lại Sao ghim được? không, ấn, ấn 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 lại không, ghi lại lại. Ô cho em vào với á, cho chào em vợ. Ok, hello Phạm Đức nhá, hello Văn Trung, hello Hiếu Nam Lupti, đánh cách bình thường. Hello Văn Toàn, hello Phạm Gia Phong nhá, ông là trai à, vẫn còn lồn vừa tưởng gái. Hello Mộng Bảo nhá, cảm ơn anh em đấy, chứng tỏ là mẹ mày khối anh em là mẹ tưởng thật gì nhá, chứng tỏ xinh mà, cũng xinh mà. Mấy anh chị hiểu cho gì không? Đúng rồi, đúng rồi anh ạ. Ui ui ui, chết rồi, ông là đứa cả hết tim mình mẹ rồi. Năm 500 xe tỏ tình quang cuốn. Ui được 500 xe tỏ tình luôn, thật sự luôn, tỏ tình luôn, có số quang cuốn mà, gọi cho quang mình cuốn có số luôn. quang cuốn nha, mình có số điện thoại quang cuốn nha, mình có số quang cuốn nha anh em, có cả nick Facebook luôn, kết bạn rồi. Anh lên huyết kiếm ý. Như này, nếu như mà được 500 xe thì sẽ mua một cái phần mềm giả tạo con gái, sau đó là gọi cho con cuốn tỏ tình con cuốn, xem là con cuốn sẽ phản hồi như thế nào nha. Chủ tịch giả gái thử lòng người xem một cái kết hoa hướng dương. Chứng tỏ chơi gái vẫn ngon. Đúng rồi. Chị make up bao nhiêu tuổi vậy? Em đoán xem chị bao nhiêu tuổi nào. Khai ti khoe về cái xem nào. Về khai ti được Nữ tầm vòng 1 99 91 thì lắm ấy. thẳng nhà luôn. PP chị make up. Trời ơi, những con tàn đi mất rồi à.
Mọi người ơi, gần 400 view rồi mọi người, share đi để cho lên 700 view để mình có ok thể nào anh em ơi, 400 view anh em ơi, ủng hộ nhẹ nào. Hoa Đi Nguyễn tầm 24. Trời ơi, gần đúng rồi đấy. À! Trời ơi, kêu nhỏ thôi. Mình phải trời ơi. Mình phải sao nhỏ, mình phải dịu dàng chứ, con gái là phải nữ tính. Ui, đông, chủ tịch kìa. Ui, 400 view anh em ơi, 400 view rồi kìa anh em ơi, 400 view rồi. Hello mọi người, hello Gia Phong, hello Văn Toàn nhá. Ui dồi, hello Mộng Bảo, hello Tuấn Trinh nhá. Hello Lưu Ca, trời ơi, mấy anh em comment nhanh quá. Ơi. Ủa, cái chị tóc màu xám xám tên gì vậy ạ? Katy nha bạn nha. Mình là Katy nha. Chị make up PPM cái nào? Good bye Nguyễn Văn Toàn. Có vếu không, vi phạm là vòng 191 ông ơi, vòng 191 nhá. Vòng 191 ông ạ. À nhau hi kêu kêu Nguyễn Văn Toàn nha. Gần nhà chị có bán dầu ăn không? Ui này, này, hai can dầu ăn kìa, à? Hai can dầu ăn nhá, hai can dầu ăn nhá. Có vếu không? Có, hàng thật. PPM Nguyễn Văn Toàn nha. Hơn Toàn hay Toàn ấy nhỉ? Số thế nhỉ? Nguyễn Văn Toàn. Ôi, đi được. Cho lên 500 view nào, cảm ơn Vũ Dũng nha. Hai Đi Nguyễn, Hương Giang Idol chắc gì đã bằng Katy. Đúng rồi đấy. Hương Giang Idol còn bị mất tiền giao kéo rồi, nhưng Katy chỉ mất tiền mất khóc thôi bạn ạ. Và sau em đánh với G-Sky. G-Sky ơi, bạn có thể là gần hết cái trận game này thì bạn có thể comment in game của bạn để Katy mời nhé. Ôi, hỏng rồi, thua ngược kìa, thua ngược kìa. Là gì? Cái này thì không biết là bạn Katy bạn có tiết lộ không thì mình cũng không đúng rõ rồi. Vi phạm ô lại xạo lờ rồi. Xạo gì đâu ở Vi phạm ơi. Chị make up ơi, em muốn biết tên thật của chị tóc xám xám cơ. Phượng Dâu. Đây là thua ngược rồi. Thua ngược rồi. Trời ơi sao thế. Mọi người lại thua ngược cả. Chán quá anh em ơi. Hả? Em vừa lờ mờ trong game. Ôi mẹ nó đen quá, thật sự luôn đen quá. Đen quá anh em, đen quá. Chặn nháp đen quá. Ok đó. Không bằng rồi. Không ơi. Từ anh em bình tĩnh nhá, những người đã chia sẻ thì mình mới mời nha. Mời em Long Nguyễn nào, mình mời Long Nguyễn trước này. Ui đông quá. Ui xuống 200 view rồi, anh em ơi, anh em tăng bạn bè vào đây. Vũ Dũng chưa chia sẻ nha, Vũ Dũng nhá. Ui từ anh em ơi, bình luận từ nào. Ui nhiều thế. Khiếp. Ok, mình đánh đánh động. Ok, từ vào lại này nha, từ bình tĩnh anh em, bình tĩnh nha. Ok, xem nào. Em chia sẻ rồi á, em chia thừa ông Dũng mà chắc là chia sẻ thật. Nhưng mà ông Dũng mà chia sẻ công khai em nhá. Đâu nhỉ, một chút thôi lắm vào đây. Ông mày nhầm rồi. Và mấy ông mày xem. Rồi. Em nào Tuấn Trinh xe công khai cho giúp anh nhá. Cứ sao ông mày mà linh tinh quá này. Đâu nhỉ, ông nào Hoàng Hoạt, hello Hoàng Hoạt nhá. Rồi. Stream team tôi cả. Hello team Phạm nhá. Hello Tuấn nhá, hello Đoàn Tuấn nhá, hello Toàn Tuấn chia sẻ giúp anh Đoàn Tuấn nhá. Đâu nhỉ, nhìn cái mặt bạn không bạn con trai là sao ra. Từ thôi, ba người là được rồi mà. Ba người đủ rồi, hết người chơi chưa. Ông mày người nước ngoài ông ơi. Hello Jeremiah. Ông ăn ông này chia sẻ kiểu gì đấy, xem mà. Ôi ông vẫn để avatar từ 20 tháng 11 năm 2018 đấy kìa. Vũ Dũng kìa,
Mời lên mà nhìn mình mới hôm nay là bà ta. Rồi, đủ rồi đấy. Không có người chơi này nhá, không có người chơi này nhá ông Một chữ ơi. G, một chữ G thì phải, hôm qua bạn ấy có ấy rồi mà. Không có nhá. Đây 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 đây, vào rồi. Thằng con khủng không bình thường nhá. Em chia sẻ rồi hư cũng. Nguyễn Văn Hoàng, thằng con khùng. Họ là Bạn vội ơi, vã. giải trí thôi Bị mà, bực sao bung gắt lại thế? mày. Đâu rồi nhá, em còn một slot cuối cùng nhá, còn một slot nhá. Còn một slot cuối cùng nhá, còn Đây một đây slot. đây, bạn này người Việt Nam, mời em với ạ. À đi còn mẹ, em phải nói tên em như thế thì mẹ làm sao mà chơi được. Thật tưởng người nước ngoài. Nếu mày dám mời thì mấy Chị ông. Đại ơi, Lê Quốc Cường ơi, chị đây. Hello. Đâu 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 Thiếu đâu. chữ T, thiếu chữ T. Đấy nhá, mấy anh em kêu mẹ bút lên 700 view là mẹ phải cởi tóc giả mà cuối cùng nó bút được đéo đâu, xuống mẹ nó gần cho 200 rồi nè, buồn vãi đìn. Ôi em mà danh cao rồi, đúng là đánh thường thôi. Em mà danh cao là đánh thường thôi, đơn giản. In game của game là nhau Trần Văn Hoàng xin Zoom ma đẳng cấp, ok game sau Zoom ma đẳng cấp nhá, với nhiều người quá, bây giờ là em mới comment là muộn rồi. Ok Duy Sky nhá. Sky ơi, xe cho một cái đi đi nào, Duy Anh Sky em mình xem giúp mình hoặc là tang bạn bè và đi rồi mua xong mà ít 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 like ít share thế nhở, buồn quá. Hôm nay anh em mình hôm nay vào tương tác buồn quá. quá, bây giờ là em mới comment là... Ngày hôm qua không có tiếng game thì anh em mình comment nhiều vãi luôn, hôm nay ít tiếng game thì anh em mình bẻ tiếng game mình đi. À, bẻ tiếng game lại. Rồi, sao mẹ chia sẻ rồi ok nhá, ok Văn Hoàng chia sẻ rồi nhìn thấy rồi nhá. Đánh con gì nhỉ? Mọi người ơi, chia sẻ mà để có gắn chữ người chia sẻ như bạn Trần Văn Hoàng này hoặc bạn Lê Quốc Cường này thì mọi người chia sẻ phải để ở chế độ công khai nhá. Tức là dưới cái live clip của mình ấy nó sẽ có cái hình quả địa cầu ấy thì đấy viết là ok, thì sau đấy khi mà các bạn comment vào đây thì nó sẽ gắn tên người chia sẻ. Còn nếu như mà mọi người chia sẻ để ở chế độ bạn bè hoặc là một mình tôi hay gì đấy ấy, thì nó sẽ không hiện cái chữ người chia sẻ lên đâu. Nguyễn Linh ạ, à, anh đoán Ok, xem. Nguyễn Tuấn Hoàng nhá, em xe rồi, cảm ơn Nguyễn Tuấn Anh Hoàng đoán rất là xem. nhiều nha, trai hay gái Nguyễn Linh. Anh chơi khởi đầu thuận lợi mà phút chót thua sấp mặt thế Không phải tại anh. vì là đập Do comment team em quá. mà, vi phạm Điều deal. Deal gì? gì thế? Ôi, game này nhá, game này tuyên bố luôn là cầm con tướng tủ là phải đánh team nhá. Tùng tờ Wick nhá. Ai đã biết mình nếu biết danh Tùng Tờ Wick thì đều biết mình anh Tờ Wick cái tẩm lậm đến cái mức nào đúng không? Bốc phét, Đấy. lại bốc phét. Đây Nãy là làm này. anh KT thua rồi, buồn quá chị Đại ơi, không Không sao sao em, nha. không sao em, không sao em nhá. Hello Thua Nguyễn là Linh. chuyện bình thường mà. DD. Nướng. Gần đúng rồi đấy Nguyễn Linh ơi. Anh em mới nướng, nướng, nướng. Thì mẹ có con bò chết nhỉ? Mọi người có thể tag bạn bè này hoặc là có thể tag hoặc là chia sẻ clip này ủng hộ Game này IT không làm nhá, vậy. thả Ok ha ha anh để ạ. ủng hộ chị Mic Khắp nha. Anh tên Tùng à. Đoán xem, em đoán xem. 150W xuống rồi, xuống rồi, xuống 179 81 rồi. Anh em ơi. Bây giờ như này nhá, anh em bút view hộ mình như này này, vào một cháp Chrome và một cháp cốc cốc là một nhá, là hai được hai view đúng không? Xong rồi mỗi cháp anh em mình đóng thêm cái control sheet nào nữa đấy, hà làm hai phát nữa là được 4 lần rồi, được 4 view rồi, mỗi anh em nhân 4 nghĩa là được 300 mấy view rồi mà anh em không làm. Thua là thua, lý do lý chấu thì thua thôi, có ai bảo sao đâu nhỉ. Ô có thua mà tại vì em kia bảo làm mình thua rồi thì mình có bảo là mình bảo game để vui thôi, game không quan trọng nhá. Vui quá được lên sóng rồi, hello nha, hello dơ lần Thế ông hai à. bé poi ít này thì chia sẻ thôi. Chia sẻ hộ mình cái nhỉ, em Trần Văn Trung chia sẻ nhá. Hôm nay chia sẻ công khai nào anh em ơi, chia sẻ công khai giúp mình nào. Ôi, hoặc là tang bạn bè đi anh em, tang bạn bè đi, bỏ ra mấy giây thôi, tang thằng nào thân nhất hay là thằng nào ngu nhất hay như nào vào để cho mình nào nói chuyện nào anh em, tâm sự tuổi hồng cái của má thề ảo quá, ít view quá, có hơn 100 anh em ngồi xem mình chơi buồn. Em bình cái bình nhá. Trận sau cho em đánh với nhé. Ok Lưu Kha nhá. À, Bình đâu. bình gì, bình gì ta. Lưu Kha ơi, chia sẻ để chế độ công khai nha Lưu Kha nha, cảm ơn mọi người đã đến với clip này. Mặt ông 200k một đêm mà. À, 200k là còn cao ấy. Ông hiểu không? 200k là còn cao đấy, 200k là còn cao đấy, ông hiểu không?
Ok, Yasuo càng nhầm bảng rồi, Yasuo càng nhầm bảng rồi. 41. Ừ. Chiro. Phải rồi. Cao vẫn là 41 này. Ừ. Vẫn chưa bằng mình hôm qua. Đó. Anh cây thi cao mét bao nhiêu vậy? Anh ơi, chị cao mét 80, 82 nhá. Em lên vào 11 đánh được không? À, nếu mà vào 11 thì chúng ta đánh thường. Không đúng sao rồi. Không quan trọng danh, không quan trọng nick, kể cả em có thách đấu nhưng thì quan trọng mà vào đây vẫn chỉ đánh thường thôi. Vừa đây này, vừa có bốn bạn đang ganh bằng nhau này, chỉ có vì một bạn nào đó bạn cuối cùng vào đấy. Ấy như là bạn nào nhỉ? Đây, bạn SP này, bạn SP danh cao hơn thì anh chỉ đánh thường luôn mà, có sao đâu. Hello Văn Mùi nhá, hello Y Phạm. Cửa đúng duyên như kiểu con gái luôn, y yêu thế. Nói giọng con gái cho Y Phạm nghe luôn kìa. Y Phạm ơi, anh nói câu em nứng ạ. Nứng. Bật mic chị ơi, ổn lắm. Em 1m87 nè anh, trời cao thế. Ủa, khiếp. Hơn chị bao nhiêu phân nhỉ? Một chị 1m67, hơn chị 20 phân. Ok, Nguyễn Tài, bây giờ chia sẻ giúp anh nhé, hoặc là tag bạn bè nhá. Nếu mà không chia sẻ, cũng không sao, cứ tag 5 anh em xung nhân vào. Đấy là được. Em không chia sẻ được, người yêu em nó biết em đi chơi game nó giết. Vậy thì tăng bạn bè tăng bạn bè vào thôi, tăng bạn bè vào thôi nhé, tăng bạn bè được rồi. Cảm ơn Lucas rất là nhiều nha. Yasuo bảng đó lên app là best. Ui ông ạ, ở đây FP đâu rồi nhỉ? Nguyễn Linh vãi thật, sao vãi hả Linh ơi? Thôi xèo vãi. Đâu. Vì Phạm, Lê Quốc Cường vãi anh đứng. Ủa? Ừ? Đâu ta? Ủa nó không ra hả? Nó đang rút rừng thì sao? Lâu thế. Ui, ok kìa. Ui, nó cướp rừng, nó cướp rừng rồi. Sao nó mất nhìn máu rồi? Cảm ơn Nguyễn Tài rất là nhiều nha. Nguyễn Thanh Tài, Nguyễn Nam Hoài, sang Nguyễn Tấn. Tấn Tài à? À, sang Nguyễn Tấn Tài, Phạm Văn Cường. Cảm ơn Nguyễn Tài nha. Ok Nguyễn Tài nha, tí mọi người có thể gần hết cái game này thì mọi người có thể là comment in game để cho Katy mời các bạn nha. Ủa sao chị nghỉ rồi mà Văn Lộc nghỉ rồi nhưng mà vì nhớ các bạn quá, với lại hôm nay là chủ nhật nên là lại lướt lại Văn Lộc ạ. Lê Quốc Cường vào đây là coi chủ yếu để nghe giọng anh Katy chứ không phải để coi anh Katy chơi, anh nói chuyện hài nãy giờ cười như thằng điên. Kìa, nói giọng con gái đi các bạn, nó rất là thích luôn á. Thế à, ok nhé, tí nữa, đợi đi nha. Cắm mặt vào trong quần ấy. Hay trời ơi, bảo rồi. Cái tầm Twitch này nhá, cái tầm Twitch này nhá, đi con mẹ nứng lắm. Lên 200 mắt rồi mọi người ơi, cảm ơn mọi người nha. Nứng. Nứng lắm anh em ơi. Anh em ơi bắn nứng chưa. Cái gì đấy? AP đâu mà kill luôn cơ. Khá quá nhờ. Thôi U22 Việt Nam đang ra rồi anh ơi, rồi sao? Dạ. Đang đá rồi. Ui rồi cái tập này. Ông phải ông xem U23 Việt Nam ông cổ vũ nó có biết không? Nó biết ông cổ vũ không? Đấy. Cái cổ vũ anh này, anh biết là em cổ vũ đấy. Là được ok đúng không? Nào. Bức hết sức à? Bứng hết sức à? Nứng hết sức. Katy từ Wix, biết sai nhá. Vẫn giả gái à anh? Vẫn giả gái chứ, vẫn phải giả gái chứ, anh em vẫn muốn xem mình giả gái tiếp theo không nhỉ? Hay hỏi thật anh em nhé, bây giờ anh em thích mình là đóng giả con trai hay là thích giả gái tiếp thì anh em cho phát vote đi. Nếu mà giả gái thì là một, mà không giả gái thì là trai à, là hai này anh em ơi. Vote đi nào. Pet AD rồi, bang tuổi gì? Dám ba thằng. Ô đâu. Thằng sói này nhá. Em đứng rồi, Dương Nguyễn chị ơi em đứng rồi. Bây giờ đứng thì phải làm sao? Bây giờ đứng thì phải làm nhiều sao nhỉ? Nhiều người cổ vũ thế này thì anh có biết em... Anh vẫn đang đọc comment của em mà. Anh vẫn đang đọc comment mày của em mà. Mày bình thường hộ tao cái tao còn xem. Trần Cốc Tản.
Thôi đừng có xạo nữa đi Trần Cước Tản ơi. Ông mày đi mẹ. Thích con gái xinh bổ xừ ra. Không, ông mày là khách quen, ông mày khách quen nhá, ông mày khách quen đi đường suốt ấy. Thì mẹ ông qua ông còn tí ông bảo ông định bỏ stream ông đi quay tay mà. Phách gọi là sư phụ. Cảm ơn Văn Lộc nha, Tạ Văn Chiến nứng thì lên. Thẩm Du, Dương nghe Thẩm Du. Giả gái. Nghĩa Văn Hoàng. Xinh không bạn? Mình make up đó. Ôi em ơi. Điều đấy là chết rồi. Sống sao được. Ui giời. Tiếp thế. Chết rồi. Chết sao được, nó còn hồn máu mà. Ồ, có sống à? Ai sống ra hết nhở. Và ai định cho SP ăn một mạng, mình ăn một mạng ấy, nhưng mà tiếc cái W quá. Nhưng mà mọi người có công nhận là xem nhiều, chắc là mọi người xem nhiều like rồi đúng không? Mọi người lấy cái like này vui vẻ không? Đấy, không bao giờ chửi lại anh em nhá, anh em chửi không bao giờ chửi lại luôn, anh em chửi mình không bao giờ mình chửi lại. Mình chỉ đi có mẹ bảo anh em mình xem hộ mình thôi. Đấy. Mình thân thiện vãi lồn mà anh em mình chỉ mẹ đéo xe, không tương tác thì phải chịu thôi. Nhiều người bình luận thế này thì anh chị có nhớ một ai nào đó không nhớ chứ Phạm Gia Phong? Ai cũng nhớ luôn, nếu mà không nhớ thì từ hôm qua rồi. Mọi người comment nhiều như này nhớ chứ sao không nhớ được. Chỉ có điều là nhớ tên này. Và bởi vì mọi người cũng chỉ comment ở đây thôi ấy, thì nhớ tên là, Lộc thế là mừng lắm rồi ấy. Không biết lai lịch của mọi người thế nào. Ví dụ bây giờ mọi người show lai lịch của mọi người đi để xem mai có nhớ không. Tạ Văn Chiến, em ơi em là gái hay trai? Đoán xem Tạ Văn Chiến ơi. Thì cầm mẹ xe nhớ. Ấy ơi, anh em tôi không vào chửi anh em, không vào chửi lại luôn mà đi có mẹ chỉ bắt anh em xe thôi. Ấy ơi. Xin xấu bạn make up đi. Hello Quách Xuân Tùng nhá. Ui ôi, tưởng Xuân Tùng FTP cơ giật bình vãi lồn. Chị nhớ em mà có ông Phạm Phong với ông hỏi hơi nhiều rồi. Mẹ không nhớ chứ sao không nhớ. Khiếp cứ sợ quên nên thì mẹ ông có comment thế này thì mẹ đến muốn Văn quên nó quên rồi. Mình cũng nhớ bạn Văn Lộc luôn này, bạn Văn Lộc còn inbox bet cơ. Đúng rồi, ông nào hôm qua bảo là mình đánh con gì Izalia đúng không? Mà hôm nay mình mặc dù mình mới la mình không biết ông có on hay không. Ginta Parker lần đầu xem clip bạn này. Cảm ơn Ginta nhé, Ginta thấy hay thì chia sẻ hoặc là có thể bấm chuông theo dõi ủng hộ cho KD bạn nha. Hello anh, hello Bạch viết tiếng Anh à? Trời ơi, cái tên đặc biệt thế nhở? Bạch viết tiếng Anh. Bạch gì cơ? Bạch viết tiếng Anh. Bạch cút. Sơn Thái, chị make up tên Mai easy vẽ lồn. Tên gì? Tên Mai. Giang Mai là bị tên Mai, anh tên Giang hả? Ý là thế đúng không? Đẹp đấy. Đẹp quá. Quách Sơn Tùng, hi, tên em anh thấy ngầu không ạ? Ngầu okay. Chứ. Ok, họ Quách Thành Danh à? Đúng không? Họ Quách đúng không? Gia Hưng, đờ mờ, tôi đang xem cái chó gì thế này? Ồ, xem tôi like đó. Văn Lộc có xem, có chứ. Trần Quốc Toản đừng quên tên tao nhé, coi mày được 1 năm rồi đấy. Ok Trần Quốc Toản nha. Bạn Trần Quốc Toản này cùng tên một anh ở công ty nên chắc chắn nó sẽ không quên được đâu Trần Quốc Toản ạ. Văn Lộc đêm không có gái nhắn tin. Thực ra là cái bếp này mọi người inbox thì thỉnh thoảng chị cũng là người check inbox của mọi người đó. Nên là hãy coi chị là một người con gái. Hôm qua chị có check inbox của Văn Lộc nên chị rất là nhớ. Văn Lộc hỏi thăm lúc muộn đúng không? Lúc bao giờ tôi biết anh ngủ rồi. Dù mẹ không biết trai gái nhưng xinh. Ui yêu Nguyễn Tuấn vãi luôn. Anh em mình nứng chưa? Ui dồi lên view cả đi con mẹ nứng. Mẹ gái, mẹ thề luôn anh em mình thích kiểu dạng nứng hay sao mà chỉ là rên nhẹ cái em lên view thế nào nhỉ? Chắc hiểu luôn ấy. Tưởng anh chị chỉ trả lời bình luận thôi chứ có nhớ người bình luận đâu. Nhớ chứ, sao nhớ được. Mọi người bình luận nhiều thì chắc chắn là nhớ. Nhưng không dám chắc là nhớ hết. Nhưng mà những người nào bình luận nhiều thì sẽ nhớ. Nhưng mà nói thật là mọi người inbox ấy thì lúc check được lúc không. Tại vì thực ra là like xong thì còn nhiều công việc chuẩn bị cho ngày mai nữa ấy. Rồi, như kiểu ví dụ sáng nay công việc rất bất ngờ ấy. Đây là đường ra bắt cái chó, để xử lý nhà luôn, mặt cứ đơ. Bây giờ làm nào nhỉ? Cứ bảo, ô, bây giờ ra cái chó làm nhà nhỉ? Có nên giấu không? Có nên rửa dép không? Mà rửa dép để người lạnh. Đấy, Hà Nội rất là lạnh. Đâm ra ngu quá, ảo quá. Có những sự có bất ngờ anh em không biết được đâu. Đúng không? Úi, chết mẹ. Thực ra là như này bọn mình không chỉ like không ấy,
Bọn mình có lên những cái ý tưởng cũng như là có những cái video ấy. Có thể các bạn nếu mà ủng hộ bọn mình nhiều thì các bạn nào có ý tưởng nào thì có thể inbox cho Katie. Katie check nếu mà cảm thấy ok thì có thể nhặt nhạnh những cái ý tưởng của các bạn để đóng video và đăng lên đây. Còn nếu như ý tưởng của bạn nào đó thì bọn mình sẽ tăng tên các bạn đấy vào. Tức là không ăn cắp ý tưởng, bọn mình sẽ tăng tên. Đó. Biết đâu vậy sau đây trong số những cái bạn mà đang comment ở đây, biết đâu sau này có những bạn bị trở thành diễn viên cho những cái clip nhỏ của bọn mình ở trên đây đúng không? Bọn mình đang có rất nhiều ý tưởng để đóng clip ở trên đây nhưng mà hiện tại bây giờ thì chưa 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 thực hiện được. Nên là mọi người phải ủng hộ Chờ cho cũng tôi như là chơi coi Văn thật Lộc nhiều nha, like. hết game xin slot nha, bạn cứ chia sẻ công khai hộ mình nhá là ok nhá. Là chung chuột. Lê Quốc Cường, em mới coi anh KT không biết chị Đại có nhớ em không? Lê Quốc Cường thì làm sao mà chị không nhớ được? Thấy không, hiên răng ghê không, hiên răng ghê không. Chị nhớ Lê Quốc Cường, Văn Lộc là có này. Nè, các bạn cả bạn Tiến Dũng này. Bạn Chia cái gì này in dặn Phong. nè. Chia này bình thường mà anh Bạn Phạm Gia Phong này, chị nhớ này. Sao không nhớ được? Chị là người có cái trí nhớ rất là kém, thực sự luôn. Ở lớp ví dụ đi học, ngày xưa đi học ấy, lớp đông đông ấy còn nói chung là À, chị quên về à? nhớ hết tên được mọi người nhưng mà bây giờ mà tự nhiên hỏi là nhưng mà bất giác một lúc nào đấy chị sẽ quên, quên nhưng mà chị vẫn nhớ mặt. Chị là người nhớ thiên về hình ảnh hơn là nhớ chữ. Nam Thóc chưa chia sẻ hộ anh nhé, Nam Thóc nhá. Sơn Thái là nhớ này. Có nhớ Sơn Thái, Lê Quốc Cường là chắc chắn nhớ rồi. Ủa em mới coi mà ta. Không phải Lê Quốc Cường, chị chắc chắn clip hôm qua là có em. Hôm qua là Lê Quốc Cường có. Mọi người ơi, em sau thì Katie đánh con gì mọi người có thể comment nhỉ? Nào anh em thích đánh con gì đây? Con AD nào cũng được. Mình Nhưng mà mọi người có thấy là chị make up siêu không? Chị không phải là người chuyên về make up nha. Vì bình thường chị đi làm ấy, chị cũng ít khi make up cực. Chỉ có đánh son này, rồi là bôi kem chống nắng này, cùng lắm thì vẽ mày. Trừ khi nào mà chị dẫn chương trình, trừ khi nào dẫn chương trình cho công ty hoặc là dẫn chương trình gì đó lớn lớn mà yêu cầu make up đậm thì chị mới make up thôi. Nhưng cái ghê mà á. chương trình nào mà quá lớn thì thường thường là chị thuê make up chứ chị cũng không tự make up Hôm được. qua em coi đâu, anh nhớ là hôm qua Quốc Cường coi mày nhỉ. Mà đặc biệt make up cho con trai rất là khó. Nhưng mà được cái bạn máy khuôn của bạn cũng rất là ve lai nên là dễ. Dễ hơn một chút. Hôm qua em đâu coi đâu. Ra xua đi anh, ok Chỉ là em sao anh xe ra xong xua em đi nhá. thôi. Xe xong cũng là coi được gì, có coi được thì mới xem được đúng không? Cầm Đấy, đỡ chị bên đằng bảo là chị sau, đỡ nhớ đỡ Lê bên á, Quốc Cường ui ôi, đỡ mà. đỡ bên mới ra xua toàn những con Không nhỉ. phải xe xong hôm qua, Kỹ chắc năng chắn cao ấy Lê Quốc nhỉ. Cường có comment nha. Ui, đỡ bên mới ra xua toàn con kỹ năng cao ấy, các em mà lấy lại còn khó ấy. Vũ Dũng đây rồi, bạn Vũ Dũng đây rồi, bạn Vũ Dũng cũng có inbox bếp luôn, vẫn nhớ bạn Vũ Dũng. Ra Chưa khó xua đi quá. anh. Trận sau đánh Ok. ra xua nha. Ok Vũ Dũng nha. Nguyễn Tuấn Hoàng ra xua đi anh. Ok Nguyễn Tuấn Hoàng. Mọi người ơi, xe đi tụt 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 mắt rồi. Tang Tang bạn bạn bè vào bè đây mà chiến đi thắng hôm nay chủ nào, nhật tang bạn mà. ui mấy anh em bảo là mẹ bút view cho mình mà chả tang ai vào, sợ là lười thế nhở, này mà sao có hứng mà dê được, này sao Zen. có hứng mà dê được, chán quá, này sao có hứng mà dê được mấy anh em ơi, anh em mình cho xin cho xin cái lịch mà lịch mẹ mệt để dê cái nhẹ đi nào anh em ơi, phải anh là cái gì á? Fake anh là gì? Tí nữa mình sẽ gắn link fake lên đây hoặc là mình có thể đăng một bức ảnh kèm với link fake nhá. Tí cho em đánh thường với nha, được không anh Kitty để nha Lê Quốc Cường. Hay anh chị đánh nhau luôn đi. Không, bọn mình không đánh nhau nha, tại vì không có liên quan gì nhau mà đánh nhau cả. Nút xe của em bị lỗi rồi, hu hu. Không sao cả, Sơn Thái có thể tăng bạn bè vô cũng được nha. Chia sẻ thử cái xem có hiện chữ không. Cảm ơn Hoàng Kỳ Anh rất là nhiều nha. Cảm ơn các bạn. Xin một slot em sau được không? Được nha, Quốc Sena. Khi mà bạn ấy đánh gần hết game rồi ấy, hết game ấy, thì các bạn có thể comment lên game và bạn ấy sẽ copy và mời luôn nha. Ôi. Đi đây, đi đây, Sao đi kéo nhau đây. xuống bot ạ? À?
Ui, ui. À, hay. Con kia chết chết. À, không chết thì hơi lạ. Chết tiếp này. Này. Chú mấy ông này chơi bẩn quá. Tạm ra kho cho em xin phách chị đi. Thực ra là Facebook của chị nó về công việc nhiều hơn nên là chị không ép khá là ghê nha. Ui ông Diven này khá là ghê nha. Được đấy, biết chơi đấy. Bịt con mẹ mày. Chơi nha, chơi nha. Facebook của chị còn quản lý các bếp về bên bất động sản của chị nữa nên là chị rất là xin lỗi mọi người. Diven đánh hay quá không? Thằng đồ đó nó hên thôi. Mày nó là hết một gì đấy. Mọi người ơi, mọi người ơi, thả Ha Ha đi xem nào. Đang ngồi nhìn Ha Ha thả đây cho vui nào. Chơi ách không anh? Ách. Át là chỉ đít. Đít à? Ừ. Người đấy gạ luôn trên stream à? 700 view chơi luôn nhá. 700 view chơi này, 700 view chơi luôn. Đã bao giờ anh chị được lên sóng truyền hình chưa ạ? Chưa bạn nhá. Các bạn phải ủng hộ nhiều rồi sẽ có ngày được lên, nhưng các bạn không ủng hộ thì làm sao mà được lên đúng không? Thực ra là mình bật mí một tí là Kaity có một cái khả năng đó chính là sáng tác nhạc, bạn ấy đã có một bài rồi và được công ty duyệt để quay MV, nhưng mà hiện tại bây giờ thì bạn đang tập trung cho Facebook một chút. Nếu như mà được qua cái thời gian test của Facebook này này thì bạn ấy sẽ được quay clip. Ở đây thì các bạn mong là các bạn sẽ ủng hộ nha. Không học, bạn ấy không học với chuyên nhạc hay gì cả, nhưng mà bạn ấy có một chút cái tài lẻ mà có thể sáng tác được. Đúng thế. Đã có vài bài, nhưng hiện tại đang có một bài đã hoàn thành rồi. Mong các bạn ấn chuông theo dõi để có thể ủng hộ những cái video sắp tới của bạn nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Trời ơi, thả làm chậm thách não thế. Em add 5 bạn rồi, cảm ơn Nguyễn Tấn Hàng nha. Thả xong máy lắc luôn rồi. Sorry Lê Quốc Cường nha. Nhưng add vào bài xe của anh Iloda. Ờ, cũng được, không sao cả Nguyễn Tấn Hàng ạ. Mày ơi. Mặt nghiêm túc không? Trời ơi, thấy tim thấy ha ha. Cảm ơn mọi người đã thả tim cho chị Make Up nha. Rồi, con này lên. Ok nhá. Nào, tranh thủ đang đi đường đọc anh em nhá. Nhá. Xe vào Iroda cũng được, không sao nhá. Em ha ha người nhất à, anh ok em sợ bắn tim bên tục kia vãi cả lộn anh này à. Ui em đoán xem em nhìn anh này giống ai không? Vòng ngực 91, vòng eo 60, vòng ba mẹ mày 98 nhá. Em mông anh 98 luôn. Em nào thích chơi ác thì mẹ cứ 700 mát tính. Không 700 mát miễn bàn anh em. Văn Lộc bà CM sao thế Văn Lộc ơi? Ui nó hay đấy, nó biết tận biến. Mọi người nhé, mình có hai nick LOL nha. Một nick của mình là cô gái 1m65 và một nick là Gun Demo. Mọi người thể ép vào lúc nào rảnh thì mình cùng chơi cũng được nha. Cô gái 1m65 và Gun Demo. Vòng 395 chia sẻ hai lần được không chị Quốc Sena? Ui em chia sẻ càng nhiều càng cảm ơn ý. Quốc Sena, nếu như mà bạn chia sẻ thì bạn phải để ở chế độ công khai mà bên dưới nó có cái hình quả địa cầu ấy. Còn nếu như mà để chế độ bạn của bạn bè hoặc là chế độ bạn bè hoặc là một mình tôi thì nó sẽ không gắn cái chữ người chia sẻ ở đây này. Còn nếu mà các bạn chia sẻ đúng mà để chế độ công khai thì nó sẽ gắn ngay cái từ người chia sẻ như bạn Văn Lộc này. Rất là nhiều bạn ở đây này.
anh này không gay đâu. Cảm ơn An Hoàng nha. Cô gái 1m65 viết như này à? Đúng rồi, viết có dấu luôn, cô gái 1m65 đúng của chị như thế. Cô gái 1m65 là nick chính của chị, còn Zone Temo là chị mới lập. Ghê chưa? Chọc có tim đi, con mẹ nó gần. Lộn thật, mẹ nó chó. Ghê chưa? Chuẩn luôn Lê Quốc Cường. Cô gái 1m65 65 để yêu hơn 1m87 chị ơi. Ờ chị cũng rất ngu vậy, cứ ngu mà ngu căng thẳng ấy. Với anh ơi chuẩn bị comment in game nhá. Ngu anh này thôi. Vòng 1.95 thôi, 91 thôi em ơi, đừng không nên ra lận đâu ạ, sống mà phải trung thực. Em trung thành, em xin anh đừng chơi AD nữa, người quen đúng không? Đâu à, trung thành anh ừ. Thằng lâu đấy, anh ở đây đang xanh nhỉ, 73 em ơi, 73 Thanh nhá. Phạm Quốc Thắng người quen đúng không? Vãi cả make up. Chị địa cao, chị đại cao hơn em có 1m59. Vậy là... Thanh này thì mẹ mày, anh đánh hay vãi lồn ra, mày không ủng hộ anh thì thôi, kêu. Thế, nói chung là bây giờ thì yêu đương nó không quan trọng về chiều cao, không quan trọng về tuổi tác lắm đâu. Ui trời luôn, SP ngày xưa leo cao thủ bằng SP nhá bạn nhá. Xấu tính chưa lưu ca, xấu tính thế. Xe xong đã xóa rồi. Mọi người xe xong sau khi mà hết clip thì mọi người xóa cũng được mà. Để hôm sau mọi người lại xe ủng hộ tiếp. Nhưng mà đăng clip như này mọi người xóa thì có phải phí không? Đúng không? Long Quang Khải đi SP đi. Trời ơi mình SP là ghê lắm luôn ý. Cô Thắng nhìn không ra luôn. Lưu ca xóa cái mặt chữ người chia sẻ. Ông Phạm Quốc Thắng mà cũng Thắng là học sinh cũ mà. Đúng rồi, nếu mà mình xóa clip đi thì nó sẽ xóa cái thì con mẹ bé Tùng nhé. Cảm ơn Trung Thanh nhá. Hay là Trung Thanh sổ lại lên view đông chiều mình nó lên view luôn kìa. Phạm Quốc Thắng lâu rồi không đánh chung nè. Ok nhá, gần hết game thì Quốc Thắng có thể comment in game để mời nha. Nhưng mà gần hết game mọi người comment nhanh nhanh một tí. Ủng hộ rồi nhá, cảm ơn nhá. Nhưng quả cáp hay, Thanh này quả cáp hay đấy. Hôm nay được nghỉ cho em, có đang ở quê không hay là đang ở trại đấy? Bây giờ gọi Thanh là đang ở trại chứ không phải đang ở quê rồi. Tóc đẹp lên nha, ok thì nhá. Ui rồi vuốt là đúng rồi. Thanh em mình nhìn hít răng này, Thanh em nhìn nhá, hít răng nhá. À nhìn này, nhìn cái nhẹ này, 21 tuổi, 1m59. Ô, hết à? Lồn. Mới 21 tuổi vẫn còn cao là những hình như mà chị không nhớ không nhầm là con trai 25 tuổi với hết cao. Này thấy không? Thấy không? Thấy ra đâu? Bắn ghê không? Ui. 300 xem cởi áo đi. 300 lên rồi, lúc ấy còn lên 350 cơ mà, 300 gần 400 cơ. Đó này phải lên 700 thì nó mi gọi là đặc biệt chứ mà lên 300 thì bình thường quá. Trực hội nghị thượng đỉnh Mỹ chiều. Trung Thanh trực hội nghị thượng đỉnh Mỹ chiều. Và sao? Không hiểu lắm. Thật mấy hôm nay chị mãi stylist cho bạn này ấy, sếp còn gọi đi làm cơ nhưng mà chị không đi. Thế luôn, sếp inbox qua thứ hỏi bao giờ em đi làm đi, ba la ba la. Mọi người thượng đỉnh Mỹ chiều á, à. Nhưng mà vì chị nhận make up với lại stylist cho bạn này rồi nên là khi nào bạn hoàn thành xong ấy. Nè, em hiện dặn ghê không em? Hiện dặn ghê không? Hiện như lồn, nát địt mẹ bắn hay thế mà kêu như lồn là thật sự luôn ấy. Phạm Quốc Thắng in game này. Thắng ơi, lát gần hết game thì em inbox nhiều nhiều ra nha. Không lại kiểu comment em bị trôi đi, tìm ra rất là lâu. Em chơi với anh ơi, Văn Mùi ơi chia sẻ để chủ động công khai sau đó comment in game nha. Nói luôn cho các bạn là như thế này. Candy là một người rất là hòa đồng với mọi người ấy. Chơi rất dễ thôi. Mọi người chỉ cần comment in game. Nhưng cái lúc mà Candy hết cái game này thì mọi thấy comment của ai, thấy in game của ai là sẽ mời luôn. Thế nên là mọi người chịu khó comment một chút nhé. Đấy tính như bốn huyền em nhé. Còn việc mà mọi người comment nhiều nó trôi đi ấy, thì cũng không thể nào mà lục lên để tìm được ấy. Ông chú đô la chung sang comment ấy mà. À, hay, khá đấy. Quá nhờ, khá quá nhờ. Kinh thật, thì mẹ sang thăm bây giờ dám bảo vệ chú à? Giờ mới thấy Vũ Phạm nha. Có đủ 10 người không nhỉ? Chắc là chỉ chơi 5 người. Ủa, Trung Thanh biết cái mèo à? Thấy toàn xe bài cái mèo ấy. Đúng không? Mày xong hỏa đấy, Thanh này. Không phải toàn xe bài cái mèo rồi.
Thằng anh thì mẹ thế không ngờ xe chỉ xe bài con mèo chỉ, đúng chỉ xe gái thôi. Anh ạ, thằng anh nó giả gái lắm mấy xe đấy, anh em giả gái lắm, tụt con mẹ nó danh đua làm gì anh em ơi, vãi là tụt danh rồi thì mẹ anh, thề anh leo từ đồng một lên mẹ bạc một mất có tầm 30 ngày đấy, đùa đâu. Chia sẻ 10 lần hội nhóm được chị anh không? Chị được thì cứ chị thôi. Anh Hoàng ơi. Ui ui ui. Gáp. Cắm tiếp nha. Ui ra xưa. Làm quá. Chạy đâu cho hết nắng. Sang ạ, sáng sáng em đưa đi ăn thịt chó với bún đậu. Này ghê, cho xin địa chỉ cái quán em đưa đi nào. Quân Ồ. mạnh dữ nhờ, dừng với nó đúng không? Một tuy chết luôn. Thế lấy ngon không? Phạm Phúc, con nào đây? Nhớ gái búc càn xinh mà sao con này cũng đẹp mà giọng. Nói thật luôn nhá, nói thật luôn là gái búc mà so với cái bạn này là cũng độ sắc cũng kinh phết ạ. Là kẻ tám lạng người nửa cân nhá. Quang Anh Nguyễn nhìn chỉ muốn tời vào đít. Nick em nó bị cấm chia sẻ, nó chưa mở thì phải làm sao vậy? Xe điện thoại cái à, xe đông chiều cái tăng nhiều view vậy. Đông chiều thì mẹ đông chiều mình đất rộng người đông mà thì phải thấy thằng em phải xe sớm nữa thì phải toàn chờ cái mèo nó xe truy của anh mà mới xe theo thấy đó nhỉ. Văn Mùi ơi, bạn có thể là tăng tên bạn bè và ủng hộ Gaiti, sau đó là comment in game thì vẫn chơi bình thường nhá. Mình không quá khắt khe vấn đề đấy, mọi người vào đây ủng hộ đã là vui lắm rồi. Cái Bạn con nữ chuột này giờ nào hít lên ra nó comment hơi yếu nhỉ. Bạn nữ nào comment thế, bạn này là chị make up cho mình nhé bạn nhá. BD à, BD đâu mà BD, trời với anh em căng thẳng nhỉ. Lại chết rồi. Rồi xong, ulti. mất công ty Rồi rồi. xong, đói rồi, toi rồi. Chưa ai bỏ mạng cả. Nó xô lên đồ em huyết kiếm. Ok nhá, có sao rồi nhá, có sao rồi. DM để giờ follow là sao? Thực ra là cái bếp này mở được sao rồi. Tim đâu hết rồi. Này. Nó Chết 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 rồi má, chết. thề luôn đấy. À có cái này Tốc biến kìa. xịt à, cay ghê. Phạm Phúc cosplay. Thế ông có lên mèo. Ui, mèo sinh kiểu khác mà tôi sinh kiểu khác không ạ? À, mèo sao hỏa sinh kiểu khác. Ôi, bạn này game này tâm lý quá, bạn này tâm lý quá. Trung Thanh đi mẹ rồi để cảm ơn nhé Trung Thanh nhá. Chuyển đổi xem trang cá nhân này đi, xem trang anh đi. Hả? Cần dê đủ rồi. Chưa Hơn rồi. bao giờ Hơn rồi. thì em là được 18 rồi, mười Thấy chín chưa? Đã bảo rồi. Được mà, cần gì. Mọi người ủng hộ nhiều. Bây giờ mới chưa đến một tiếng rưỡi, còn 2 tiếng rưỡi nữa. Nhầm rồi. nhầm cô ơi mới đúng. Đây là BD không có biện Hay. minh. Ok cứ coi như thế đi, có sao đâu. Đây là BD không có biện minh. BD hay không phải thử mới biết được Hoàng Kỳ Anh ơi. Thấy bắn làm em đứng quá. Vô phạm. Anh em mới đứng chưa? Đứng chưa? Đứng chưa? Đứng chưa? Đứng chưa? Boss của anh ở đâu? Ở Hà Nội em ơi, ở Hà Nội nhá. Ở sát đàn em nhá. Phạm Phúc like xe cho cái nè nhìn khá lứng. Cảm ơn Phạm Phúc nhiều nha. Anh đen lắm. Cảm ơn Văn Mùi đã đăng bạn bè vô ủng hộ cho Kaiti nha. Chết rồi. Trời ơi đừng để nó thoát. Một này Trung Thanh ở Hà Nội là sao? Tưởng ở Đông Triều. tầng tầng ấy nó đang 300 đê la thành nhỏ nha. Trung Thanh ơi 300 đê la thành nhỏ.
À mà đi 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 đón bác rồi. Ui đâu đi đây, đâu đi đây, đâu đi đây, đâu đi đây, đâu đi đây. Đón bác chung chung đấy à. Luna chung đấy. Sai rồi, quả đấy ấy vào là sai rồi. Đi ven vào là sai rồi. Đứng yên bắn rồi. Ô, về 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 đây nào, về đi nào, về đi nào. Ôi. Không nào vào đốt. Đi. Đâu, ui em ơi, anh đội mũ bảo hiểm đầy đủ nhá, đừng đốt anh. Mẹ ổn, không ổn đâu, không ổn nữa. Mày bắt anh thì mẹ anh em mình nhắm hà luôn, mà lên chỗ bắt anh thì nhìn anh em nhìn mặt nhau khó lắm, thật em sự luôn. bên nghi lễ ở Hà Nội mà đờm có phải ở tỉnh đâu vậy, hôm nào gặp nhau một lần nha. Win là Thấy game bảo thấy không phải thấy 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 và thấy bảo chung thấy bảo Thanh nhiều nhiều tiền mua trà sữa Phúc Long lắm. Đi mẹ vào làm đặt quả chốt đấy, đứa nào đéo đội mũ phát bắt luôn. Đấy thế là anh em lại lại được uống trà sữa miễn phí, nhanh nhất phải đợi. Đợi lâu lắm thì mẹ nó. Thế mấy ông đợi lâu vãi lồn mà vẫn đợi được. Bà bảo Trung Thanh đặt chốt cái đứa nào đội mũ bắt luôn được chưa? Đéo đứa nào đợi nữa. Được vào uống miễn phí. Cảm ơn nhá, cảm ơn đánh đạo, đánh đạo. Đây 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 đây, nhìn này, nhìn đây, nhìn đây, nhìn đây, nhìn đây. Mọi người xem với thả hang ha để ủng hộ chị Make Up nào. À, mọi người xem là Mai sẽ make up theo kiểu stylist như thế nào nhỉ? Bí quá. Kiểu bạn ấy sẽ mặc mặc kiểu gì ấy, sách muốn sexy hay kín đáo hoặc là như nào ấy. Thực ra là mình không giỏi make up để biến bạn ấy thành một người khác hoàn toàn được nên là vẫn phải nhờ anh em cho lời Peta Peta kêu chạy về nhà rồi còn bên gì nữa, mặc đồ ngành giả vờ vào kiểm tra hành chính thôi, game easy. Đúng rồi, ok. Ủa hình như con trai cơ mà làm quê VL. Sao vào quê, sao vào quê ở Dương Hoàng Vương. Make up giống Tuấn Ngọc hộ em với nhé. Tuấn Ngọc. Tuấn Ngọc à? Ui thề đi mẹ mà cái tầm của Tuấn Ngọc là ở đoạn cấp khác của em ạ. À. Đéo đủ đâu. Tuấn Ngọc đây ta. Đó là đi đi nữa đi. Cái tầm của Tuấn Ngọc là đẳng cấp thế giới rồi Thanh ạ. À. Đi mẹ mày, anh chịu anh chịu anh chịu. Đéo phải make up của Tuấn Ngọc đâu. Sao không thắng in game em này. Ok, thắng comment đi để chị nhớ nào. Yeah. Mọi người ơi, bắt đầu comment in game nào. Cái tên của Phạm Bồ Thạc khó khó viết ra đấy. Nó là một oppa ở tỉnh Quảng Ninh, ok. Ờ, đấy là kiểu ông em biết kiểu tượng đài không? Nó là tượng đài rồi thì mình đéo bao giờ có thể chơi được. Kiểu cái tượng đài không mình không có thể với được. Đấy, nó là như vậy đấy. Đúng không anh? Mình không với được, mình không với được, mình không với được, mình không với được. Con gái không chịu úi giời ôi hơn cả bóng Long Xuyên chứ, bóng Long Xuyên làm sao mà đẹp như được như bạn này, đúng không? Ý mẹ, bây giờ kiểu mấy cặp đông tấn ngọng thì chịu rồi. Ý mẹ, bây giờ phải ăn nó biết bao nhiêu bánh trưng rồi mặt nó đồng nó. Ăn bao nhiêu cái bánh trưng. Comment nhiều vào các bạn ơi, comment nhiều vào, không bị trôi comment đấy. Thanh chơi không em? Đã bác Trung xong chưa? Ra làm ván. Ở nhà cả quán nét mà sợ gì. Phạm Quốc Thắng ơi, chỉ cần comment thôi rồi copy đợi luôn. Game, không đợi game, anh Hiển nhá, cho anh Hiển. Phạm Quốc Thắng nhá. Đợi em lốt game UZF á. Ui dồi ôi, anh không đợi đâu. Bây giờ mày phải đợi anh cơ, tại vì là anh đang stream mà. Thay vì comment những cái khác thì bọn mình các bạn hãy comment in game, cứ comment in game để copy luôn. Penta 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 kilo nhờ in chị ơi đúng rồi thì dễ thương VL, cảm ơn Dương Hoàng Vương nhá. Thế thì dễ thương thì ủng hộ một xe nào Dương Hoàng Vương ơi, và thả một ha ha để ủng hộ chị Make Up nha. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Mẹ mày là xuống nhẹ cái penta, xuống nhẹ cái penta, nhẹ penta này. Đâu rồi. Trời ơi, game lâu thật đấy, vẫn chưa hết á. Khoang đại ca 21
ba hai ba Penta của tao, Penta kêu, Penta đi. Anh Thại này, Mai Sơn Thại đù mé. Mọi người có biết mèo phò không? Xinh hơn mèo phò đúng không? Đâu tin được, đi đéo Penta cài quá. Đó, đi tè cái rồi, đi lại đi đái ngồi cái rồi anh em mình lại gặp nhau nhá. Quá trời ơi. Ui. Bộ con trai kiểu gì mà thật yếu là sao ta? Cảm ơn các bạn đã đánh cùng với Gai Ti trận vừa rồi nha. Phạm qua thắng, ok bạn Phạm qua thắng này. Cảm ơn mọi người nha, mọi người nhiều slot cho những bạn khác nha, bởi vì bọn mình hơi đông ấy. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Trời ơi, mọi người comment nhiều quá, chưa hết cả tin nhắn luôn. Rồi à. Cần trở về, cần trở về. Bết, bết, bết. Thôi nhờ, ok, rồi đâu, đâu. ABC gọi là mời rồi mà. Vũ Dũng nhường cho các bạn khác nha, Vũ Dũng nha. Kéo xuống nữa các bạn Văn Mùi này. Văn Mùi ơi, em mời em với bạn thì comment in game. Đừng nói cái gì khác, cứ comment in game thấy ai là mời. Hello Bách Kha nhá. Đây Văn Mùi này, Quang Đại Ca 123 đúng không? Đúng rồi. Bọn mình thấy in game là mời chứ không phải là mời em với hay gì cả. Bọn mình không có phân biệt ai hết, cứ thấy có ai là mời thôi. Mà mời đủ thì thôi các bạn thông cảm nha. Ok, nhanh lên, comment ra nào, comment đi, comment đi nào. Đã không may. Đã phê, ngồi phê quá, mèo phê quá. Xin em đừng đi chơi rồi nhá, ông ơi, ông trời. Kéo xuống đi các bạn, đang comment rồi. Đó. Có người yêu chưa, ui dồi, anh em comment in game nào, anh em mời nào. Một số lốt nữa nào. Thế một số lốt cuối cùng nào. Hải, bạn Hải xe đi chứ, Hải ơi. Nhờ cho những bạn khen xe trước nhá. Kéo lên một tí là có này. Kéo lên một tí có mấy bạn cơ mà. Được. Xin em đừng đi của ai này. Ông mà đánh rồi, mà đánh rồi. Núp cái à đúng không? Núp cái, ừ. Núp cái. Mọi người phải xe ủng hộ nữa nha. Núp cái bạch nga không? Úi dồi ôi, con mình giống một chú túi rồi. Ngay em à, mẹ lừa, vãi lìn thề, cú lừa. Đánh thường đúng không? Ok, em level 11 thì cho em ES đi, cho nó đỡ cặp công bạc. Đấy, em ES đi. Ok. Đợi sức mà là mèo ở bot đấy à? Có mèo ở bot đấy, mèo mèo sao quả có ở bot. Kenny Tuấn oppa. Vãi lồn Kenny Tuấn. Thôi mày anh chơi một game đi, game sau đánh với anh, game sau lại đánh đơn đôi đi. Game sau đánh đơn đôi với anh Thanh này. Chứ là nhiều người comment từ đợi 2 tiếng đồng hồ rồi chưa được chơi. Quên mất là chơi rồi. Ok, vậy thì trận sau nha. Điều mấy thằng đợi đi có sao hay không? PC Asanso copy đậu phộng copy dài như thế mà đéo dê là sao sao không xem nhỉ. Ông nào vừa bảo mình đánh cái sai nhỉ, ngoài con gì khó tí nhỉ. Đây quá pick lock. Ủa ủa mình xin hết được không, hết được không, hai top nhỉ. Không, đánh skin mặc định nha, đánh mặc định luôn nha anh em. Đánh mặc định luôn. Rồi. Điều gì mà. Ok, nhìn nó ra số chuẩn nhá. Nhìn anh muốn phập VL. Thế em đốt bot. À thế mấy hôm nữa xin đi tuần mình sẽ đạt của địch mẹ xong rồi. À, đơn giản là mình có lên công ty đó rồi. Nếu mà chốt là sang nhổn em nhá, sang nhổn chốt em, anh không lên sát đàn nhiều em ạ.
Anh thi thoảng mới đi họp không? Sợ ý. Nhầm nhầm nhầm. Đây đây đi mẹ mày phải ghi bình luận của thằng chắc. Rồi. Ghi bình luận thằng lùn lại ai. Đấy. Đi vào để đi cho mẹ mày chụp ảnh lại bảo với thằng bot. Mèo ơi, mèo đi mẹ fan của mày, mẹ đang dọa đốt bot kia kìa. Không không. Ok. Ok ok, skin đi, skin là gì cơ? Không chơi skin. Không chơi skin, không chơi skin nhá. Ghi đã. Hello Duy Khánh nhá. Ok. Nhổ sao vậy? Sao lại về nhà anh lại make up để chúng mình cùng tang. Mẹ. Mày cứ về đây. Anh tiếp phải đàng hoàng, yên tâm Thanh ạ. Không để mày mất cái gì đâu. Mà Trung Thanh nhá, check inbox cho Trung Thanh nhá. Check inbox. Anh ơi có người yêu chưa? Anh chưa. Đánh skin thì đẳng cấp á. Ủa trời ơi, có skin đâu phải là đánh hay đâu. Có gì đây? Ui trời ơi, xin già thôi. Game này xong. Game này biết trước kết cục luôn rồi. Isi asanso isi osin sasang ore a ari no harike. Mày đang vật lắm được 24 nhỉ. Đúng không? Ready. Quan trọng gì cái đấy nhỉ? Đến ca cho xin. Ôi dồi ôi, ghi nhạc Diễm Văn Trì Minh Khai từ đêm Hà Nội nhá. Rồi rồi rồi, đi mẹ mày. Tiếp Facebook làm sao? Đâu nhỉ? Đừng vào nhóm mới rồi này. Đừng vào nhóm mới. Ad hết các bạn streamer hôm nay tháng này vào đây Vinh ad các bạn Sài Gòn nhé. Mất gì ấy, chỉ cần ôi thế gần nhau á kìa. Ở đâu kìa anh ơi, anh không đồng tính nha em, anh thẳng nhá. Kìa ác đang chơi danh gì rồi chị á, danh bạc thôi. Chỉ cần anh chịu make up 24 vậy là ok. Make up 24 là như nào em, anh không hiểu lắm. Ôi thông tạo 6 à, đi cả chưa thông tạo 7 nha. Anh em thả tim nào, anh em thả tim mũ ra xua nào anh em ơi. Yasuo Assassin nha anh em, Yasuo Assassin nhá. Ngay Xuân La Tây Hồ, ui địt, còn mẹ vãi cả lùi Tây Hồ kêu gần à. Chịu bố. Anh em mình ngồi xem nhá. Là chấp nâng E trước luôn, không nói nhiều nâng E nhá. Ôi. Nhá. Ui. Em mà Long Xuyên nhưng không biết bóng Long Xuyên. Đàn Chí Thanh, hôm nọ các bạn comment như thế là bọn mình lấy cái ấy như thế thôi, chứ cũng không biết ai luôn. Bóng thì chỉ biết một vài người, thực ra cũng không phân biệt gì cả, để đọ sắc một xíu thôi. Ok Hoàng Phương nhé, ok. Ồ anh em bút view cho mình nào, còn 134 view kia buồn quá nhờ. Ồ anh em chia sẻ mạnh nào anh em ơi. Ui lả lướt không? Anh em thấy lả lướt không? Lả lướt không?
Không phải lá không ủ. Ôi, canh làm cái gì? Canh làm cái gì? Mất lòng ra anh em ơi. Canh làm gì? Cúc Sena, ok em cứ chia sẻ nhá, cứ chia sẻ nhá. Tí tôi sẽ đua game sau nhá. Mặt gái và giọng trai á. Ui đây 200 view, cảm ơn anh em. Dạ. Bye, bóng lòng xin. Ok, cảm ơn. Tại sao lại bye sớm thế, Dương Hoàng Dương? Rồi, buồn đấy nhở. Tại sao? Tại sao lại đi ra? Không xinh à? Không xinh là à? Tại chỉ make up à? Khóc đấy, đi ra là khóc đấy. Đi ra là khóc đấy, khóc thật đấy, đéo đùa đâu. Ôi, ông Gray lại ganh à, ui thua nào, thua mà. Ôi, bị chết mạng, cay cú lại ra ganh này, chết rồi không, như bị mẹ. Mọi người ơi, tặng cho cây tìm một xe và tặng cho chị make up 1A2 nha. Và comment để xem mai các bạn muốn xem Katy ở trong cái hình dạng như thế nào. Sexy, quyến rũ hay là make theo kiểu gì nhỉ? Kiểu kín đáo giống như kiểu nữ luật sư ấy, nữ luật sư xinh đẹp à? Hay gì các bạn? Anh em mình thích kiểu bà nội trợ anh nữa. Xinh VL, cảm ơn Lê Xuân Nghiệp nha, nếu xinh thì tặng cho Katy 1A2 và một xe bạn nha. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Em AFK AFK à, xinh lắm chứ mà em đánh liên minh rồi chị ạ. Ok, Dương Hoàng Vương. Ui, cảm ơn anh em nha. Thấy múa ra xuân đứng chưa? Hello Hoàng Sĩ nhá. Trận giao lưu danh không á, để xem nào em, anh bình tĩnh nào. Bình tĩnh. Lê Xuân Nghiệp không mặc quần áo. Thực ra là rất muốn make up kiểu đấy nhưng mà Facebook bắt buộc lên là không được cởi trần các bạn ạ. Nhìn đáng yêu hết sức mà nghe giọng ôi mất niềm tin cuộc sống quá man. Maria Orawa. Thế là cái gì ta? Đánh xong em ra xem tiếp. Nữ hoàng phim sách. Ok Vương nha. Nữ hoàng phim sách à? Ừ. Bộ thấy đó á. Hả? Ăn cơm chưa bạn? Còn cơm không? Hết rồi. À còn cơm mà hết thức ăn à? Buồn lắm, sao tự nhiên mình lại thấy đói đói nhỉ? Mọi người ơi, xe lên cho 200-300 mắt đi cho cô hứng khởi chiến đấu với mọi người. Thật sự, nói chuyện đói luôn. Cảm ơn Sơn Hiệp nhá, cảm ơn Sơn Hiệp nhá. Đánh xong em xem tiếp. Cảm ơn nhá. Không thấy không? Anh em thấy mũ mãn nhãn rồi anh em, đã mãn nhãn anh em chưa? Mãn nhãn anh em chưa? Ở đây bình thường mình thấy có cái kẹo lạc hết rồi à? Đây là 173 rồi. Vừa mới nói chung 173 tụt xuống 163, sợ thật. Chị ơi, info chị là gì thế? Đấy. Hello Thiền Ngọc Toàn nhá. Hello Thiền Ngọc Toàn nhá. Hello Trương Quang, chào anh. Ê, chào anh. Thế mana rồi kìa, ui, đây về mua mấy bình mana chơi thôi. Lê Xuân Nghiệp. Hay đấy anh ạ, cảm ơn Lê Xuân Nghiệp. Cảm ơn Lê Xuân Nghiệp nhá. Lê tưởng Lê Xuân Nghiệp, chết bà luôn. Hả? Gì vậy? Ra vào trong nhóm khác. Cảm ơn bằng... Anh để màn hình ảnh sang bên comment được không? Nhìn vàng khó là sao? Nhìn số tiền này. Là sao? À, để cái này lùi ra đây một tí. Bạn muốn nhìn tiền ở đây. À ok. Ok chưa, ok la chưa. Info chị là gì thế, sao không trả lời em? À, Facebook của chị là về công việc nhiều hơn nên chị không cho được ấy. Thông cảm cho chị nha. Chị làm về bên bất động sản, chị quản lý vài cái bếp lớn lớn nên chị cũng không cho được. Facebook chị cũng ít lắm. Giống đọc miền Bắc mà ta, miền Bắc mà nhá, đọc miền Bắc nhá. Cách mới để câu view à đó. Mới gì mấy hôm nay, bao nhiêu hôm nay là livestream rồi. Mang niềm vui đến cho anh em mà cứ kêu câu view cho nó mất. Mà không đúng, đi. Câu view thì cũng đúng.
Làm cái ngành này chả có ai không câu view à? Sao không ai bảo là cách mới mà để gì nhỉ? Cách mới để mang niềm vui đến cho anh em nhỉ? Sao không hỏi như vậy nhỉ? Đùa mọi người tí thôi. Famu nên mới che tiền đó anh em. Trung thành. Ui, nó farm gấp đôi, gấp ba cái kia. Kêu là cái kêu là địt mẹ rồi farm thua. Khó hiểu nha, khó hiểu nha. Dương Hoàng Vương dạ ha ha, đùa thôi chị ạ. Không thật, mình cũng rất là muốn cho các bạn. Nhưng mà tại vì mình cũng quản lý mấy bếp của công ty. Công ty không cho mình như thế. Nên là mình không hay ấy, linh tinh lắm. Cảm ơn các bạn nha, cảm ơn các bạn đã quan tâm đến mình rất là nhiều. Chị đừng đánh con thằng gái. Thằng Rui lại ra ganh, thằng Rui lại ra ganh đúng không? Thằng Rui lại ra ganh đúng không? Nguyễn Thanh Tùng, chị đang đánh con gái hay trai? Nhưng sau Noma ok chứ, thì game này vẫn Noma mà anh em. Game sau là hết người rồi, game sau là anh em mình chơi danh vẫn được. Hoàng Văn Thái, con gái hay trai thế con mẹ. Game sau Noma anh ơi. Mày đợi anh đi đi, mày xem game mày xem cái mũ ra xua này, địt mẹ đùa mày. À hồi trước con phò là đi đánh con nét chưa? Con nét đi cầm Z đánh mình, nếu bắt được mình thì con kêu hết thằng này thằng khác anh chỉ kêu nearly cái anh mít thôi. Thằng Thanh này rất là bẩn tính luôn thề. Xin chào Thanh Tùng. Thanh Tùng là thằng nào? Ông Tùng Tùng à Tùng 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 mẹ. Nani, Hà Tây, Hà Lại. Tạp vãi chơi, vãi cả lần tạp đi. Thôi vậy. Nguyễn Thanh Tùng đúng kìa. Toàn mấy anh em quê mà, toàn mấy anh em quê thôi. Không em mấy anh em quê là địt mẹ mà được bé Thanh xe đâu phát ra anh em vào xem thôi. Địt mẹ. Em chào anh Hoàng Văn Thái kìa, như người quen, em nhớ không nhầm là người quen, rất người quen. U lại nữa rồi, địt mẹ cái gì vậy? U gớm thế, địt con mẹ. Anh nghe vậy. Ui. U gì nữa. Nhờ. Cháp cực mạnh. Ít con mẹ con phòi đâu rồi. Đây. Đứng xuống. Đánh luôn. Này quá, KS hay quá. Gì? Kỹ năng vãi lìn kêu KS sợ. Dạ, 1.000 mấy, 1.400 à? Ủa sao cái ma vu đắt thế nhở? Đùa chứ, mọi người ơi, mọi người ở đây nhá, đợi mình quay lại nhá. Anh là con gái cái xinh nhất Việt Nam ơi, ủi dồi ôi. Hello Văn Thái nhá. Dạ, xe nữa đây, cái tí nào, cảm ơn Tam Béo nhá. Kết nhầm Tam Béo, giết người đi đấy, giết người đây, cứ bình tĩnh nào, anh em cứ bình tĩnh. Cái gì? Ủa, mẹ mấy ông anh ấy. Chưa nói tôi mới lên nhá, nhà thêm vào cái thức ăn. Ăn từng. Ông xin loa này mẹ mày ha. Hello Linh Việt nhá, nhìn anh trông qua lại nghe sắc mặt. Hello Đoàn Tuấn nhá, hôm nay chúc mừng Đoàn Tuấn với view cực kỳ cao nha em, hôm nay là anh gãy rồi. Ok Quốc Cường nhá,
Hôm nay là anh có vẻ hơi gãy. À, không tin thì nếu mà phim anh nhìn hay quá. Giao điện đi anh em bây giờ thì... cầm đấm đánh như máu lồn vẽ. Ui dồi, đánh như này là được rồi, khổ quá. 101 mấy ông cũng chê mà địt mẹ fit thì mấy ông cũng chửi, mấy ông như nào vừa lòng mấy ông. Như nào vừa lòng mấy ông, ai dẫn anh em tới đây vậy? Hôm nay anh chỉ được hơn 200 mắt thôi em ạ. Hôm nay chỉ được 200 mắt thôi, xong rồi view chỉ vậy. Nó đều. Rồi, hello, phải rồi, phải rồi, phải rồi, phải rồi. Nói chung là anh hôm nay chỉ ở mức bình thường thôi em ạ. Chắc là hôm nay em là top bò rồi, chúc mừng em nhá. Có những cố gắng rất là vui, nhưng mà anh em mình đợt test cả thì ai thấy view cao thì anh em mình đều ủng hộ thôi. Làm kèo solo đi anh ạ, anh không thích solo nhá, anh không thích solo. Ai dẫn anh em tới đây vậy, nước nước hay thảo lao ly á? Nếu mà thảo lao ly với cả nước nước thì cùng công ty mình cả thôi mà. Mấy bạn ấy thấy mình chơi thì mấy bạn ấy sẽ giúp mình để ủng hộ mình thôi. Làm thấy không? Cuộc sống mà, thì cả mày fit cũng... Hello Mai Sĩ Sơn. Ôi. Fit cũng bị chê mà nhịp mẹ mày xanh cũng bị chửi. Mà đéo xanh đó fit cũng nhịp mẹ cũng bị mắng. Ôi anh em ơi, thấy highlight chưa? Anh em thấy highlight chưa? Anh em đã thấy highlight chưa? Nhìn lại đi nhá. Nhìn lại đi. Ô đi con mẹ. Má đi con mẹ. Anh đi sang hello Nguyễn Huy Khánh nhá, hello Mai Sĩ Sơn nhá. Mãi cả anh đi sang Thái Lan đi, anh chịu thôi, anh mệt lắm. Tầm mày không đi đâu hết, tầm ở nhà thôi. Không có sao tặng nó, chưa mình chưa được, anh chưa được setup sao nhá. Anh chưa setup sao. Khỏi chớ anh. Quái hăng quá, quái hăng quá, quái hăng quá, không sai em. Quái hăng đâu hăng. Rồi nhá. Làm thì cục máu đi, mình có máu thì mình chơi được. Quá là gọi là cú lừa thôi, quá là dọa. 1 buổi chiều êm đêm qua, lòng bỗng nhớ về một nơi xa, Hà Nội bình yên quá, nơi có những bản tình ca. Một Hà Nội đôi lúc có nắng, có mưa bất chợt. Ok, cảm ơn Trung Trung Dũng Vũ nhá, cảm ơn bạn rất là nhiều, nhưng mà mình không quan trọng gì đâu, các bạn ủng hộ thì mình vẫn vui mà. Các bạn chửi thì cũng thế thôi. Ui, cái áo gì thì phải lắm pa bên mình à? Ui, thì phải bên mình nếu có pa à?
Ủa mắt là đầu xem, cảm ơn Nguyên Black nhá. Sau đi bạn, ui bạn Nguyên Black vừa vào xem mà mình đánh ngu quá. Sau đi bạn. Ui đánh nhau như LCK nhá. Ok. Múa dẻo quá. Cảm ơn anh em nhá. Nhưng mà mình lần đầu mình chơi con này cũng không nhiều, chẳng qua là anh em mình comment bảo chơi chơi thôi, mình múa không biết múa đâu anh em ạ. Anh em đừng chửi nhá, anh em đừng chửi vào tội nghiệp, múa dẻo quá đi, múa xong chết mẹ rồi gì nữa. Lúc đầu mình múa còn dẻo dẻo thì tập này là nói chuyện với anh em thôi chứ thì phải quan trọng lắm. Anh em mình ai xem nói chuyện của mình thì tag bạn bè vào giúp mình nhá, tag bạn bè ủng hộ mình nhá. Ui mẹ, nói chuyện với anh em mệt quá thì thật sự luôn đấy. Ok, ôi thằng xin. À, thì mẹ mày học sinh thì phải nhận thầy giáo đúng rồi. Đó, để thầy, để anh. Bye. U thế này sao vào đây? Anh thấy không? Nhiều đồng đội mạng lên, đấy, nhìn trong KS liền. Ôi địt mẹ, cho mình lướt cái coi. Hello Tú Trần Minh nhá, hello nhá. Cho em đánh với OK Văn Thái nhá, cứ xe đi, game sau nữa chơi nhá. Game sau là anh có hẹn với bạn rồi, game sau nữa chơi nhá. Anh còn live hơn 2 tiếng nữa thôi, anh em cứ bình tĩnh nhá. Hello Tú Trần Minh nhá, hello Thắng Trần. Ôi, nhiều anh em comment luôn nhỉ. Ui cái gì đấy? Ui ba lồn lướt đúng được AC nó ulti ạ. À. Ôi trời ơi, đi mẹ cuộc sống. Ba lồn thật. Cái bạn về em anh ơi, ok em nhất em gửi cái bạn đi tí anh gửi nhá. Cái áo ở đâu chặt quá anh em ạ, vòng ngực 90 kiểu mẹ to quá anh em ạ, không chơi được. Ủa cái này thì đâu hết rồi. Hả? Hả? Thì đâu hết rồi. Thì đó thì sẽ giặt chưa rửa cho. Hello Châu Phát nhá. Anh giả gái làm chi vậy, anh xích cho anh giả gái thôi. Nếu mà giả gái cho anh em xem mà bây giờ đi mẹ anh em đừng tin trên mạng. Trên mạng đéo đúng đâu, anh em mình phải tỉnh vào. Ra ngoài thì chúng nó xinh ấy, thì mẹ nó make up hết đấy. Không mà anh em mình bây giờ đã vã quá hay như nào. Đi Trần Duy Hưng tí tụt mẹ quần là thấy có cái cu dày quẵng tầm 30 phân thì anh em mình đái ra quần luôn đấy. Mất tiền oan luôn anh em ạ. Em thấy không, bây giờ chứ, đang cấn, đang vã, đi đang xả stress cái áp lực công việc các thứ, đi Trần Duy Hưng xả stress nhẹ. Thế không, mình mẹ nhìn thấy con xinh ấy là xinh mà giá rẻ có 3 lít, rồi mẹ vào một phát tụt quần nó tiến một cái dây thùng luồng. Đó, nó xòe ra thì làm sao mà chơi được. Ăn được không á? Không. Đủ nít có gì đâu á, nhưng mà đéo biết đủ nít đâu, mà đủ nít mệt lắm, đủ nít nó không cảm giác em ạ. Đối với anh là đéo có cảm giác, anh không biết chơi đủ nít, anh chơi trực diện em ạ. Đánh trực diện lại đánh phủ đầu ấy rồi nha. Má nó lướt được kìa. Con chó à. Nhờ thằng mẹ em cũng có sở thích giống anh mà nó làm xấu hơn. Đấy mà mẹ đâu phải ai giả anh đẹp như anh đâu. Một phút ba nháy á, ui dồi ôi thì chết em ạ, thế là mất vợ đấy. Nhìn anh em tắt con mẹ nứng rồi thì có cảm giác sao được, thì mẹ phải thề. Nhìn mày anh mới gọi là tắt con mẹ nứng ấy thì...
kiểu đang đang ví dụ mà không có người yêu đang quay sắp ra lời bật ảnh chung thanh lên cái thì phải tắt 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 lẹ video thì phải đi ngủ luôn nhé. Chào em Mắm Long Xuyên, em đã quay lại. Ok đấy, ok, chào em nhà Dương Hoàng Vương nhá, Ninh Việt. Ui đi mẹ, ông này mình chào từ cái lúc mẹ ông ấy mới chào mình luôn mà ông kêu mình không chào lại chứ. Vừa quay chị mới hiểu. Hello Phong Nguyễn nhá. Yeah. Hello Linh Việt, ủa quá, anh chào em từ lúc đầu luôn rồi. Thằng lồn nó xanh quá nhở. Muốn làm. Ui, đi cái sông đá đi luôn đi cái. Anh em kim bó nhờ. Phong Nguyễn vô coi stream xong mới hết hồn. Ôi, múa thế mà địt con mẹ nó lợi. Ninh Việt, em chào mà anh béo chào lại. Sắc mà, địt mẹ ông mẹ ông mới cay hết ghê quá. Anh giả nhìn y chang gái luôn, cảm ơn Trần xuất sắc. Minh Tú à? Tú Trần Minh, xuất sắc. Ông Ly Si này địt mẹ mày, ông Ly Si này đúng là địt con mẹ mày, dạy học xong rồi dạy xong học đến nơi đến chốn. Học 2 tháng trời ở cái lớp của mình không học được cái gì hết thì là chỉ học KS thôi. Thầy lướt như thế vào đến đây rồi, mẹ ulti bùm gần chết rồi, cuối cùng đá mẹ mà ulti vã lộn thật. Hè luôn. Học hành thế đấy. Anh có vợ chưa? Ui người yêu chưa có vợ con gì em ơi. Ly nhà anh quy ngu nhưng KS được hay. Nó mẹ nó lên mắc đam này, nó út súp một phát thì chẳng chết. Nào, ăn con gái nào. Ăn. Nó tự em à. Các anh học cách ăn hoàng tộc. Bước 1 há mồm, bước 2 rút vào các bạn. Ăn ngay, sau. Nuốt. Ăn hoàng tộc vừa không mất son. Em chào thầy ba. Không, anh không phải thầy ba. Thầy ba là một cái tượng đài đấy, là anh múa này. Bây giờ lên múa tiếp bài, lên múa tiếp bài. Ủi, cần 3, cần 4 này. Ui, năm hẳn. Chạy gấp. Nói cái FB, à, FB2. Ôi, em ơi, ulti xịt rồi em ơi. Ôi, em ơi, ulti xịt rồi. Như vậy. Rồi, làm hết. Anh diễn tả nhìn ghê VL. Diễn tả thật mà, đấy là cảm xúc thật đấy. Tạm rồi nhỉ? Tạm rồi. Khó mà. Anh định giả gì cơ? Anh định giả làm lính xe ôm mà là sao? Anh định làm linh xe ôm mà. Không. Không cho xe ôm được. Xe ôm mà không cho được. Mọi người ơi, nhớ tặng ha ha với lại xe ủng hộ cho cái đi các bạn nha. Ok nha, ok là này. Mọi người xin mọi người phải share để cho bạn bè mọi người cùng vào tám cho vui chứ. Ai lại xem một mình thế? Ui, ông Akali mẹ mượn nick à? Ui, Akali level 13 đánh giờ. Ui, Akali đánh vào. Ui, Akali giờ. Ui, Akali. Trời ơi, vừa quả lướt hai like. Ui, ông này là con mẹ à, đúng là mượn nick rồi. Ông này mượn nick rồi, ông này là tạo nick lại rồi. Toàn thanh niên giả vờ này chết. Cảm ơn Linh Việt nhá, cảm ơn Linh Việt. Mà hôm nào anh cũng like nha anh em. Ủa, đúng rồi, ép mẹ rồi. Thanh ơi, in game nào. Nhanh mẹ lên, comment nào. Đồ mà cái đéo gì anh danh đây. Để anh SP cho em, game này xin phép anh em mà đánh riêng trung thanh một game nhá, xong rồi đánh tiếp anh em này. Còn 2 tiếng nữa cơ. Đánh cùng đi, Thanh cũng bảo là đánh thương mà. Đâu mình qua là hết mà. Đó, đây tên này nè. Mọi người ơi, nhớ share để chế độ công khai, sau đó comment in game để mời vào chơi cùng nha. Rồi anh em mình comment in game lại nào, in game lại nào. Rồi Thanh ngu đâu rồi? Thanh ngu in game là gì nhỉ? In game là gì Thanh? Full skill.
Ủa, sao ông inbox ở đấy được mà anh có thể thấy được? Đó nha. Nick em mà anh kết bạn. Ok ok nha. Em đánh với. Ok in game anh em ơi. In game in game in game in game. Nguyễn Đài nick em mà anh kết bạn đi và xem lịch sử đấu. Chắc là lúc anh bảo bạn đi mượn nick. Cảnh sát đồng chiều ấy rồi. Đi mẹ mày trốn rồi. Chia vậy thôi Nguyễn Đài ạ. Núp cái mà chơi rồi. Bắn nào cuối ổn đấy nhỉ. Ổn quá thành anh tắt mic nha. Ổn quá. Rồi, in game nữa nhỉ? Em muốn anh nữa. Ok, đi chợ với anh nói thì mình cũng khó khăn gì đâu, còn 2 slot nhá. Anh có play hả? Đúng rồi bạn ạ. Đúng rồi, ok, đợi em xíu coi như nào đây. Cục tạ 100 tấn à, đi mẹ vãi lột. Ok, một hết slot rồi nhá. Ok, ôi, em này chơi rồi mà. Đợi em nữa. Đâu, nhanh lên nào Vương Vương. Tên nick của em đâu Vương? Mọi người ơi, tặng cho cái đi một xe đi nào. Tụi view mất rồi, buồn quá đi nào. Ông mày chơi rồi, ông mày chơi rồi nhá. Ông nút cái là chơi rồi. Ông nút cái mà chơi xong rồi, chơi keyboard thế, chơi cho người khác chơi với nhá. Anh ông, em nút cái là em nút cái nhường cho bạn khác chơi một game nhá. Xong thì em đưa lại chơi tiếp nha, lúc cái nha. Không, bảo em 300 view là mới được xe cho đẹp. Ok, vì bạn ấy vừa vào, mà bạn vào đuổi bạn ra thì mình sẽ kết bạn với em đấy. Đâu nhỉ? Rồi. Lúc cái... Hình như bạn gửi cái bạn rồi sao ấy? Thêm bạn. Mình xóa này đi. Ok, kết bạn nhá. Ok. Tên em không mời được là như nào? Cùng bút cua gì á. Ui, con chị đợi một tí, đợi tí. Cục tạ 1.000 tấn sao lại này? Cục tạ 1.000 tấn. Ôi, ông đừng spam nữa. Đi tệ. Ok. Em cái nào là thằng nào đây, Ngô Minh Tiến em sau nhá. Ok, Nguyễn Tài okay, nhá, okay, hết game okay, cho em xong rồi lên nữa, ok nhá. Rồi em sầu đẹp dai, sầu gọi là sầu luôn. Đâu hà. Không, ông này là chưa, ông này là ông kia rồi, ông gì đấy? Ông Dương Hoàng Phong mà tên em không mời được nhá. Không mời được thì bạn phải kết bạn chứ. Ok, cho ông sầu đẹp dai cho đi. Ông này. Kết bạn rồi đó Tài ạ. Đó. Không được, số đẹp ra không được. Rồi, mấy ông có mời đi game nhanh nào, còn mời nào, khổ kéo quá. Xuống mới thấy. Em mời anh mời lại mấy người đó, ok. Không, em kết bạn luôn mấy anh này, trời ơi. Sao dặn... anh đấy kết bạn rồi? Không. Ừ, đây cái tên khó. Kết bạn. Đâu nhỉ, ok. Bây giờ đi kết bạn lại thì mệt á. AMZ rồi. Quá chiều luôn nhá. Quá chiều bạn Vương luôn á. Đáng ra là không ao như vậy nhưng mà chiều quá luôn rồi. Cục tạ 1.000 tấn à? Ừ. Cục tạ 1.000 tấn đâu nhỉ? Vui mấy ông này, mẹ thề luôn ấy. Đây này. Thôi. Ngày khác lại game sau nha, mọi người yên tâm. Còn hơn 2 tiếng để chơi với mọi người nữa mà. Ok mọi nha. Mọi người share cho lên mắt đi nào, ủng hộ cho Katie nè các bạn ơi. Bói quá, trời ơi. Thêm bạn em với em bạn rồi nhá. Xin mời Katie nha, game sau bạn ơi, game sau bạn nhá. Ui mệt quá anh em ơi. Mẹ mẹ anh em mình đánh này chết tôi rồi. Còn miếng cuối cùng. Cái trời ơi, thế mà cả 24 là cùng em bảo rồi. Nói chung là cũng phải được trên 5. Có gì em?
Không đi nào. À, gốc máu à. Mọi người ơi, share cho Katy, ủng hộ Katy nào các bạn ơi, để cho lên ít nhất nó phải được hơn 100 mắt chứ, để mình cùng tém chém gió nào. Anh bật lịch sử đầu em lên cho mọi người xem chơi, ha ha ha. À, lát nữa nha, Nguyễn Tài nha, lát nữa chơi cùng thì sẽ bật lên cho mọi người xem nha. Ô, sao rồi cái thằng Nguyễn Tài, Star Green thì thằng nào đấy? Nguyễn Tài bị trả phí bro cho cái nick của Nguyễn Tài nha, bằng cách là xem cái list này nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, chi nick em mới chơi thật mà. Ok Nguyễn, ok Tài nha, Hoàng Văn Thái. Mai mấy giờ anh líp? À, lịch clip của anh là từ 1:15 chiều đến là 1 giờ chiều đến 5 giờ chiều đấy em. 1 giờ chiều 5 giờ chiều anh em cũng đã đón xem nhé anh em nhá. Anh em mình hoặc là anh em mình nếu sợ không được bận ấy thì anh em mình ấn vào chuông thông báo này anh em. Ôi này đánh Để bấm rồi vào theo cả. dõi xong rồi ấn chuông thông báo Ô nha, để xong. ủng hộ Katy nha. À cả. Mẹ. Riêng V. À cả. Sao cover được cho cậu? SM được không anh Ninh Việt? Em À, lát nữa nha bạn. đéo có Chỉ chơi Lulu được được một lần đúng không chị? không ăn lồ thằng Thực lồ ra này là đi thằng lồ này nó đéo cầm hồi máu con chó chôn mình à. Hùng ơi, thực ra là nhiều người chơi quá thì sẽ ưu tiên mỗi người một lần. Còn nếu như mà trong trường hợp mà không ai muốn chơi cùng với KT thì mọi người có thể chơi nhiều lần cùng với KT cho vui cũng được nha. Bạn Em bị trận bây xe giờ chị make rồi, up, bây giờ chị tắt make up em thì ơi. anh tắt rồi ạ. Ok nha, cảm ơn Nguyễn Tài nhiều nha. Bạn gái anh ngồi kế bên Bây giờ là à, bây giờ như ông này đúng nhá, không? bây giờ như này. Xem nào. Bây giờ nếu mà anh em nào tang được 5 người bạn mà gọi là người bạn chơi liên minh của mình vào đây để mấy bạn xem tăng view mà hiện tăng view luôn ấy thì mình sẽ mời riêng mấy bạn đấy đánh 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 danh động nha, không bạn khác là bị tụt sau nhá anh em nhá. Để mẹ em thấy anh chỉnh hiên rồi lại. Ê mẹ mày cầm bên rồi mày phải cầm hia chứ. Đủ má thề luôn không sao anh chết được mày sống đi. Anh em nhá, anh em mình nhớ là tăng 5 người bạn bè của mình vào để tăng view thì mình sẽ ưu tiên các bạn đấy là đánh cùng mình luôn nhá, không cần biết như nào, không cần biết là hôm nay đánh chưa đánh rồi hay như nào ấy. Cứ tăng 5 người bạn vào là mời luôn, không còn nhiều nốt luôn nhá. Nốt luôn tên luôn. Cứ tăng 5 bạn vào nha anh em nhá, tăng 5 bạn đi. Anh danh gì vậy nhá? Danh đơn đôi là danh gần vàng, còn danh đậu là sách, danh danh sắt gì vậy? Không nhớ lắm. Mai cho em đánh với, em bận rồi. Bye anh, mai gặp lại anh sau nhé. Ok Văn Thái, cảm ơn Văn Thái đã share nhá. Hello Luân Phạm nhá. U giấy FBI nhá. Phong Nguyễn ơi, mình không thích anh dụ u giấy F, đau đầu lắm, nó nhanh quá mình không thích. Thế thì kiểu mình là con trai mà ông, mình thích cái gì đó bền bỉ không hiểu không? Đừng nhanh quá không thích lắm. Đấy. Em mới giờ 4, em mời rồi 4 người đang xem mà nick em vào 11 sao, còn nick chính thì sao? Thì sao anh chung được vì Thế danh Nick, anh hỏi thật là Nick chính em đang gì em mới show ra. Nick gì anh cũng chơi được với em, kể cả em thách đấu luôn anh cũng đánh được với em. Nick thách đấu gì có, em bạn danh bè thách em đấu và em có bạn nhá, nhầy danh cao thủ có, danh thách đấu có, kim cương có, bạch kim có, mà danh sắt anh thì hơi khó thôi. nick chính cô gái 1m65 của chị là danh gì nhỉ? Bạch Kim đúng Kim không? Bạch Kim Long à? Nick ở trước Chào là có một hùng. nick cao thủ, một nick thách đấu có mượn được, mượn nói chung là không có mà mượn được. Nhưng ông Nguyễn Tài yên tâm, em chỉ cần đóng bạn vào đây thôi là tất cả anh lo hết. Em thích danh gì anh cũng chơi được với em, không phải sợ. Giúp đường em, giúp đường đi cảnh sát. Chị đánh mãi không qua được cái Sao chữ không đánh danh Bạch Catalin? Kim nên là lập một cái nick mới. Catalin cảnh sát trưởng. Chế mất xe đi mẹ con lợn. Candy, mày hay ho đi gì mà phải đánh chung với mày? Trời Candy ơi. đi. Ơ mà ông không đánh thì thôi, tôi không cấm. Còn mấy ông kia thì đánh với tôi, ông mới vẫn đánh mà có gì đâu, quan trọng gì. Chơi này Người có ta bạn bảo Mỹ là Linh chơi á. game là giải Cái này trí anh thì cũng đánh chơi được cùng mấy với năm người rồi yêu mà chứ anh không thấy là phải nó cũng là khó phải lắm hay đâu. ho với đánh cùng đâu bạn. Cứ vui thì mình đánh thôi, chơi game giải trí mà bạn. Anh thấy nó không khó lắm đâu em ơi, không khó lắm đâu nhá. Câu hỏi của bạn mới là khó trả lời á. Nên em đi chơi cái này khó không anh? Mai Linh cao, mi Linh cao, Mỹ Linh cao. Anh bên đây chào chị nhé. Ok Văn Đạt nhé, chào Văn Đạt nha Đánh cái này cũng không khó đâu bạn ạ. Vui. thằng lớp lang quá rồi. À, anh về đây. Phạm Hương kìa. Chào cũ kìa. Hello Phạm, hello Phạm Hương nhá. Túi Trần Minh trận sau chơi dép nha anh.
Xong chưa? Hồi máu rồi, yeah. Ủa, thấy không? Dạ, chuồng support em ơi, nó làm ở đấy. Chứ ở đâu nữa? Mọi người đừng gắt về việc chơi hay không hay, cứ vui là được mà. Mọi người đang xem để giải trí mà đúng không? À, lên anh mít này, anh mít này. À. Cuộc sống ngoài kia đã quá là khó khăn rồi, mọi người vào đây làm gì cho à, mọi người vào đây nói khó khăn làm gì cho nó buồn thêm. Phong Vũ khá, cảm ơn Phong Vũ nha. Hoàng Kỳ Anh chơi game giải trí mà thằng Candy cứ chỉ dái là thế nào. Cảm ơn Hoàng Kỳ Anh nha. Không sao cả, các bạn có quyền mà, nhưng mà bọn mình cũng có quyền mà đúng không, đâu nhất thiết là phải ấy đâu. Mọi người ủng hộ thì cảm ơn mọi người không ủng hộ thì cũng không ép mọi người được mà. Vô thật. Em chơi game này hay cũng xúc lắm. Không sao các bạn ạ. Mình vào mình giải trí mà mình thích như nào thì. Nó Phạm Hương nhá. Ủ đấy anh em mình cứ tăng view là ngon rồi. Đấy, cần gì nhiều đâu, chỉ cần mấy anh em share cho mình mấy cái là mình nhận lên view mà. Đấy, anh em mà nói chuyện mình cho vui thôi. Hết game cho xin một số lượt nhé, điều kiện là em đủ các mẹ rồi. Được. Ok, điều kiện. Thực ra là không phải là ra điều kiện đâu các bạn ạ. Đấy là mình chỉ ưu tiên thôi, kể cả các bạn không xe không ấy nhưng mà vẫn mời đấy rồi đây, thậm chí bạn kia còn mẹ còn chưa xe chưa gì vừa vào cái là mẹ bắt mình sang phòng bạn ấy mà mời 4 người lại mất bao thời gian đấy, mình vẫn sang mà. Nhưng mà các bạn phải hiểu là bọn mình không chờ được các bạn lâu nên là cứ ra mà thấy in game của ai là bọn mình mời thôi. Bởi vì Facebook người ta không cho mình để ấy lâu ấy. Không được hàng chờ lâu quá ấy, thế nên là bọn mình ưu tiên thế thôi. Như các bạn xem các bạn cũng không muốn chờ đúng không? Thế nên là bọn mình mới ưu tiên vậy thôi chứ không nhất thiết là điều kiện đâu. Vì bọn mình với cái tiêu chí là giải trí thôi mà, cứ vui là được. Mọi người thấy vui là đủ. Gái hay trai vậy? Toán văn đoán xem gái hay trai nào. Sao để đã còn tí máu kìa. Ngu quá. À, anh lại bắt em được không? Ui, mù mắt đi thôi. Anh em xe tặng bạn bé nào à? Cảm ơn Vũ Dũng nha, anh mượn đồ chị à? Ừ, mượn ấy, không mua đấy, mua. Có đồ thì mượn, có đồ thì phải mua đấy, tại vì cỡ size của anh hơi lớn. Chị cao có 1m6 mấy à? 1m67 thôi. À, nặng 49 cân. Vòng tôi copy cái in game này chờ nát cả mông. Cái lúc mà mời ông có comment đâu đấy, lúc mà vừa mời xong mà ông lại vào, mẹ ông phải chủ động lên chứ, mẹ anh em phải vì nhau chứ, anh hiểu bị động thế. Trai đó mấy trai. hello Lâm Ngô nhá, hello anh em. Đồng B xinh hơn ấy, xinh hơn B ấy, bạn ạ, xinh hơn BD á. Rất tinh tế nhưng số bạn quá đẹp. Đây lùi lại làm gì? Bình tĩnh cho AD fan tí. Phong Vũ thấy xinh không? Xinh thì cho một xe nha. Một xe ủng hộ. Ui, thế thế thì sao rồi. Hay quá. Phải không? Cú lửa không? Anh em thấy cú lửa không? Bảo anh em đừng bảo tôi không máy support được. Support hơi đỉnh đấy. Đấy hiểu không? Mọi người ơi, xe và tăng bạn bè mạnh lên nào để ủng hộ cho cái TV lại trên Nick nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thế không? Anh em thấy gì không? Địt mẹ mày, đỉnh chưa em? Nứng chưa? Anh em mới nứng chưa? Thì có mẹ kéo nứng thái hột. Đâu à? Bốn không không bốn. Cuộc sống toàn là cú lừa đó anh em à. Hùng. Ok chị Phong Nguyên, anh giả gái cũng là cú lừa. Em hiểu không? Bây giờ ông ra ngoài đừng tin kiểu con gái make up xinh này nọ, chưa chắc là bỏ lớp make up ra đã xinh đâu.
Ở nhà nếu mà FaceTime ấy, tao bảo đi mày đi rửa mặt đi mà nói chuyện với tao đấy, thế nó nhanh chắc củ. Mấy ông ra ngoài đường thấy con xinh chưa chắc nó là con trai đâu, dẫn nó vào nhà nghỉ xong tí này 1 phát 20 phân thì mệt lắm, thì mệt. Nó tắt vào đâu cơ? Đi vào trong rừng ăn kia, rừng rừng rừng. Cứu rừng. Vén lên. Hay quá, ui ven cắt. Khá quá nhỉ. Mắc bút mà giờ bút bắn khét thế nhỉ. Nướng vãi lờ chứ không phải là nướng bình thường. Đào Phương Trình, hello Đào Phương Trình, xe ủng hộ Katy nha. Mọi người ơi, lên 136 mắt rồi, xe cho lên 200 mắt cho nó hứng khởi đi nào, đánh cho nó đúng có rồi hứng đúng rồi nào. em ơi, quay lại comeback anh em đây nào anh em ơi. Đánh nướng thế này thì mẹ làm Góc sao mà phố chơi được. này nơi mình quen nhau, Mẹ đánh ghê quá. có những chiều mưa rơi Bây giờ nhá, bây giờ ưu là anh em này thì mẹ đừng bảo là tôi không đánh support anh em nhá, đánh ôn lên luôn, ôn con nào cũng hay, bỏ con nào cũng hay luôn mà anh em đéo tin. Vừa ấy bảo là 700 mắt bỏ 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 cái tóc rồi nhưng mà anh em muốn 700 mắt đâu, cứ 700 mắt bỏ kính nhá. À bỏ làm gì? Bỏ tóc nhá. Còn bao yêu thương nơi góc phố bóng ai xa. Đây là Phương Trinh nhá. Trai gái phải 25 bạn đoán xem bạn. Là bờ vai, là mộng. Không 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 dám lên, sợ nó dè ra các bạn. Bỏ tóc ra xinh gái lắm. Nguyễn Tuấn Sơn. Chắc thế bạn ạ. Hà Văn Long, trai hay gái vậy? Đoán xem Hà Văn Long ơi. Phong Nguyễn Anh cũng là học trò của thầy ba hả? Sao đứng quá vậy? Không không không, anh không liên quan đến thầy ba cả, anh không liên quan đến thầy ba luôn thề, anh không liên quan gì. Cho em xem mặt anh đi, Hoàng Văn Thái. Đây mặt anh đây, mặt đây đấy. Ôi, Anh anh là là gay à? gay. Không, gay gì thẳng vãi lồn đi mẹ mày, 20 cm vãi lồn đấy. Như này mà ông anh em đều gay được mẹ, tài thật chứ. Còn lại anh còn bao yêu thương. Thì mẹ hơi sàn lồn này em, mẹ hơi sàn lồn này em. Chị Mích chắc phải cho đi thi giọng hát Việt thôi, bài hát tệ lắm. BDD không 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 nhá, không nhá, mặt anh xinh thế cảm ơn em nhé, Phong Nguyễn nhá, anh là Nam nhá. Ok. À. Mẫu mực không, mẫu mực không, mẫu mực không, mẫu hợp không, chưa đi sửa lại mũi á, đi pet thêm mũi thế này mà mấy anh em bảo phải sửa mẹ, mũi cao thế này chúng nó mẹ mất tiền đi sửa giống mũi tôi mà tôi phải đi phẫu thuật à, thế anh ngáo quá. Ui về phút thứ 9 nó cuồng đao anh ấy đồn mẹ gì nữa. Rồi 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 rồi. Còn lại anh còn bao yêu thương nơi góc phố bóng ai xa dần. Đấy. Mày ngu quá khôn. Chưa làm sao á, chị make up ra mặt đi chưa? Em có 5 cm để lớn này. Hồi anh 17 tuổi thì anh có 5 cm thôi, nhưng mà khi anh 20 tuổi nó lên 20 cm đấy. Tại sao? Tại vì lúc ấy nó biết cứng rồi, biết Lông nứng rồi, Ngô. biết nứng rồi. Lông Ngô tiếng nói này của hot boy mà. Cảm ơn Lông Ngô. Phong Nguyễn, em cũng định giả gái nhưng mà em đen quá. Nguyễn Văn Đạt, em có 5 cm làm sao để lớn đây? Này em 17 tuổi rồi. Chị make up ra mặt đi, chị không ra được.
Lâm Ngô Thái chưa được tặng sao nhỉ? Lâm Ngô chắc chắn là hot boy rồi. Cảm ơn Lâm Ngô. Cảm ơn Thái ơi, chúng ta cứ biết này, nếu mà mở tặng sao là mở được rồi. Nhưng hiện tại thì chưa muốn mở bởi vì phải qua cái điều kiện của Facebook đã. Bởi vì muốn làm đối tác của Facebook luôn chứ không phải là theo từng bước nữa, nên là qua cái điều kiện để bắt Facebook đã mà. Cảm ơn Lâm Ngô nha, Lâm Ngô hãy tặng cho Kai Ti một xe nha Lâm Ngô nha. Quát 108 giờ xanh ha. Khi nào được tặng sao thế? Tức là bây giờ mình muốn được tặng sao thì mình mở cái điều kiện tặng sao là được rồi. Nhưng mà bây giờ muốn qua bác Facebook ấy thì lúc ấy mở luôn một thẻ. Tức là được Facebook hỗ trợ nhiều cái hơn nữa thì mình mở một thẻ thôi, chứ bây giờ mà mở không ra thì cũng chả làm gì cả. Kiểu khi mà mình đã bác qua Facebook thì mình sẽ được nhiều nhiều sao free hơn để mọi người tặng cho cái đi ấy. Còn nếu bây giờ mở không thì mọi người phải mua sao. Ôi, anh nào ghê. Mọi người phải mua sao ấy thì mới tặng được. Chết. Ui, kéo quả hack não à, nhà. Gì rồi? Úi xời. Mũi to giống Quang Thắng. Bái à, mũi to, mũi này mấy ông kia mũi to à? Còn lâu mới giống Quang Thắng. Được cái mũi khá là cao. Lượt view đang tăng thì anh. Cảm ơn Tú Trần Minh nha. Mọi người ủng hộ như này chắc chắn view sẽ cao rồi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đó, lúc đầu nó cũng lên khoảng 350. Nhưng mà chắc chắn là không ai có thể xem mình từ đầu đến cuối được. Vậy mình clip 4 tiếng mà. Mọi người vào được lúc nào là vui lúc đấy rồi. Người có những công việc khác thì làm sao mà ngồi đây mãi được, đúng không? Còn những ai rảnh thì vào đây chém gió cho vui thôi. Bởi vì có nhiều người bận nhưng mà cũng có nhiều người rảnh, đúng không? Không rảnh lúc nào thì mình rảnh lúc kia. Ui, ông này chắc ghê vậy. Vậy anh ok Phong Nguyễn nha, cảm ơn Phong Nguyễn. Lâm Ngô, anh nay 34 tuổi rồi em ơi. Thế phải gọi là anh Lâm Ngô. Cảm ơn anh Lâm Ngô đã dành thời gian ủng hộ cho KD nha. Chắc chắn là tụi em là ủng hộ anh rồi. Cảm ơn anh rất là nhiều. Rảnh thì anh lại vào ủng hộ cho KD nhanh nha. Cảm ơn anh Lâm Ngô ạ. Xem em hết nè. Em xem hết nè, cảm ơn Vũ Dũng nha. Anh nhé, em ra chơi pop. Ok, ok, Nguyễn Thiên Sơn, để mời em nhá. Rảnh thì lại quay lại với like của KT nhá. Thế, có đúng. Ừ. Đi, 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 đi. Đây. Mấy khi có game dễ để gào phím đó. Trời ơi, đôi khi là phải đi mẹ phải câu view cách chửi các bạn này, bạn vào đây chửi cho. Vào chửi cho vui. Anh bạn nhìn giống con gái thế, xinh hơn con gái thật luôn, đúng mà. Kể cả Hương Giang Idol, hoa hậu Hương Giang ấy, chưa chắc đã xinh bằng ấy. Thôi người ơi, thôi đừng phóng gì khiến cho lòng này đau đớn. Xin anh em nha. Thôi đừng bấm xuống nước nghe đau đầu à. Mọi người đang nói chuyện với anh rất là nhiều kìa. Thế em chưa bao giờ thích xem mấy người clip mà xem anh muốn xem mãi clip thôi. Hoàng Văn Thái. Cảm ơn Hoàng Văn Thái nha. Vui là đủ đúng không nào Thái ơi? Đờ mờ nãy không cho em chơi không em hành con mẹ nó rồi. Ghê ghê nha. Trận sau nha Nguyễn Tài nha. Sao không thấy hình em? Sao không thấy hình em? Có chứ nhỉ anh ạ? Vẫn có cam mà. Bét kéo phím là đây. Nhỉ không? Đôi khi là đi mẹ phải
kiểu hết cách câu view bây giờ phải đi chửi nhau với các bạn để các bạn vào xem mình chửi nhau mình trực tiếp trên livestream nhá. Trường Sinora. Sinora, trường Sinora. Ừ đúng rồi, anh bạn nói điệu điệu tí thêm 500k quyết nữa thì easy. Bao giờ có cái phần mềm mà chỉnh giọng ấy thì đúng là tán đổ bao nhiêu anh luôn. Em nói chuyện dễ thương quá, cảm ơn anh Lâm Ngô nha. Hương Giang Idol gái có cu nhé. Người ta đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi, làm giò làm gì có cu nữa. Người ta sang Thái phẫu thuật rồi, cắt bỏ hết rồi. Nói giọng nữ nhiều vô anh. Thì à, em Đạt đang có tâm nguyện muốn anh nói giọng nữ. Xin chào anh Văn Đạt nhá. Hello, chào cậu. Cứ hết game mời em in game là lúc cái thằng nào của em cắt cu. Tối lại làm cuốc. Đấy, bây giờ chơi xong hết clip là lại tối lại ra Trần Duy Hưng ấy. Kiếm thêm. Một phẩy một trăm bình luận. Nhớ. Một anh em ơi, thằng Eco chửi ghê quá. Đi phải đi anh em vào spam chết con mẹ đi nha anh em nhá. Link là thằng trường lãng tử PR nha anh em chụp màn hình. Xin tìm nhá, xin tìm nhá. Tuột view rồi kìa anh. Nó cứ lên lên xuống số như vậy đó. Trường Sinora vãi cất giống vãi cất quỷ hà. Hoàng Văn Thái. Rồng đi anh. Ok đi mẹ bố mày sau game một post link cho mày em vào đi con mẹ mày và anh em chửi chết mẹ anh nhá. Anh em ơi tí lại lại vào cho biết nhá. Lâm Ngô anh sẽ cho em thật nhiều like. Ok cảm ơn anh Lâm Ngô nhá. Anh có thể bấm để em ok ok nhá ok. Hello anh em là người mới. Hết game ra. Xin chào tí đô nha. Cảm ơn bạn đã đến với stream của mẹ mày. Đừng chạy nha. Đâu rồi, lấy gì? Bây giờ lấy gì nhỉ? Hiếu Phạm, em quay lại rồi đây thầy. Ok, okay. Bây giờ bot link được mấy con for này từ từ. Bot link nha, bot link, bot link. Việt Thái chào em đi kìa, chào bằng giọng nữ bạn Việt Thái này. Hello, hello Việt Thái nhá. Hi, chào cậu. Ok, là từ từ anh em chuẩn bị, anh em chuẩn bị nhá, anh em chuẩn bị nhá. Đây, không làm tốc độ nhanh nhất có thể luôn. Ngọc Linh Trần chào em ạ, hello. Em người mới. Hello, Trần Ngọc Linh nhá. Nào, 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 vào đây. Ui, đã được dành cho luôn, ui sợ nhờ, đi phải kết bạn luôn. Thế bạn ơi, đi phải con phò này. Thôi. Không, 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 phải cho con phò này ăn chửi trên livestream nó mới dơ được. Đâu, 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 đâu. Đâu rồi, kết bạn đi thằng ai, kết bạn đi. Anh xài bàn phím cơ à, giả cơ bạn nha. Sao, kết bạn. Thua cây cú, Hoàng Thái thua đâu cây cú. Mọi người ơi, xe cho Katy đi, tụt view rồi, buồn quá à. Ui, để nó vào luôn à. Ui, con phò này. Tí đâu hello, con phò này may nhớ, nếu nó vào nhớ không thì... Việt Thái à ha, xin chào Việt Thái nha. Bắt đền thầy hôm qua làm em... Bằng tốt vãi lồn, ui, xúc bắt hay vãi lìn ấy. Anh xài bàn phím cơ, ừ anh xài bàn phím cơ nhá. Con phò này mẹ không dám, không dám được. Ui, con ấy gái sao con ra, con không dám cả ấy luôn. Các bạn nó không dám đồng ý luôn kìa. À, các bạn nghe mà, các bạn này. Các bạn này. Nè, các bạn nhá. Đâu nhờ. Đợi đi, mẹ mày xin một lần bạn đồng ý kết bạn thôi, xin một lần thôi. Thôi, vô trận mới. Đâu, 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 đâu. Vẫn như ngày đó. Đánh ngu vậy chó. Xuân Thanh vào được không? Xuân Thanh vào được không nhỉ? Có chơi không em? Có chơi không em? Ok nhá, tiếp tục trận. Bây giờ anh em thích đánh con gì nào? Nhiều là em chơi với game sau em nữa, game sau. Game sau cho tí đô nha. Nè. Mất rồi. Rồi. Rồi đi nè. Con gì em. Mọi người ơi, ai chưa xem và chưa tăng bạn bè thì có thể xem và tăng bạn bè để ủng hộ cho Katy nha. Một tiếng rưỡi nữa. Được khoảng 35. Thế ISP, thế ISP cho mình đây. Mọi người nhá, ủng hộ cho Katy cùng với chị make up nhá, để hôm sau mình có động lực make up đẹp hơn cho Katy cho mọi người ngắm nha. Nay ít người coi thế nhỉ. Thực ra là
cái lúc cao nhất nó rơi vào khoảng gần 400 người xem. Thì dần dần mọi người bận thì mọi người sẽ đi ấy. Với lại thứ hai nữa là mọi người không có xe cho Katy thì làm sao mà nhiều mắt được. Rồi. Nhường nhau tí đi. Em, cứ... em nhìn anh mà em say quá. Cảm ơn Tí Đô nha. Có chơi liên quân không em? Katy thì chơi liên quân gà lắm nhưng mà em make up thì em chơi rất là giỏi. Mỗi tội là em xóa mất rồi tại vì công việc nên là nó máy nó hơi nặng nên em xóa đi mất rồi. Chứ em mà chơi liên quân em đánh cái con gì dễ dễ nhỉ? Con gì nhỉ? Vahen, Vahen. Ừ, con Vahen. Em rất được hay được cái con Vahen đấy được MVP và hầu như đa số là gánh team. Kiểu đánh cùng với mấy anh ở công ty vui vui ấy, thì ở công ty chỉ có duy nhất một anh là đánh hay hơn em thôi. Còn mà lại cứ... là em gánh team hết ạ. Yeah, yeah. Yeah. Ok, anh không nhận kéo tay nha em, anh không nhận kéo tay nhá. Không nhận kéo tay nha em. Con phỏ này nó không dám... Tí Đô, em ghét liên quân VL. Thực ra là... Mỗi cái, mỗi trò một cái hay của người ta. Em ghét nhưng mà người ta thích. Mình không nên áp đặt cái ghét thích của mình vào cái game mà người khác thích chơi, em hiểu không? Đấy, nhưng mình... mà theo cảm nhận riêng của chị thì chị thấy rằng là trước đây chị chơi liên quân ấy. À trước đây là chị chơi liên minh, sau mới đến liên quân. Thế nên là khi mình đã thích chơi liên minh rồi sang liên quân thì cảm thấy nó nhạt hơn một tí. Nhưng mà được cái nó tiện hơn. Katy chơi những gì vậy á? Ờ thì mình chơi được liên minh thôi, còn cái khác cũng biết chơi nhưng mà không chơi, không chơi. Anh à. Nào. Ngọc không. Ngọc anh à. Hiểu đi em. Bút được, bút được, bút được. Ok, đi đâu nha. Mọi người ơi, có thể tăng bạn bè hoặc là xe đi em, công khai để ủng hộ cho Katy nha. Công đi, công đi. Hiếu Phạm ơi, liên quân chị đánh trong vòng, chị lập nick mới luôn và học đánh luôn, tức là chưa đánh bao giờ luôn ấy. Hình như một tuần là chị... Nghĩ có 2 ngày, có 3 ngày là lên bạch kim rồi. Ừ, hình như là đấy là 3 ngày thì 3 hay 4 ngày chị không nhớ lắm. Tức là chị đánh thường với lại đánh đến khi nào đủ để mua cái số tướng mới được tặng tướng ấy. Và chị rất là chăm chỉ, ngày nào cũng vào để mở ra để Hello Ngọc Ngọc nhá. Hello anh, Ngọc Ngọc quen mình như sao mà anh à như nào đấy. Ô, chị thấy nó chơi dễ hơn của liên minh ấy, thế nên là chị Hello, Ngọc Ngọc nha. Rồi xong rồi, game này lại win rồi. Game này là thì mà đúng tí nó chat ôn tiếp theo. Bây giờ anh em hiểu không? Khi mà mình đã view nó thấp thấp như này vào chat ôn tin bạn, bot link để các bạn vào xem rồi chưa? Kiểu luôn. Gì đấy? Thật mà. Chị chơi xong chị còn xóa đi không? Chị còn tải lại. Tức là chị đi làm ấy, các anh công ty rủ chị chơi để lập team ấy. Xong chị bắt đầu chị mới tải lại chơi. Sau khi tải lại chơi thì chị đứng thứ hai của công ty, tức là công ty chỉ có một mình một anh là đánh hay hơn chị, còn lại là đánh gà hơn chị nhiều. Ai cũng bất ngờ với khả năng đánh liên quân của chị. Ủa, bị sao đây? Ủa sao rồi? Kệ, cái đấy. Nói lại. Nhưng mà hết ra đi. Chúng thành nhất đi phải tắt block mấy giờ. Tôi không biết sửa công đâu anh em. ok nhá, này ghi bình luận của công Trung Thanh nhá. Ghi bình luận Trung Thanh, đâu nhỉ? Ok. Để replay anh á, ok. Úi dồi ôi. Công mau cuốn con, một skin này mình cũng rất thích. Nhưng mà mình đéo chơi bao giờ. Một tam kèn. Về nó tam kèn à? Mọi người ơi, xe cho lên hơn 100 mắt đi cho nó hứng khởi đánh nào. Người lạ ơi, xe giúp tôi mượn một xe. Tựa đầu gục ngã vì mỏi mệt quá. Người lạ ơi. Hello Long Nguyễn nhá. Tại sao chúng mình không nhận ra nhau sớm hơn? Nào, nói chuyện nhẹ nhàng cho các bạn nghe nào. Các bạn đỡ sốc một tí. Mấy anh em ơi, mấy em xe giúp mình nhá, mình đang bị đứng ấy, nhưng mà mình phải cố nói với anh em ạ, mình đang đứng. Anh em vẫn đứng chưa? Các mà cuốn con. Tiếng sửa. Danh sách người chơi đã đầy, không thể gửi lời mời anh buồn quá. Ok, tí sửa nhá, hỏi nhá. Tại sao chúng mình không nhận ra nhau sớm hơn để anh có thể mạnh mẽ đến gần em và thì thầm lời hứa
anh sẽ không phải không chẳng như hôm nay, chỉ biết im lặng thôi. Từ giây phút đầu em nở nụ cười rất tươi. Mọi người ơi, xe mạnh lên nào. Anh vẫn không hạnh phúc chút nào. Ông có thể xe hoặc là tăng vợ anh biết người ở bên cạnh em. Nếu mà mình thỉnh thoảng mình cũng có chơi liên minh ấy, thì mình nick của mình là cô gái 1m65 hoặc là girl Temo. Mọi người có thể kết bạn để rảnh rảnh thì mình cùng chơi nha. Lát cho đánh chung với bạn ơi, 6 zin. Okay. Ok ạ. Ok, zinic là 100 à? 100 à? 100 à? 100 à? Anh 6 zin nhớ chia sẻ clip để ủng hộ cho KT anh nha. Cảm ơn anh rất là nhiều. Hát thấy ghê quá em ơi. Hay mà. Hôm qua em xem anh rồi mà em tưởng là con gái thật mà hôm nay mới biết con trai. Hoàng Văn Thái. Mọi người ơi, lên 93 like, à 93 mắt rồi nhỉ? Lại xuống nhỉ? Mọi người cố gắng cho lên hơn 100 mắt cho hứng khởi để chém gió mọi người nè. Sao không chơi Z hả anh? Quên đó. Cô gái 1m65, đúng rồi tí thôi. 1m65 ghi liền nhau luôn. Cô gái thì biết có dấu, còn 1m65... 1,7 triệu thông thạo thôi, 6 zin. Ghê nha. Em xem nhóm rồi nhé, cảm ơn Ngọc Linh Trần nha. Tí đô như vậy hả chị? Đúng rồi đó. Có dấu nha. Ui em ơi. Mất to. Máy này chết anh rồi, vừa máu quần kìa. Thôi ba anh nhé. Ok, ba từ Trần Minh nha, giải lại vô nha. Hơn 100 mắt rồi, cảm ơn mọi người nhiều nha. Cảm ơn từ Trần Minh nhá, yêu anh. Em xem rồi nhá, ok nhá, Ngọc Linh ơi, cố xe công khai giúp anh nhá. Đừng xem để một mình tôi với bạn bè nhá, Ngọc Linh ơi. Cảm ơn nhá. Mọi người, cảm ơn mọi người, may là dù đã muộn rồi, đã gần 3 tiếng rồi, nhưng mọi người, bằng mấy tiếng nhỉ? Gần 3 tiếng. Ừ. Dù gần 3 tiếng nhưng mọi người vẫn rất là nhiệt tình ấy. Thế là mình cũng rất là hào hứng, bây giờ mới được 2 tiếng 44 phút thôi. Đỡ là tầm nhiều thời gian. Còn 1 tiếng 15 phút nữa mới. Thế giới toàn giả rồi. Đúng rồi, đừng tin ai hết ngoài bản thân nhá. Đừng tin ai hết ngoài bố mẹ mình. Đấy. 316 thông thạo đúng không chị? Đúng rồi, thông thạo Niali đấy em. Ok. Đang hỏi nick của em mà cô gái em. Thế em là thông thạo Niali. Không để ý lắm cái thông thạo, cũng không để ý level luôn. Nhưng mà nhớ không nhầm cái nick đấy là Bạch Kim 5 thì phải. 4 đấy. Lâu chị không đánh nick đấy rồi, tại vì chị lập cái nick mới để đánh. Vì ở mãi cái danh Bạch Kim chán nên là chị đánh cũng không hay lắm đâu, nhưng mà chị SV thì còn tạm tạm chứ còn đánh mấy cái kia thì nói chung là tùy trận, tùy cảm xúc nữa. Thông thạo demo đúng rồi, chị hay đánh demo là chuẩn, đánh thường chị toàn đánh demo thôi. Cắm vô cái mắt trong bụi kìa. Hay quá. Đúng rồi, có Nidale nữa. Nidale thì thường bạn KT bạn đánh nhiều hơn, chị đa số chị đánh demo nhiều. Quả này mà kéo nhở, thì xong luôn. Ven thì cứ nhảy thẳng mặt rồi. Cảm ơn 94 người đang theo dõi live của KT nha. Thực ra là mình chỉ là một người stylist của KT thôi, nhưng mà thấy mọi người ủng hộ nhiều này mình cũng rất là vui. Cảm ơn mọi người. FP hay vẫn nổi. Không sao cả bạn ạ, mọi người ủng hộ vậy là tốt lắm rồi. Em gửi kết bạn rồi chị nhá. Ok tí đô nha. Lúc nào chị vô thì chị sẽ ok đến cái tầm này mọi người giữ này là ok rồi, mọi người giữ mình là ok rồi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nhá. Cái lúc cao nhất là gần 400 người, mọi người đã ủng hộ. Thực ra là mọi người cũng có công việc riêng của mọi người nên là đến tầm này vẫn có 100 người xem là rất là vui rồi. Kể cả có 20 người hoặc 10 người xem thôi cũng vẫn liếc cho mọi người mà. Đấy, đợi AD về xong. Càng nhiều càng vui đúng không các bạn? Đúng rồi. Ở đây thì có một vài bạn cứ thắc mắc là sao đánh cái danh thấp. Thực ra là KT có danh cao đấy nhưng mà
khi mình like như này, vừa like vừa đọc comment của mọi người rất là khó. Mọi người cứ thử làm mà xem, mọi người cứ click thử, sau đó là mọi người vừa đọc comment vừa đánh vừa chơi, nó rất là khó, không đơn giản như mọi người nghĩ đâu. Mình đây, mình ngồi bên cạnh mình đọc, thi thoảng mình mới đọc comment của mọi người giúp cho cay đi thôi mà còn đang đau hết cả hàm này. Nhưng mà vì mọi người hứng khởi thế nên là mình cũng rất hello, là hello Ngọc Anh Bắc Giang nha, hello nhá. Giờ anh stream không giờ nào về ạ? Anh stream cùng giờ từ 1 giờ đến 5 giờ chiều em nhá. Hello Trần Linh nhá, hello Chế. Hello Chế nhá. Hello Chế. Anh có biết điều gì thật đâu. Thôi để yên cho cái. Hay quá. Kia. Ui, thì xong rồi. Mắt. Hay quá. FP2 không? À hôm nay là mình live muộn 1 tiếng, đâm ra là mình sẽ live tầm 6 giờ. Không tập trung được Nguyễn Tài, đúng rồi, làm streamer mà đánh mất lòng tự trọng quá là dễ rách luôn. Như nào đánh mất lòng tự trọng hả bạn? Làm streamer mà đánh mất lòng tự trọng quá là dễ rách luôn, lòng tự trọng là chứ sao nhỉ? Nó có thể nói rõ hơn không Dung Hoàng ơi? Nguyễn Tài không tập trung được. Ờ đúng. Hết đêm này nghỉ anh 5 giờ rồi. Không ạ, hôm nay thì do có trục trặc về máy một chút nên là có lít muộn một chút nên là sẽ khoảng hơn 6 giờ sẽ nghỉ bạn nhé. Nhưng là vẫn còn chơi được. Thằng Văn Thái đúng rồi chứ, cứ đánh không trả lời comment thì không ai xem đâu, chuẩn luôn bạn. Tại vì thực ra là các bạn xem livestream các bạn muốn giải trí chứ không ai để xem mình đánh không, bởi vì thực tế là các bạn cũng có đánh liên minh đúng không? Nhưng mà mình vào lít mình cảm thấy vui thì mình mới muốn ở lại, chứ còn cứ đánh tập trung vào đánh không thì cũng không có gì thú vị cả. Chị, sao hôm nay làm sao bị sập ra mà thứ hai là... Chị cắm rất là khác hôm nay. BDA Lê Ngọc Anh. Bạn đoán xem Lê Ngọc Anh ơi, đoán Lê Ngọc Anh. Ôi, FP đánh này thì chịu rồi, FP đánh này chịu rồi. Hay quá trời hay. FP đánh này mà thằng lùn nó vẫn chê mình được. Xài xàm thật chứ, 100 người xem rồi nhá. Sửa tốt lắm. Bao nhiêu các bạn Hoàng Dung comment là cái gì lòng tự trọng mà không nói rõ ra là thế nào nhỉ? Chắc bảo mình giả gái đây. Không sao. Bộ giả gái thì mất lòng tự trọng hả? Kỳ vậy ha. Mình các bạn là gì cái đó ấy. Sửa P2 thôi. Anh cười riêng thật con cái. FP2 thôi. 53 con Nami. Gọi Hương, tan Hương mà xem thấy anh Nami này à, khóa học nhà. Đó. Đấy, cái gì cái Hương nhỉ? Tạ Vương à đúng không? Thôi không có thôi. Ô, không có nhỉ? Em có thôi, định cho bỏ khóa học Nami inbox. Kìa, chào tôi đi kìa. Đâu. Nhóc lì. Hello nhóc lì nhá. Pikachu sư huynh ơi. Video mấy người này bậy VL. Bùi Đức Bình giả gái xinh hơn cả gái rồi. Đấy giờ mấy ông thấy không? Tự trọng gì đấy, tự trọng mà được người khen thế đâu. Khi mà ông làm cái gì mà không được người ta khen thì ông đã làm mấy mất lòng tự trọng rồi. Và khi ông làm người ta phải khen ông, chửi ông xong phải khen lại ông cơ là ông tự lòng tự trọng cao rồi. Người ta làm gì kệ người ta. Nhưng mà ý là bạn ấy nói cái gì kỳ kỳ đó. Chẳng nghĩa giả gái thì có liên quan gì đến lòng tự trọng đâu. Bộ làm nói như vậy thì mấy bạn con gái không có lòng tự trọng à? Bạn nói vậy là xúc phạm con gái đấy nha. Kệ đi chị, miễn có người vẫn thích anh giả gái là được.
đương nhiên là chị kệ rồi, bạn ấy có nói gì gắt hơn nữa chị cũng kệ thôi. Ý là chị muốn nói cho bạn ấy hiểu, với bạn ấy quan điểm của bạn ấy sai quá rồi. Chứ còn kệ chứ, bạn ấy nói gì đi chăng nữa thì cứ vẫn là gái và lít cho mọi người xem mà mang niềm vui đến cho mọi người đúng không ạ? À đây như lộn. Mất mỗi cái giọng. Mất mỗi cái giọng. Chạm cục. Bảo mấy thằng xúc vật đấy im đi. Dạo đầu vào xem clip thề luôn giống gái. Cho em xem mặt chị cái đi chị. Đó mắt mặt của cái gì đó bạn ơi. Hả? Dạo đầu vào xem clip thề luôn giống gái. Kiểu mặt kiểu gì cơ. Đấy, ngây thơ. Nấu cơm ngay em. Thơ, ngây thơ. Trong khi em. Anh ngang một mình nhá, tí em qua thôi. Lại đi học tiếp à? Chủ nhật còn học nhiều hơn cả ngày thường. Má mới nhận ra, xem mặt chị cái chị không được đâu sói à. Đã bảo đánh ra đi, nghe đi chị. Chị thích đâu? No. Nô game đánh danh đi, đánh thường lắm á. Nhưng anh sợ nick của mọi người tranh lệch 1.3. Nick của mọi người xong hết rồi mà. Mở hết rồi, mở hết rồi, hôm nay mở hết rồi. Chắc giờ mình lên khoảng 33 rồi nhỉ. Ui, ui. Trời ơi, ghê, 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 ghê. Ghê. Sao mà ăn được? Kèo này sao mà ăn được? Nó thổi gì? Nami con cốc màu khỏe lắm. Tú Trần Minh, em đã trả lại rồi đây. Hello, Tú Trần Minh. Vào ngay đoạn chị nói kết hợp với mặt của anh Katy, em cứ tưởng Trần Anh Phong. Cứ tưởng con gái đúng không? Cái bạn nữ đang nói quay xem mặt đi, mình không được vào clip của Katy bạn ạ. Anh có hay chơi Master Z không? Ủa hả, Master Z anh trùm mẹ rồi. Lại nói phép đấy. Em đã trả lời rồi đây. Anh có chơi Master Z? Ôi dồi ôi, vâng chị, ok nhá. Master Z ngày xưa anh trùm lắm, anh tập một trang Master Z mà, xong rồi sau anh tập trang Nidalee á. Trước anh leo từ đồng 2 lên đồng 1 bằng Nidalee á, à bằng con Z á. Bét mẹ luôn hiểu không? Trời ơi, cảm ơn mọi người đã lên hơn 100 mắt rồi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ui 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 ui, thử quả này xong với Gazem, à còn vẫn còn tóc mà. Thôi, chạy gấp, nhanh không ra xua nó nước. Chùm luôn. Sao chị không được vào clip của anh Katy? Không đủ trình. Mình không đủ trình vào clip của Katy. Ha ha, lại nói phép. Này, anh nói thật với em luôn nha. Ngày xưa là anh leo từ đồng 2 lên đồng 1. Đồng 2 lúc là đồng 2 40 điểm lên đồng 1 tròn này. Đúng một con trăm gì đủ được 2-3 game gì đấy nhá. Đừng bảo anh nói điêu, anh nói thật đấy, nó đùa đâu. Bảo là thật dỗi à. Đánh Master Z ghê vậy thì các bạn phải chat ôi mà mẹ phải xin Facebook để mẹ phải kết bạn, nhưng mà nhưng hồi anh kêu lắm. Ui ôi ra su bét là gì 16 ai bét kiểu gì 16 thế em đấy, mình an ủi bạn ơi. Không được nhá, chị make up phải chị nhận công việc xạo anh Hùng. Đúng rồi đấy, Katy hay xạo lắm. Nhưng mà ui, FB nó đã lên top rồi. Thế bây giờ nó cứ 3 người 1 nó quay rồi. Này thì cắm mắt này. Cắm mắt thôi, cắm mắt thôi, bụi cắm mắt thôi. Yeah, này. Không, con Thái trận sau gì đi anh, chuyện ngay đi anh. Đừng nói gì về con
Chị bạn Nam Minh trong tay mình nhá. Cảm thấy nó mệt mỏi hả? Thật sự luôn này. Không nha, mình chỉ là make up với lại stylist cho bạn này thôi nha. Lương tháng được bao nhiêu chị mà cả chị kia bỏ thời gian xem comment vậy? Nó trả 5 triệu tháng. Nó thế 5 triệu tháng. 5 triệu tháng, 5 triệu tháng, 5 triệu tháng. Không, 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 chị là bên make up thôi. Ra xu định làm gì? Ra xu định làm gì? Trời ơi. Ra xu định làm gì? Vậy vậy anh trình gì mà chị nó không đủ trình hả anh? Trêu vậy thôi bạn ạ, tại vì đấy là quy định chứ không phải là trình trước thì đâu. Trêu vậy, trêu vui vậy thôi. Nhóc lì xin nick fake chị, lát nữa sẽ gắn link nick fake cho bạn nha. Fake. Ok fake. Lên 121 người rồi kìa. 26 kìa. Cảm ơn 126. Đau ở đây này. Đau. Hello Sophie nhá. Địt mẹ mày đau cái này. Con mẹ vào cứu nó xong. Địt mẹ với cùng nó bỏ mày đi đâu. Nó chát với câu địt mẹ đi đây. Sorry SP. Con bà nó. Địt khách không em. Ok anh nhá. 1.2 triệu em vào phòng nhá. Đau ở đây này. Chị nói cái gì thế? Đủ mẹ. Bùi Đạt. Nói gì? Ôi thằng Hà đi ăn rồi à? Ôi Hà đi ăn rồi, nó đi ăn rồi. Thế đây á? Sao bị mất mạng chứ không thấy. Không phải đâu, nó là đơn vị, nó là 6 giờ đi ăn vị mà. Ở 5 rưỡi đi ăn mà. Thế là mình lại cầm con này đeo carry được rồi. Chị nói giọng nào được nhá. Vậy cứ về đề Hello Bích Hồng nhá. Em đang đánh liên minh mà vẫn treo cho anh. Ok, cảm ơn mọi người. Bây giờ BBB rất hiếu nhá. Chắc là cả. Anh em quan trọng gì thế? À, em giao ban là ok. Mấy giờ anh ập? Bây giờ đang là 2 tiếng 41, chắc khoảng 6 giờ 15 ạ. 6 rưỡi, tầm 6 rưỡi. Ôi, mới lag hình này. Tầm 6 rưỡi sẽ ập bạn nhé. Tức là chơi được khoảng 2-3 game mới có con Inta. Sắp sinh đi anh. Ok, làm được. Hương Nami đâu, Hương đi mẹ mày lao ạ. Ui thề luôn, địt mẹ thề đánh Nami hay quá à. Nami hay quá anh em ơi. Con này nổi tên Tùng Nami không nhở? Ồ. Sắc chơi máy nhà hả? Mình stream máy nhà nhá mày ơi nhá. Nếu mày không stream công ty được. Sủa em, ui sủa đi, ui sủa kém thế đi. Bộ nếu mà bán ra đơn vị thì tức là đang đánh máy. Quá ra thằng bên đây uổng vãi rồi. Ui. À ông mày chat này, đi mẹ mày. Ok. Xong này. À, đúng rồi. Vào đây chửi nhau với tao.
Sợ sau gì đi anh ơi, muốn làm fan cứng quá. Muốn làm fan cứng thì như nào nhỉ? Để tí xem điều kiện của bet như nào đã, xong rồi sẽ thông báo cho mọi người nhé. Trận này bên ta lì xì anh 2 lít. Trận này bên ta lì xì anh 2 lít. À, gắt. Mẹ mẹ. Kia chịu bắn. Này, game sau cầm gì yêu thích Penta không? Kia bút. Ê, ôi trời. Rồi xong. Mày phải chạy đây chứ. Chạy mày. Loại mày. Ôi nhờ. Lên cái gì nhỉ? Lên cốc quỷ đi. Được gì? Thằng này nó chỉ dám chat trong đây anh em ạ. Nó đéo dám chat kiểu dạng vào link lên mình lên chat rồi. Ăn một còn ít mẹ cầm con Nami mấy ông ở Pentakill tí cầm gì nhá, mấy ông thử sách Penta không, bây giờ mấy ông chỉ bảo ông nào sách Pentakill gì xem, nó chém mà tụt hết nó luôn đấy. Chưa em, bắn được chưa em? Bút cẩn thận nhá. Ui, đổi gì rồi nhỉ? Lên các bạn đấy này nè. Anh chỉ stream phát thôi hả anh? Ừ, đó. Anh chỉ stream phê thôi. Anh còn học không anh á? Anh thì nói chung là vẫn học cả đời. Bây giờ học đánh Nami cũng là học này. Có gì cũng là học thôi, anh vẫn còn đi học nhá. Đấy, cái gì cũng là học thôi em. Hai nghỉ. Làm sao mà hài em không phải bùi đá đâu, không phải người yêu anh đâu, chỉ make up cho anh thôi em ạ. Đây chỉ make up cho anh thôi. Ủa. Chủ tịch giả vào trước bạn mới mạng để chắc chắn là cái bạn ấy đang có xem clip như này. Nếu mà bạn dám thì bạn comment ở ngay trên livestream, còn inbox không vậy thì inbox làm gì, hèn thế. Hèn lắm, hèn thế, không thích thì bạn cứ nói thẳng ở giữa thanh thiên bạch nhật nhiều người như này này. Hèn lắm anh em ạ, hèn lắm anh em ơi. Nói chung là đừng nên phán xét người khác cái kiểu như thế. Ủa, khó quá anh em ơi, đồng vãi luôn, địch mẹ. Nguyễn Đức Hải, chị ơi sao giọng chị giống con trai thế? Trở về giọng con gái đi nào. Đâu? Hello Nguyễn Đức Hải nhá. Hello. Ok chưa, giọng này chuẩn bài chưa, đúng chưa? Đúng chưa? Anh em ơi, anh em xe giúp mẹ anh em nhá, anh em ơi. Rồi. Đó,
đàn bà chắc làm gì anh, đúng hèn vậy. Nếu mà thích thì ra đây công khai nói. Ông mới kêu mình phim không đến 100 người xem thì mẹ ông phim chắc được nổi 5 người không? Trẻ con gì mẹ. Người thế mình xem làm gì, mà xuôi vậy rồi, đang xem mình ấy như này, xem làm gì những cái người như vậy mất thời gian. Gọi tên em đi kìa. Hello, xin hồ lê nhá, hello. Ok, làm gì ăn nhanh đi. Mà sao sao đi kiếm chi? Trận sau pen em vì xì một lít đó, ok em đã nhận kèo nhá, ghi bình luận nhá. Chấp làm gì anh, ok thôi kệ đi thôi. Chẳng qua là vui vui hứng hứng lên tình thường à, bao nhiêu hôm mày có chửi nhau vào đâu, hôm nay thì hứng hứng lên thôi, gọi chat toxic tí vui thôi. Đúng, sáng nay ra đường gặp rõ phải bãi ấy thật luôn, tại vì mày ra đường gặp mấy cứ chó mệt quá. Ôi ham thế em. Trần Duy Khang ngày nào cũng xem stream của anh. Cảm ơn Trần Duy Khang nhá. Nhịp mẹ nó sủa được kìa, u nó sủa kìa, Cảm ơn Trần Duy Khang nhá. Thank you em rất là nhiều. Kệ nhá. Một ngày anh làm bao nhiêu ngân lượng á? Gì cơ? Nó không được như anh, nó cay đấy anh. Vì nó vẫn đang cay thì trận trước bị thua mà. Nhưng một ngày làm một ngày làm tùy em ạ. Đi khách nhiều thì có tiền nhiều, không đi khách nhiều thì không có tiền nhiều. Ấy có thằng Duy Đức Duy vừa lại đi khách ấy. Tối nay có củ hai rồi. Thấy không? Kiếm tiền không khó. Mai anh mấy giờ stream ạ? Mai anh stream được 1 giờ đến 5 giờ em. Hôm nay thì anh hơi trục trặc một tí. Nhắc lại anh em nhá, stream được 1 giờ đến 5 giờ chiều nhá. Đấy, 1 giờ chiều, 5 giờ chiều nhá, không phải là 1 giờ sáng đâu. Thì mẹ anh mấy anh em tưởng 1 giờ sáng là chơi kiểu Hàn Quốc thì hơi mệt. Nào. Rồi, hết từng đó rồi. Chắc là phải được khoảng 35 ấy nhỉ? Thì nó sao chọc đâu đấy. Nhà ai đi đó. Trời ơi, giết mình khó lắm, đâu phải chuyện đùa bạn ơi. Bác cả con trai à, đi coi. Hello Yên Phúc nhá, con trai có chuyện vui vẻ đó bạn. Con đi đâu phải bất ngờ đấy. Hơn trăm anh em ở đây bất ngờ đâu, mà ông diễn vào bất ngờ đấy. Anh đi khách tôi thấy anh có cu thì sao á, thì mình chơi bằng dưới thôi, lúc đấy thì bằng nào tiền trao với cháu múc rồi, bây giờ không chơi để phải chịu. Công nhân về đơn giản mà, đơn giản thôi. Bạn ấy chém khét vãi lồn ý. Ôi ôm ra xua này, anh này chết rồi. Chùm ra xua anh này chết rồi. Anh chơi mình được mấy năm rồi á, anh chơi được khoảng tầm 4 năm rồi. Chơi từ 14 em ạ. Khá quá nhở. Công sổ rất ghê. Kinh thật, cứ gâu ghê. Mất mẹ 10 sách. Thả tích mãi được 15 sách, mất mẹ hết rồi. Bực bội. Gì vậy? Sao? Lừa tình cấp độ cuối. Trận sau gì đi anh, ok nhá, trận sau anh đánh gì nhá. Tắt đi. Trận sau ông là ông ghi bình luận ông Bùi Đạt là mẹ Penta là gì nhỉ, cái gì nhỉ?
Penta là được lì xì 1 lít nhá. Ghim, không có nhiều ghim nhá. Cảm ơn những người anh em đã gánh thành công mình nhá. Ok, mấy thằng này thì nên chặn là vừa là trừ xong cái chặn nhẹ thôi. Kích ra xong. Không. Giá thế là xong. Mấy đứa, nhẹ rồi thứ. Ok, game này mình sẽ solo danh cho công bằng. Ok rồi. Đặt cầu. Ok, ba. Ok nhá, ok là game này xin phép anh gì nhá. Thôi, từ em tí đô lê cơ này như là có thể là hình như là hơi nhiều, đâm ra là mình sẽ mời em đánh đơn côn cùng mình thôi. Còn mấy em kia không ai đánh vừa đúng không? Đấy, anh rồi mình không từ chối một ai nhá, tặng cả được không anh? Ok em nhá, như nào cũng được. Anh có cả phần lấy đua nhá. Ok. Đây. Anh em mình vẫn làm thêm ngoài giờ nha anh em. Ví dụ mà mình thuê mình trên Playdua mình 40.000 một tiếng nha anh em. Ai muốn chơi cùng mình thì cứ inbox cho mình nhá. Samu hay lý do thế ai gì thế? Đây là em đánh son thôi có gì đâu. Trận sau được ai đây? Yeah. Trận sau đi chip AD em lì xì 1 lít cơ. Bật mic này cả tí nữa em ơi. Alo alo alo. Alo. Mày đây được. Đợi anh tí nhá, anh đang trả lời comment tí anh trả lời nhá. Thì anh bật mic cho. Yeah. Anh ở Long An đó em, ok nhá, nhưng mà em ở Hà Nội cơ. Đang định làm game nữa. Thôi Thanh em mày tha cho anh, mày bắn thế thì mày không chờ đâu. Anh SP hay lắm Thanh ạ. Cái này ok, các bạn là Fireball này. Yeah, nhá, anh em nào nhá thích mình vẫn làm thêm ngoài giờ đây anh em. Số tiền thuê của mình là 50.000 một tiếng nhá. Đấy, anh em nào thích thuê thì mình có thể đào mình chiến. Đấy, ok anh chấp đấy rồi, cảm ơn em nhá. Để nói lại nhá, mình có link Play Duo nhưng mà mình không được bot Facebook được. Anh em nào thích thuê mình đánh chung thì mình sẽ bot lên đây. Ok, mình sẽ vào Play Duo. Nào, duo.com chúng ta. À cái này không có, mình phải mình vào cái này có. Cầu đi. Ok. Đó nhà đâu này rồi. Anh đang gì anh á? Anh đang đánh bạc thôi. Anh ở chỗ nào Hà Nội vậy á? Ừ. Ừ. Từ Liêm. Đây này. Ok. Ông mà bảo 40k thì phải anh em nhiều phải tăng giá chứ, phải anh em chả hiểu nhau đi. Ok, 40k nhá, 40k. Anh em nào muốn thuê mình thì comment ở đây để mình cho link thuê Playdua anh em nhá. Đây cả lồn không có lên thì sao em có tác dụng cho ai? Ui sao em không hiểu tại sao đéo có SP thì em bắn ai? Đấy em phải như vậy chứ. Rồi. Anh ở Minh Khai chỗ trường đại học công nghiệp Hà Nội đúng nhỉ? Ngọc Linh nhá. Thuê 50k bằng cạc à, anh không biết được cái đấy là thuê bằng cái gì ấy, chỉ biết là chỉ trong có đấy có tiền thì mới thuê được. Hoặc là em có thể ôi chơi vậy thôi, ai thuê thì thuê, không phải donate, anh ít nhận thuê lắm, mọi người hay donate là nhiều thôi. Anh tên gì ạ? À? Anh tên là Huyền. SPK, hello Trung Hiếu nhá, lần đầu xem anh, ok, hello Lưu Ngọc Hiếu nhá. Em thích chào bằng tiếng con trai, con gái để anh chào lại à? Rồi. Minh Khai, em ở Tham đây. Ờ, anh đang ở... Minh Khai từ Liêm Hà Nội mà. Thế Minh Khai ở anh mình đang ở Từ Liêm. Còn kia là Minh Khai khác. À thế biệt nhờ mình ở Minh Khai từ Liêm Hà Nội đúng không? Khổ quá, chỉ cần nói Từ Liêm là được rồi. À ok. Chỉ có chủ nhật em chơi được với anh thôi, với kia mà đi học rồi. Ok nhá. Hello Hồng Vũ cô nhá. Ok. Em mình sẽ post link phần từ từ nào. Ba. Chào anh B được không anh? Ủi em thích chào anh là cái gì cũng được, không quan trọng. Hello Hồng nhá. Đâu nhỉ? Cái cả ta.
Thế này chỉnh cái cái này chỉnh đâu ta? Ô mọi người ơi, ok nhá. Đâu nhỉ? Trai nhỉ, dài lắm anh bình thường nhá. Chị ơi, em bên Yên Viên Gia Lâm à? Ôi cũng sao nhỉ? Ngọc Linh nhỉ, nhưng mà cũng khá là xinh gái chứ. Ui anh em, anh Ngọc Linh xinh phết anh em ạ. Mới check ảnh Ngọc Linh của anh em mình xinh phết đấy anh em nhá. Hello Đức Linh nhá, hello Hoàng Hùng nhá, lần đầu xem anh đó. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem livestream của mình nhá mọi người nhá. Ok, mình đang sửa cái này một xíu. Mình đã biết chỉnh nhá. Mình đã biết chỉnh chỉnh số tiền ở đâu cơ thì mẹ nó xàm thật chứ. Đi học giờ rồi. Đây nhá, link đây là link play đua của mình anh em. Đâu nhỉ? Đó, tôi đang tìm cái link play đua đâu ta? Mình có thấy nhỉ? Đây. Link đây. Đó, chị make up đi rồi em ạ. Đây nhá, đây là link play đua của mình nhá. Bạn nào muốn ủng hộ mình thì ủng hộ đây nha mọi người ơi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nhá. Tôi giải tán đi ăn cơm hay chào người, không phải người yêu đâu. Phạm Thanh Thảo nhìn anh cái thật đấy. Cảm ơn Thanh Thảo nhá, xin chào Thanh Thảo nhá. Hello Phan Đức Linh nhá. Ôi trời ơi, một thời em biết gì chắn rồi á. Nhưng mà anh cũng không thích đánh gì lắm. Anh chỉ đánh cho vui thôi. Các anh em bảo là đánh gì hay nhưng mà mình không thích. Ok, cái mà chỉnh số tiền đâu có chỉnh. Cái này nó biết chỉnh số tiền lên bạn lên bạn lên 40.000 ở đâu. Ok link anh em đấy nhá, link anh em. Anh tên là Kai à? Ừ ok, anh tên là Kai nhá. Anh là Văn Thái. Xe nhiều mọi người ơi, cảm ơn anh em nhá. Đấy. Đây là link play đua của mình anh đã ghim nhá. Mọi người là ai ủng hộ mình thì cảm ơn mọi người rất là nhiều nhá. Xin gái qua cảm ơn Hoàng Hùng nhá. Anh em mình ai chơi play đua thì ủng hộ mình nha anh em. Đấy. Đấy, anh em mình ai chơi Play đua ủng hộ mình nhá anh em nhá. Giờ bằng gì ạ? À? Em gọi bằng gì cũng được mà. Ủa không xin giao đâu, xin giao mít à? Ủa khá quá nhỉ. Ok. Nhưng mà Penta 1 lít chúng ta. Ủng hộ mình nữa anh em. Trai gái, tùy đoán xem. Đấy nhá, link của mình đã post rồi, anh em nào ủng hộ mình hay là muốn thuê mình chơi thì cứ alo mình, nhưng mà mình chỉ chơi được 1-2 tiếng thôi, rẻ lắm 20.000 một tiếng mà, đùa với đều chơi anh em 40.000 một tiếng cho nó vui thôi. Mình không dân livestream này. Ok, tí đâu later nhá. Chung cái Ucott này ở 1 thì hơi khó, nhưng ra thì nó cũng không biết như nào nhỉ. Ok. Giờ em phải gọi bằng anh hay chị, anh em thích gọi bằng gì cũng ok mà, có sao đâu. Bóng sáng trời vẫn thế, vẫn rất buốt sương khuya, nhưng nay chỉ anh thôi.
Em thấy được, cảm ơn Tí Văn, cảm ơn Tí Văn nhá. Anh chỉ anh có play nghịch thôi, anh make up vui thôi, may quá bạn này không chửi mình. Canh luôn, 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 canh luôn. Duyên AP với khỏe ấy cháp cực mạnh, cảm ơn nhá, cảm ơn nhá. Baby shoo 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 mama baby shoo 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 mama baby shoo. Ủa anh cứ gấp được mình rồi. Một mạng nha. Ok, hóng pen nha, hay là bù đạt nha. Cứ bình tĩnh, ở đâu sẽ có pen, đâu sẽ có đó, cho đấy có gì nha anh em. Phú tốc độ chạy á, phú tốc độ thì làm sao mà giết người được. Quỳ chết. Ôi, vãi lồ xịt quy kìa. Hello anh Chiến. Hello hot boy. Gì? Không. Làm gì đấy? Trộm tiền à? Mượn 5.000. Em mua cà chua tí xong trả. Mượn nhưng mà chưa hỏi chủ nhà, cầm móc túi lấy rồi. Kiểu hỏi đâu ấy. Các bạn thấy không? Con gái rất là kỹ tính nhá. Vào lấy tiền như đúng rồi mà không hỏi một câu, ra hỏi bảo mượn tiền. Đấy. Tham một khâu, ui ra sẽ phải 1-4 tiếp theo nha, team nhau này. Không sao, team này vẫn gánh được, vẫn trong tầm gánh nhá. Trời ông mày kém quá. Ông mày kém quá. Ông mày kém quá. Cái mày là lủng quá, mình thấy có vẻ hơi lủng thôi, cái mày hơi lủng. Ui, ông quăng khóa này. Ôi đây bắn thấy chết rồi, đây bắn thấy chết rồi. Anh à, hàng xóm này rất là lớn. Ôi
Anh chiến tối lại không anh chưa? Nấu cơm đi. Phải cấp đường yến nhỉ? Mang lên mà lấy, còn nó không lấy đâu. Mang lên phòng mình. Hả? Ừ, không nào. Về có dùng nữa. Luôn cầu đang bị ra. Ok căng nhà, ok căng nhà, ok căng nhà, ok căng nhà, ok căng nhà. Ôi! Chết hai kìa. Ui xàm xí thật. Má lồn đi, còn mẹ anh ngủ thế. Đúng quá. Không sao, thua cái bài là bảy con khác. Thêm nhạc anh ơi á, không bật nhạc được. Sorry mọi người nhá. Mù mắt quá. Mù mắt quá. Kiểu hào. Mù mắt quá nhiều ạ. Không sao. Thế thằng dừng nó đi, mẹ đi ăn dừng đâu mà bây giờ vẫn chưa lộ mặt vậy. Đây cá mắt bọn mình ạ. Ôi cướp rừng luôn hả? Đây nhờ. Này thế. Tùy cho đứng ba quả anh ấy lên. View vẫn cao nhờ, đến tầm này rồi mà view vẫn cao. Đù đây là con trai à, Văn Quyền. Nguyễn Đức Mạnh, trai hay gái vậy? Di rồi hả? Di chứ, đánh cái yêu cầu mà. Cái này vô đấy. Không, mấy em bảo là ghi mấy thì được. Ở đây thì được, tí tắt đi nào. Ủa ghi đi tí em được. Ôi được hai bùa nha. Em mới học về. Hello Văn Lộc. Hello Văn Lộc nha. Ủa hello, em thấy không? Cấp mấy? Em hôm nay kể. Ủa, lên 81 kìa. Đến tầm này lên thì 81 là khá là cao. Ủa sao tầm mấy đấy? Còn mấy đấy? Rồi. Game này lại win rồi. Thật ra game mà win dễ mà. Ra xua lướt kìa. Lướt vào trụ. Lớp 11 là ok nhá, Văn Lộc nhá. Rồi, ok, một phát. Đợi cái giày nữa là xong game. Đợi cái giày thằng Di, thằng này chém chết luôn. Hả? Chịu, nghe mệt lắm. Nhưng mà trừ em ra không có đối thủ đâu anh Chiến ạ. Trừ em ra không có đối thủ đâu. Anh gì vậy á? Anh bạc 1, à bạc 3 em ạ. 3 nha em ơi. Khi mà mình sai như này mình nên xuống bot để lấy mạng. Em hiểu không? Đừng lên top, đừng top thì ngu quá. Lúc này á. Anh tập vừa thôi, tay to lắm rồi đấy. Anh Chiến ạ. Anh em đã được đến phòng tập được. Một tháng đến 2 lần. Lớp 11 hả? Lớp 11 sang năm lớp 12 là sắp ấy rồi. Nên là sắp đi học thêm nhiều đúng không? Nay chủ nhật còn đi học thì chắc là học thêm nhiều. Thị còi. Sao hai gái vậy? Đoán thử xem chị còi ơi. Henny Sario. Suit Avely. Sao ạ? Cái gì? Sao ạ?
hoa của Ly à? Chào bạn được không ra được cái, không ra cái, nhóc ham chơi. Ok, em chào nha, hello Henry Sario nhá. Đúng nhỉ? Anh thích làm con trai hay con gái để em còn biết xưng hô. Bạn xưng hô như nào cũng được bạn ạ. Bạn gọi chị cũng được mà gọi anh cũng được. Bên cái gì? Ồ, không ăn đi này. Tóc lên mắm chứ. À đây đủ thế. Chào, hôm nay do xem trễ quá. Chào, hôm nay do xem trễ quá, không sao cả. Mọi người vào ủng hộ là tốt lắm rồi mọi người ạ. Sẵn rồi. An Hoàng, hi hi, hi hi. Hello Văn Quyền nhá. Ồ, 95 người kìa. Hello chị Minh Hải, hello An Hoàng nhá. Tiếp tục cao tí và lại vớt được beta bên này rồi. Nên mà phải vớt được beta này. Vẫn. Cảm ơn những người anh em thiện lành à. Anh em thiện lành. Hôm nay không phải thiện lành. Nhìn mặt chị bên cạnh. Anh em này có một số anh em vẫn đợi đến bây giờ để nhìn mặt anh chị gì này. Make up, chị đã make up. Khắc thêm cái trò trẻ con. Là sao ạ? Còn chị xinh gái gánh không nổi đâu anh. Cảm ơn Thái. Tú Nguyễn Quang, anh còn nhớ em không? Anh nào đó Tú anh Nguyễn Quang hình như lâu lâu không tương tác thì phải. Em anh nói gì để anh nhớ em đi. Vương Thành Long, em chào anh. Chào Vương Thành Long nha. Xem mặt chị đọc đi nào. Chị không được lên clip em ạ. Chị lên clip là bị phạt. Ồ, top anh hay thế nhờ. Giờ em mới vào xem nha. Em xem từ chiều đến giờ. An Hoàng cho ngay được. Chờ ngày được trịch. Ok, địa chỉ, ok địa chỉ, anh địa chỉ nha. Bạn có tập rim hay tập bươm vậy? Hỏi gắt thế sao trả lời được hả nhóc ham chơi ơi? Sâu mặt đi chị. Mấy anh em hỏi câu muốn trả lời quá. Văn Lộc, DCM comment tiêu cực thế nhờ. Đúng rồi, chắc là cuộc sống tiêu cực quá nên phải comment tiêu cực như vậy. Like vui vẻ mang tới sự giải trí cho mọi người thôi. Chứ không hề mang... Tức là không khiêu dâm hay không gì hết nha. Chỉ là với tiêu chí là okay. Giải trí thôi. Xanh nên là xanh, mọi xanh, người xanh, vào xanh, đây xanh, comment xanh, giải xanh. Trí ok nha. Thằng hôm qua ý hình như đầu tiên là bạn Tú Nguyên Quang này. Hôm qua hình như là vào đầu tiên vào là cũng comment tiêu cực. Sau đó một hồi thì bạn ấy cũng đã nhận ra đúng không Tú Nguyên Quang? Thế hình như là chị nhớ lại rồi. Hello Tú Nguyên Quang và cảm ơn em đã luôn luôn ủng hộ đi. Cho tôi thấy các anh em chị gắt tên nhỉ. Gắt qua gắt qua không bên khác có đâu anh em. Nguyễn ơi Nguyễn Đức Mạnh đi mà chị không ra được thật đấy. Bạn Gai Đi sẽ bị phạt ạ. Mình không lên clip được, lên clip là bị dính bản quyền. Không gắt đến nỗi như thế nhưng mà chị cũng muốn ra lắm chứ nhưng mà chị không được ạ. Em ở Trần Duy Hưng hay quá anh mà. Địa chỉ em ơi, hôm nay là Thủ TV là bạn anh mới review cái ngõ nhà nghỉ ở ngõ 126 Trần Duy Hưng ấy. Trần Dương con trai à. Dạ. Theo bạn con trai con gái là Trần Dương ơi, Văn Quyền không hại người là được, đúng rồi. Thực ra đây là có mang lại lợi ích cho mọi người ấy. Tiến được chửi, kiểu tiến được chửi. Đang, Quang Huy, DCM đang ăn cơm vào thấy cái hết muốn ăn. Ôi, Huy anh nói thấy em buồn á. Đứng ấy. Kệ chị đà đi. Nói thấy em hết buồn. Sorry Nguyễn Đức Mạnh nha. Huy ơi, anh em mình không bệnh nhau đi nha. Không bêu xấu nhau đấy nha. Sau một ngày mọi người làm việc vất vả hoặc là sau một ngày mọi người đi học hoặc là làm bất cứ việc gì vất vả, tức là gặp nhiều những cái ức chế hay gì đấy, mọi người có thể vào đây giải trí cùng với KT thôi chứ không phải là tuyên truyền bất kỳ một cái gì nó không hay đi cho mọi người cả. Nên là mọi người vào đây tích cực một xíu nha. Đùa giọng giống khá bảnh vậy anh ạ. Cảm ơn Văn Quyền nha. Chị đang ngồi góc trái phải không? Góc phải đó, góc phải. Đây tay chị đây này. Vua tóc nha, vua tóc bạn này nha. Đó. Chào chị Mimi kìa. Mimi chào chị kìa. Nó nhiều vãi rồi đấy nhá. Giải trí mà nên hết sức hà. Chị kể bên chắc dễ thương lắm. Không, chị cũng không dễ thương lắm đâu. Ngay từ đứng đi nghe vật hoa cải trang ấy. Nhóc ham chơi 2019 rồi mạnh mẽ lại ok nhá. Ok nhá, em mạnh mẽ mà, em mạnh mẽ mà. Em mạnh mẽ mà.
Đứng ạ, đứng. Anh nói thế là mẹ đứng đi lại mẹ mạnh mẽ. Mẹ nhờ nhờ. Mạnh mẽ kiểu bị giết, bị giết nhờ. Con gái hay cái gì đó, giết xong phát. Trời ơi, mà mình thấy không? Khi mình bị giết đấy, mình phải đập bàn phím vào đấy. Con trai khác nhau như vậy thôi, không có nhiều đâu. Em hiểu không? Anh em hiểu không? Ui, sắp penta rồi đấy, sắp penta rồi, sắp penta rồi anh em ơi. Mọi người thả tim, thả hai nhiều chưa kìa. Vãi cả anh em. Anh em khó khăn khét. Thôi anh đau ruột quá. Nhưng mà anh em có biết là tôi biểu cảm chuẩn không? Biểu cảm chuẩn không? Biểu cảm chuẩn không? Hiểu không? Quá chuẩn luôn này gì á. Đúng không? Mấy con gái mẹ bị giết xong. Ui, anh ơi nó giết em. Bị giết thật. Thôi xong, thôi xong. Ui, con mẹ nó khỏe thế nhỉ? Đấy, bị mẹ mãi nói chuyện với anh em chết bà rồi. Gớm cứt quá. Đấy, đấy sao giống con ghét kìa. Đừng làm như vậy nữa, thôi anh. Nói cho anh em vui thôi. Chứ không phải là mẹ mày giả gái. Không phải là gái thật đâu anh em. Chẳng qua là diễn tả với cái trường hợp gọi là thịt mẹ hi hữu thôi. Ui, mấy ông thần này. Biểu cảm đi cay ti chết kìa. Mẹ mới chết xong thì mẹ mày vừa diễn thuyết xong chết mẹ rồi làm sao biểu cảm được nữa. Mẹ ông buồn cười thế. Hello anh em nhé, hello anh em nhé. Ui. Không được 25 đâu. Không được 25 đâu. Rồi. 35. Anh bảo hôm nay được kim 25 thôi. Hôm nay anh vừa bảo xong rồi ạ. 35. Không, hôm nay anh bảo lúc đấy. Thì hỏi thật anh quê Bắc Ninh hay giọng anh giống anh Bảy. Anh quê Quảng Ninh anh em ơi. Đông Triều và Bắc Ninh mà em. Ôi, địt mẹ. Má đó. Ôi, lại lên 91 kìa. Ok anh em nhá. Ui, sao anh em mình cứ bảo mình đúng khá bảnh nhờ. Ừ, má làm cái tút khá bảnh giờ. Quen chưa anh, cứ bình tĩnh nhá nhá. Cái tia, cái thẳng anh em đừng chửi. Hả, còn nữa là thí nãy giờ. Hay luôn. Thế giờ là tại sao đúng không? Một biển anh nói với em luôn này. Cái từ thế giới thật đáng sợ ấy, đúng. Nhưng không phải với anh em hiểu không? Đây anh chỉ là một ví dụ thôi. Anh không phải là thế giới thứ ba. Nhưng mà anh đang diễn tả cho anh em là bây giờ như này. Ra đường đừng tin con gái quá. Ông nhìn ông, anh nhìn em nhìn anh này. Đấy còn giống con gái này. Chị em ra đường đừng có tin. Đây chỉ là ví dụ cho anh em thôi. Đây 100 người xem là ok anh em nhá. Đấy anh em hiểu không? Anh em cứ bảo là mẹ bây giờ thấy trên mạng là thích mông to này có độn nhá. Ngực to có độn ngực, xinh có make up. Ông nhìn tôi này, nhìn như này, ông bảo ai giống con trai không? Bây giờ tôi tắt mic đi bảo ai bảo con trai không? Đấy, lúc chiều 300 người, ui ôi, bây giờ lúc nào phải 300 người xem thôi em. Cảnh tình cho mọi người, cảnh tình cho mọi người ở ngoài cuộc sống luôn. Lúc chiều 300 người xem cơ mà đã 700 người. Thực ra là ai cũng có một cuộc sống riêng mà mọi người vào đây ủng hộ là rất là cảm ơn mọi người rồi. Chứ lúc nào bắt mọi người phải ở đây hoài hoài thì cũng không được đúng không? Mọi người rảnh thì mọi người vào đây giải trí thôi. Mọi người bận thì mọi người lại đi thôi. Sao còn đến tầm 4 tiếng như này mà vẫn giữ được khoảng gần 100 người như này thì thực sự là quá là vui luôn ấy. 100 người vẫn luôn ủng hộ như này là vui cực kỳ luôn. Vì cái thứ hai nữa mình vào giải trí thì cũng đâu quan trọng là nhiều hay ít đâu. Đương nhiên là nhiều thì mình livestream nó sẽ hứng khởi hơn rất là nhiều, kêu nhiều người ủng hộ. Nhưng mà cái gì cũng dần dần mà đúng không? Ừ. Bây giờ là 100 anh em ủng hộ đến tận giờ, sau đó sẽ 150 rồi dần dần đi lên. Thế đó bọn mình vui lắm rồi đấy. Bảo đi rửa mặt nói chuyện ok, ít bữa người đọc comment kịp nổi tiếng đừng quên em chị đứng nha. Ok nhá, ok Văn Đạt nhá. Nếu mà chuyện tương lai thì không ai biết được. Nhưng mà mình không bảo là mình sẽ đọc comment của bạn hàng ngày. Nhưng mà chỉ cần bạn comment thôi là mình chắc chắn sẽ dép. À sẽ đọc được. Không phải lâu, không phải sớm là bắt chắc chắn sẽ đọc comment. Khi bây giờ mới có mấy trăm người mình vẫn đọc được. Rồi sau mấy nghìn người thì mình cũng phải từ từ chứ. Nghe mình để làm quen.
Ok nhá, anh em mình bây giờ bàn về vấn đề về silicon cái nhẹ nhỉ, bây giờ đúng không? Anh em nghĩ sao về khi mà người yêu mình độn lên? Anh em nghĩ sao nhỉ? Còn tôi thì thấy thì khi mà đi ngoài đường thì độn cũng đúng, thằng khác nhìn mà càng thèm thì mình càng hãnh diện thôi. Đấy. Chơi suốt. Bình tĩnh nào. Thằng ấy à. Game đâu phải là game 1 2 phút đâu. Chết anh sắm cáo mèo phò. Em hiểu không? Nếu mà mình sắm cáo mèo phò thì mình sẽ thành mèo phò, mình phải có cái nét riêng của mình. Anh đang là chị nướng đúng không? Anh em mày gọi mình là chị nướng đúng không? Đấy. Thực ra nhá, mèo phò còn make up đậm hơn cả Kai Di luôn. Mình chắc chắn như vậy tại vì mình cũng có xem clip của mèo phò rồi. Nhưng mà Kai Di make up này là còn đơn giản ấy. Để mấy nữa mà cosplay con tướng ấy, các bạn có thể comment để cosplay con tướng ấy make up đậm hơn ấy. Thì đảm bảo các bạn còn còn say hơn. Tốt nhất FA nhé, đúng rồi, đéo tin nữa nào hết. Hôm qua mình nhìn vào gương mình còn đéo nhận ra mình. Không kịp đá luôn. Ui kìa. Đông vậy hai con này sao mà đánh được một con gì vậy? Ghê. Ghê. À, cay. Tại sao cái kia con kia nó không kéo ra nhỉ? Kéo ra được hay không? Kéo được. Thì ông độ lên đi cho anh em xem á. Ủa ôi ông ơi, hôm qua tìm khắp cái chợ thì mẹ mày Văn Trì ấy. Ủa ôi ông BP này. Khắp cái chợ Văn Trì này rồi, không thấy cái áo ngực nó to bằng tôi được, ông hiểu không? Không thấy được ý. To quá, ngọc ngực to quá. Không cả. Đây mày thua chặt mẹ đầu đi này. Đấy, hiểu không? Ok, 101 người nha anh em ơi, kéo view giúp mình nào. Anh này mũi cao, mặt vi lai, ok em nhá. Mặt không sửa nha anh em ơi, mặt không sửa nhá, mặt không sửa nhá. Mặt không sửa luôn. Đây chỉ là đánh phấn nhẹ nhẹ xong đánh son hết, tôi chưa hề make up đậm. Tôi chứng kiến nhiều bạn trong công ty make up còn đậm nữa cơ. Mà tôi chỉ là gọi là make up vui vui đấy. Công ty sai rồi anh. Hả? Di giờ lên trí mạng chém SML, chắc đẹp trai lắm, ăn hàng. Đẹp trai thì tùy vào mẫu của mỗi người. Đúng nhưng rồi. Mà nói chung là nhìn được, không đến nỗi xúc phạm người nhìn. Ok, đẹp thôi, nói chung là đẹp xấu không quan trọng anh em vui là đủ. Vui rồi, là đủ. Rồi đấy. Trai thắng mà lại thu ngược hả? Ôi, anh chết rồi. Anh này chết bà rồi. Xin ra đã chết rồi. Hai cái kéo mà không làm gì được. Xin bỏ tin nó xem ạ. Vào đi em, vào đi em. Ui. Kia. Này, bắn đi, ăn đi. Trời ơi. Team combat rời ràng nhỉ. Thề luôn ấy. Chặt lại bị chặt đầu, địt mẹ mà chặt đầu cái nhẹ này đúng má, thề luôn. Đang bệnh và xem chim anh nhẹ đầu hẳn. Cảm ơn anh tất nhiên nhá. Bắn tim chúc bạn nó khỏe bệnh nhá. Ui đây là Penta mất 1 lít rồi. Còn mẹ em. Đưa vào được hút về xem. Đi mẹ chặt đầu. Cắt đầu cái nhẹ đù mê. Có mẹ đù mê thề game chán thật. Má thề luôn ấy. Okay, chặt đầu rồi. Không nó xem mặt được các bạn ơi, không xem mặt được. Còn mẹ chặt đầu nó mất mẹ đầu. Lại mất cái đầu rồi. 3:46 phút rồi còn 15 phút cuối nhá. Đánh chung vánh vui anh em game gì đây? Có được cỡ gạt game gì để lấy 1 lít không anh em? Anh ấy chết mẹ rồi. Ok. Ok cảm ơn em mày đã chơi cùng mình nhá. Cảm ơn em. Thì mẹ anh sẽ chơi cái con này. Linh hoạt một game. Cái mày gỡ gạt con gì để 1 lít nhỉ? Ăn 1 lít đâu có dễ. Đúng là nếu mà 1 lít thật khó quá, đúng mà thề luôn đấy.
Bây giờ hãy gọi mình là chị nứng nhá. Bây giờ hãy gọi mình là chị nứng thay ti anh em. Anh em mình bây giờ cứ mất một biệt danh đi. Ai cũng cần có một biệt danh đúng không? Bây giờ anh em gọi mình là chị nứng nhá. Tại mình hay nứng lắm. Này anh em hay nứng chưa? Vì em là con gái hát vậy. Vì em là con gái nên tin. Vì em là con gái chỉ muốn đi soạt nhau thôi. Vì em là con. Thương ngày nào nông nan tư gì đó. Cho tôi chơi game với được không kìa? Ô, thôi, ngày mai nhá, mai mình hết đi mình nghỉ rồi. Haha, phần này em giờ được là pen rồi, tí đâu la, máu giấy quá tiếc ghê. Ok, không sao, làm lại vào những buổi livestream sau nha. Nhóc ham chơi, ông tháo kính ra đi kìa. Tháo kính cho sơ mặt cho các bạn kìa. Không thể được. Đấy. Ngày mai em không được chơi ở Hùng Puku. Ngày mai em không được chơi á. Không sao cả, like cả tuần mà bạn. Clip của tuần ấy. Nhìn có kính dâm quá. Mẹ em đi học rồi, không sao, các bạn cứ đi học đi, rảnh lúc nào thì các bạn vào ủng hộ thôi nha. Ok, cảm ơn mọi người. Hôm nay thật sự là mình stream đến tầm này là cũng khá là mệt rồi. Thật sự là tâm sự tuổi hồng tí. Đến tầm này cũng khá là mệt rồi. Mà đầu tiên mình subscribe á, anh em mình ủng hộ mình như là mình rất là vui. Ở đây cũng còn thật ra là nó là 43 anh em, 47 anh em nó không quan trọng. Tầm này chỉ có 10 anh em cũng vui. Thì thật ra là cảm ơn anh em rất là nhiều trong buổi live hôm nay là vẫn ủng hộ mình. Và hy vọng là mọi người cũng vẫn ủng hộ mình trong thời gian sắp tới. Là mình live stream từ 1 giờ đến 5 giờ chiều. Công nhận xem live của bà nứng này giảm stress vãi luôn. Ấy ơi, không phải là mình make up thành con gái là để gọi là cái gì nhỉ, gọi là câu like câu view, mà đúng cũng câu like câu view chỉ là một phần thôi, nhưng để tìm cái mới mẻ cho anh em. Mình thật ra là làm một người con trai nha anh em ấy. Anh em có thể giả gái đóng 1-2 giây trên clip bình thường, nhưng mà để mà giả gái mà nói chuyện với anh em 4 tiếng như này tôi không chắc là mấy người dám làm. Thế là nói chuyện với anh em là rất là thoải mái. Anh em mình chửi tôi hay như là tôi chưa giờ tôi chửi lại anh em. Cảm rất là vui, anh em đã xem đến tầm này là 3 tiếng 50 phút rồi. Có những anh em xem từ đầu, thậm chí có những anh em rất là xin lỗi những anh em mà chưa được chơi với tôi. Có những anh em comment rất là nhiều luôn, xem từ đầu đến giờ mà chưa được chơi với mình và cảm giác là mình rất có lỗi. Thì mình sẽ hẹn riêng vào ngày mai, khi mà những anh em nào comment sớm thì mình vẫn sẽ mời sớm. Đấy, còn anh em nào cảm thấy thích cái live stream của mình hay cảm thấy mà cái nói chuyện của mình giảm stress đi một tí vui vẻ thì anh em có thể ấn chuông thông báo ở cạnh chị đang theo dõi á, ấn chuông để khi mà mình live stream ấy có thông báo luôn. Đấy, buổi chiều bạn nào đi học thì có thể ghé qua một tí xe cái xong rồi chửi cái nhẹ mà con mình chửi mình câu cho vui, ta hay đi học đấy cũng không sao, quan trọng gì chửi vui thôi, nhưng mà chửi xong rồi nhớ đính hình mặt cười nhé, không mình chửi lại đấy, nhớ nha anh em. Lên lớp mà cô giáo có mắng thì cho cô giáo xem luôn cái like này nhé. Đúng rồi, nếu mà cô giáo có mắng ấy hay là video không cho cô giáo xem được ấy, ok, giữ cái cục tức vào người để chờ đến 5 giờ chiều về chửi thoải mái cho xả bình thường luôn mà. Thì có mẹ mai cô giáo chửi em, nhưng mà đừng chửi cô giáo nhá, phải chửi anh này, đừng là học sinh là không được chửi cô giáo, không được bật thì có thể bật, nhưng mà đừng bao giờ chửi thầy cô. Cứ về chửi anh được. Thế này chưa vui à? xin lỗi nứng, nhưng anh em chưa được chơi tao à? Đây là nịp cơ mấy. Được đọc, anh đọc comment rồi anh trả lời với em nhá. Nên tầm này các bạn ủng hộ tầm này vui lắm luôn đấy, thực sự luôn. Haha, anh tốt ghê. Cảm ơn anh em nhá. Mai make thành gì đỡ phải độ nè. Không, anh ngực anh vẫn to hơn Zenix cơ mà. Chị tên là Kaiti nhá, hoặc là gọi là chị nứng nha anh em. Chị nứng đây, comment là mình là chị nứng nhé. Đấy, mình là chị nứng nhá anh em ơi, anh em gọi mình là chị nứng nhá. Kể cả sau này khi mà mình bỏ cái lớp make up này ra, hay là mình có stream như nào đi chăng nữa, mình là đàn ông đi chăng nữa, thì anh em vẫn ủng hộ mình và vẫn gọi mình cái tên chị đứng, mình vẫn tiếp nhận bình thường, không bao giờ mình chối, kể cả mình không gay hay bd gì cả.
Đấy, làm nghề chịu đứng nhá. Cô giáo và chửi em gạ trịch cả cô giáo. Ủa thì mẹ khiếp thế. Gắt nha. Khá 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 khá. Thế thì kinh rồi, anh trước chỉ dám bật cô giáo một hai câu xong ngồi im như cún ngay. Tí lên nhà cô giáo xin lỗi gấp. Rồi không có anh. Cảm ơn Bùi Bùi nhá. Gì đây? Có nhiều người ấy cứ vào cứ bảo là cái gì nhỉ? Đấy không hay livestream làm gì. Đâu có phải như các bạn xem livestream đâu phải cứ xem livestream là các bạn đánh giỏi đâu đúng không? Giống như việc mình đi học ấy. Đâu phải ai đi học cũng giỏi đâu. Nhưng người ta không giỏi cái này người ta sẽ giỏi cái khác. Cái quan trọng là mình vào livestream này để mình giải trí, với cái tiêu chí giải trí thì mình cứ vào mình vui thôi. Không nên quá khắt khe với người khác làm gì đúng không? Thì yeah, các mẹ vua mặn vãi đồ là sao? Bây giờ game này đánh đúng game cuối chỉ có 15 phút, chỉ có 5 phút thôi, đánh cho anh em xem nhá, đánh nghiêm túc con mẹ luôn, đánh đúng ăn một mạng nhá. Ok ok. Rồi, quan trang kha dích. Đấy, đánh nghiêm túc nha anh em nhá. Anh em cầm như anh chưa, anh đói vãi lồn luôn thế. Làm cô giáo phê mới được lên lớp đây này. Địt con mẹ mà. Thế bây giờ em được lên lớp mấy buổi rồi? Em được lên lớp mấy buổi rồi em? Em được lên lớp mấy buổi rồi? Ghê đấy. Khá là ghê đấy, khá là ghê đấy. 1,5k mình vậy. Nhiều? 1,5k. 1,5 hay 2,5? 1. Đều vậy. 6 là mã mà. Sẽ ấn vào đây. Đạt rồi. Cái đó nhỉ? Gì đó? Thường. Con chăn gì mà. Ghê giống mấy luôn. Điện. Chơi dép dừng đi chị thôi thôi không không không. Ui đi nhiều cả. À nhìn này, kha dích trong tay mình bị mẹ đánh kiểu 5 phút thôi anh em, không cần nhiều, game này chỉ có 15 phút thôi. Bây giờ nhà nhá, nếu mà tại vì sắp hết like rồi ấy, tại vì sắp hết like rồi nên là Hoàng Văn Thái làm cái gì cũng chỉ vì miếng cơm ăn hàng ngày thôi chị. Chỉ trách người ta làm gì, đúng rồi. Nói chung là bọn mình có làm cái gì đi chăng nữa không ảnh hưởng đến miếng cơm nhà của ai cả, đúng không? Mà các bạn chửi ai đường mới. Chửi ai đường mới. Khi nào dên thì nói em tiện. Hello Văn Đạt nhá. Ừ, đúng rồi. Và các bạn có chửi hay không chửi thì cũng không ảnh hưởng đến miếng cơm manh áo của ấy cả. Chỉ kiểu đây là các bạn vào đây ủng hộ thì mình vui thì mình sẽ mang niềm vui đến cho mọi người thôi. Bây giờ như này nhá. Bây giờ xong game này mình up luôn con mẹ nó cái lịch sử đấu, lịch sử game này luôn cho anh em lên tường là mình xem là thắng hay thua nha anh em. Up luôn, không có nói nhiều. Còn mấy phút đây, còn 5 phút thôi, 5 phút là đủ chơi rồi. Ôi. Ok, cảm ơn anh em nhá. Mình là chị nướng nha anh em. Bây giờ là mình là chị nướng nha anh em. Bây giờ anh em mà gọi mình cứ gọi mình là chị nướng. Là con gái phải xinh. Là con gái phải xinh. Xe nhá. Còn bao nhiêu nhỉ? Còn 5 phút nữa. Còn 5 phút nữa là anh em muốn chửi mình cái gì chửi đi. Trận trước gì anh thua hay thắng ấy, thế thôi anh thua em ạ. Có gì mọi người, có khúc mắc gì mọi người cứ xả vào đây đi. Có câu hỏi gì đặt cho Kai Ti cứ xả vào đây đi. 5 phút nữa là tạm biệt mọi người rồi. Chào nhau một tiếng đúng không? Ngày mai hẹn gặp lại mọi người lúc 1 giờ nha. Mình đang suy nghĩ là không biết là sẽ make up cho Kai Ti ngày mai như thế nào đây. Nên anh lôi bước về sau. Trận trước gì anh thua hay thắng ý? Chắc mình lột em ạ. Chắc mình lột em ạ. Ủa chủ đi mẹ là game này gãy rồi. Game này đã win rồi. Không thương ngược cay quá anh ơi. Không sao em, Black Việt Nam không sao. Không sao, có thể thua hay thắng, có thể thường ngày mà. Thật ra bây giờ em hiểu không? Đây chỉ cần một khi anh tắt cam mới thôi và anh đánh nghiêm túc ấy. Thì mẹ các bọn này gãy hết. Không sao. Ok nhá. Ok 1 giờ. Ok 1 giờ. Hẹn anh em vào lúc 10 thế nào? 1 giờ ngày mai nha anh em, 1 giờ ngày mai nhá, 1 giờ ngày mai anh em nhá. Anh em nhớ chuông theo dõi để thông báo anh em make up đẹp trai đi. Ui đẹp thế luôn, riêng bỏ make up rất cực kỳ đẹp trai luôn anh em.
Nên anh em cứ yên tâm đi, anh em sẽ được nhìn thấy nhan sắc tuyệt vời của tôi. Cho xem mặt chị kia đi, để phải ông này vẫn tham nhở, ông này vẫn tham. Bây giờ cái mà anh em mình bảo là trong 5 phút mình giết được mấy mạng là làm kè 1 lít à. Vẫn muốn gỡ gần 1 lít để đi ăn chè, lại đói quá, đói quá, muốn đi ăn chè quá. Thôi, làm sao mà kịp, sắp ao rồi. Anh nhớ 4 phút nữa. 4 phút là kịp mà giết mạng không khó. Giết mạng không khó em ạ. Ok bye, đã xong rồi mà bye sớm thế. Còn 4 phút nữa mà. 4 phút nữa mà. Ừ. Chị nứng, không phải anh nứng. Sai rồi. Chủ tịch giả vờ thua để thử lòng người khác. Anh ở kết quả thua sớm. Bye luôn. Gắt đấy. Còn này đi. Ok nha, chị make up chào mọi người nha, chào mọi người một giờ chiều nay nha. Bye bye mọi người. Sao cái nào? Mời bạn nhâm đi này. Ok. Ui, thài anh thài luôn, nhìn nhan sắc của anh ỉa mất á, không được đâu sói à, hơi bị đẹp sai đấy. Nên anh lùi bước về sau. À, xong chụp mấy kiểu nhá. Chụp cái gì? Chụp cái gì? Chụp cái gì? Không cần đâu, chụp tối đây. Nhá. Cần nhiều khi anh mong được một lần nói ra hết tất cả, thay vì ngồi lặng im nghe anh kể về cô ta bằng đôi mắt lấp lánh. Đôi lúc em tranh anh, đôi lúc anh tranh ánh mắt của em, vì dường như lúc nào anh cũng hiểu thấu lòng em. Không cần, càng không thể để giọt lệ nào được rơi, nên anh lùi bước về sau để thấy anh rõ hơn, để có thể ngắm anh từ xa. Ôi em hơn cả nguồn sống bóng chốc thu bé lại vừa bằng một cô gái, hay anh vẫn sẽ lặng lẽ kề bên, dù không nắm tay nhưng đường chung mãi mãi. Và từ ấy anh mất em hồn nhiên đến là. Ui hai ông anh em, hai ông. Thì mẹ thằng nào, ông nào chê thì mẹ block luôn, ông nào chê block. Ông nào chê block nhá. Lâu quá.